Dương Nghị Vân một đám nói chuyện với nhau qua đi. Một canh giờ sau mới tính kết thúc. Mấy ngàn năm không gặp mặt, đều có nói không xong nói, bất quá tương lai còn dài. Dương Nghị Vân còn có càng chuyện quan trọng muốn làm, đó chính là chờ lâu ngày Lục Bằng Bân hội báo Vân Môn kiến tạo tình huống. Đem người nhà Bằng Hữu dàn xếp lúc sau, lại đem Giao Chỉ mạnh mẽ thu phục tới quản sự cùng phong chủ công đạo cho Phương Đông Hạo ông trời tử, hắn lúc này mới chịu kiến Lục Bằng Bân. Lão Lục vất vả ngươi toàn bộ Vân Môn kiến tạo hoàn thành, tuy rằng còn chưa có đi xem, nhưng đối Lục Bằng Bân cái này tổng thiết kế sư, vẫn là muốn cảm tạ. Mà làm Vân Môn thủ tịch thiết kế sư Lục Bằng Bân kỳ thật nội tâm càng thêm cảm kích Dương Nghị Vân ơn chi ngộ, làm hắn hoàn thành cho tới nay kiến tạo mộng tưởng, một cái được xưng tiên giới đệ nhất tông môn kiến trúc to lớn công trình ở trong tay hắn hoàn thành, lại nói tiếp hắn kỳ thật so bất luận cái gì đều cao hứng. Đối mặt Dương Nghị Vân cảm tạ, Lục Bằng Bân thực kích động, khom người đối Dương Nghị Vân hành lễ nói lên cảm tạ, là ta muốn cảm tạ môn chủ mới là, nếu không phải môn chủ tín nhiệm, làm ta phụ trách Vân Môn kiến trúc, ta sợ là cuộc đời này đều khó có thể thực hiện trong lòng chi môn. Hiện giờ ta rốt cuộc có thể cấp môn chủ cấp Vân Môn giao ra một phần vừa lòng giải bài thi, còn thỉnh môn chủ theo ta đi kiểm duyệt Lục Bằng Bân nói. Hảo, đi liền đi xem đi Dương Nghị Vân đương nhiên mau chân đến xem, toàn bộ Vân Môn xây dựng tình huống. Ngay sau đó hai người bay vọt trời cao, trước từ Vân Môn bên ngoài 108 tòa sơn phong xem khởi. Đi vào trời cao quan sát phía dưới, 108 tòa sơn phong thượng, mỗi một đỉnh núi đều có một tòa cung điện, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, bản thân ngọn núi chính là trận pháp, Lục Bằng Bân dựa theo Dương Nghị Vân yêu cầu, xây dựng mỗi một tòa cung điện kiến trúc thời điểm cũng muốn hình thành cùng ngọn núi tương đối ứng có thể dung hợp ở bên nhau trận pháp. Đối với điểm này Lục Bằng Bân không hơn không kém chấp hành, chẳng qua sở hao phí tiên thạch đạt tới một cái khủng bố con số. Có thể nói 108 tòa cung điện mỗi một tòa đều là dùng tiên thạch đôi ra tới cũng không khoa trương. Bất quá lúc trước Dương Nghị Vân cũng đầu nhập vào cũng đủ tiên thạch tài lực, dựa theo cảnh sán hội báo, toàn bộ đều xài hết, thậm chí còn không đủ còn ở hỗn loạn tiên thành cùng trước kia sẵn sàng góp sức đoạn làm việc nhà tộc tiên vực trưng thu một đợt thưởng cống, tóm lại toàn bộ Vân Môn kiến tạo trong ngoài hao tổn của cải đã là cái vô pháp tính toán con số thiên văn. Cũng may hiệu quả là lộ rõ, ở Lục Bằng Bân dẫn dắt hạ. Dương Nghị Vân nhất nhất kiểm duyệt mỗi một tòa cung điện, đạt tới hắn cảm nhận chung mong muốn thậm chí còn vượt qua hiệu quả, mỗi một tòa cung điện đều là độc lập trận pháp phòng ngự, 108 tòa cung điện liền ở bên nhau lại là nguyên bộ hoàn chỉnh đại trận. Hoàn toàn cùng 108 tòa sơn phong dung hợp ở cùng nhau, là nguyên lai trận pháp phòng ngự cường đại rồi mấy lần, cũng không phải là 1+1=2 uy lực. Mỗi một tòa cung điện kiến trúc tinh mỹ mà đại khí, trang nghiêm túc mục thả lại to lớn. Hoàn toàn phù hợp Dương Nghị Vân mong muốn, cũng đủ bày ra một cái siêu cấp đại tông phong cách. Lúc sau tiến vào Vân Môn nội môn. Nội môn bên trong trừ bỏ Dương Nghị Vân thiết kế ra tới hiện đại hóa phong cách kiến trúc, Lục Bằng Bân không chút cầu thả chế tạo ra tới ở ngoài, mặt khác kiến trúc đàn, tổng thể chia làm 9 tòa đại khí vô cùng cung điện, làm Vân Môn truyền thừa nơi, mỗi một tòa nội môn đại điện liên thành một mảnh kiến trúc đàn, 9 tòa đại điện quay chung quanh ở Dương Nghị Vân tự hành thiết kế mà ra hiện đại lời nói kiến trúc bốn phía, hình thành cửu cung đại trận. Có Vân Môn Tổng Điện, Trưởng Lão Đại Điện, Truyền Thừa Đại Điện, Tổ Sư Đại Điện, Hình Pháp Đại Điện, Tiếp Đái Đại Điện, Tiên Hồn Đại Điện, Hộ Pháp Đại Điện, Ám Dạ Đại Điện, 9 tòa đại điện, mỗi một tòa đại điện tương liên một tảng lớn kiến trúc đàn, cấu thành hoàn thành kiến trúc hệ thống, cũng đủ một cái siêu cấp đại tông sử dụng. Tiêu phí cả ngày thời gian Dương Nghị Vân giản lược toàn bộ Vân Môn kiến trúc đàn, phi thường vừa lòng, tiếp được chính là an bài nhân viên đương người chức vụ nhập trú vấn đề, điểm này phải đợi đại sư huynh trở về thương nghị, rốt cuộc có luyện tạo tiên minh nhập vào vấn đề. Bất quá 9 đại nội môn đại cung điện, hắn trong lòng đã có đại khái, đầu tiên Vân Môn tổng điện là hắn cái này môn chủ địa bàn, tổ sư đại điện là tượng trưng tính chất tinh thần đại điện, ngoài ra ám dạ đại điện là Dương Nghị Vân để lại cho Tuyết Miêu. Ám dạ điện đem phụ trách Vân Môn tình báo cùng sát thủ hệ thống, đây là trực tiếp đối hắn phụ trách một điện. Mặt khác đại điện yêu cầu thương nghị. Hiện tại liền chờ đại sư huynh đã trở lại. Kiểm duyệt hoàn thành lúc sau, Dương Nghị Vân lưu tại Vân Môn tổng điện, công đạo một tiếng làm Lục Bằng Bân thông chi người nhà Bằng Hữu đều lại đây, người trong nhà vẫn là yêu cầu an bài một chút. Không bao lâu mọi người đã đến. Dương Nghị Vân đầu tiên nhìn chính mình mấy cái hài tử cùng ba cái đồ đệ nói. Tiên giới Vân Môn kiến tạo hoàn thành, các ngươi cũng đều phi thăng, ta thực vui mừng, nhưng là hiện tại Vân Môn đã muốn đại thay đổi, vâng chịu các ngươi sư tổ ý nguyện, tiên giới Vân Môn sẽ trở thành Vân Môn đạo thống truyền thừa.
các ngươi mấy cái làm ta đệ tử, hài tử, không thể có đặc thù đối đãi, phân môn nội môn là trọng điểm, ngoại môn là một đạo phòng thủ tuyến, cho nên ta an bài các ngươi ở vân môn ngoại môn 108 tòa điện trong đó một điện hạ bắt đầu rèn luyện, tranh thủ vì ta vân môn lập công, như thế mà chống đỡ vân môn cống hiến mà ngày sau nhập nội môn, các ngươi nhưng có ý kiến gì? Mấy cái hài tử Trung Âu Dương Nhạc Nhạc, Dương Tinh Phó, Dương Nguyên Khánh, bao quanh cùng Tròn Tròn, cùng với Tiểu Mạn Mạn từng người liếc nhau cũng chưa nói chuyện. Mà ba cái đồ đệ, Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân, Võ Kiếm, lại là ở đại đồ đệ dẫn dắt hạ, tiến lên một bước nói, đệ tử cần tuân sư phụ an bài, không hề ý nghĩa. Các ngươi mấy cái đâu? Dương Nghị Vân cười nhìn mấy cái hài tử hỏi. Cần tuân phụ thân an bài chúng ta không ý kiến. Nhìn đến Độc Cô Hối ba cái làm sư huynh đều tỏ thái độ, bọn họ mấy cái tự nhiên không dám có ý kiến, kỳ thật mấy tiểu tử kia ở trong lòng là có ý kiến, nhưng là không dám nói ra mà thôi. Dương Nghị Vân cười cười nói, kia tạm thời liền như vậy định ra, ta sẽ an bài các ngươi Chiêm Khánh Nhân thúc thúc đi làm điện chủ, ngày sau các ngươi hảo sinh đi theo sửa chữa đó là, khi nào có thể vào vân môn trong ngoài, xem các ngươi tu luyện nỗ lực biểu hiện. Dương Nghị Vân nói xong, đối với Chiêm Khánh Nhân cười nói, lão Chiêm ngươi cùng Hồ Tiên Nhi liền đi vân môn 108 điện tuyển một điện đi, điện danh các ngươi chính mình lấy, mấy cái hài tử dạy dỗ liền giao cho các ngươi. Vân tử ngươi đây là khó xử ta cùng Tiên Nhi a, thả không phải mấy cái hài tử tu luyện thiên tư đều là thượng thừa hạt giống tốt, liền nói a Hối ba cái đệ tử của ngươi tu vi đều cùng ta không sai biệt nhiều, như thế nào dạy dỗ a? Chiêm Khánh Nhân cười khổ mà nói. Yên tâm đi, an bài các ngươi ở bên nhau đều có ta đạo lý. Ngươi tu vi ở phi thăng đi lên cùng thế hệ trung đương thuộc đệ nhất, thả lại là bọn họ trưởng bối, liền như vậy định rồi, ha ha dăm ba câu Dương Nghị Vân liền định ra. Kỳ thật là cố ý an bài, ba cái đổ đệ cùng mấy cái hài tử tu vi thiên tư đích xác đều không tồi, nhưng trung quy phi thăng đi lên không bao lâu, tu vi cũng liền ở chân tiên trình tự, trăm năm thời gian tu luyện đến chân tiên người đã thực không tồi, chính là ở tiên giới lại không tính cái gì. Đặc biệt hiện tại vân môn tiên yến thành là một chảo một đống. Hơn nữa luyện tạo tiên minh thế lực nhập vào tiến vào, chân tiên không đủ nhìn, hắn nếu tiếp được vân môn đạo thống truyền thừa gánh nặng liền phải làm được phục chúng, không thể bởi vì bọn họ mấy cái là chính mình đệ tử cùng hài tử liền trực tiếp một bước tiến vào nội môn. Nếu không tương lai vân môn nhân số nhất định là cái phi thường khổng lồ con số, khó có thể phục chúng càng thêm khó có thể quản giáo, thiết lập hình pháp đại điện đến lúc đó cũng không phải là bài trí. Còn nữa bọn họ lộ còn rất dài. Từ ngoại môn khởi bước cũng là cố ý mài giũa bọn họ, chờ tương lai bọn họ tu luyện đi lên, tự nhiên có thể vào nội môn, đến lúc đó những người khác cũng sẽ không nói cái gì không phải, kỳ thật đây cũng là đối bọn họ hảo. Chiêm Khánh Nhân nghe Dương Nghị Vân như vậy vừa nói, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, cười đáp ứng, hắn tu vi cũng chính là chân tiên đỉnh, cũng không nghĩ dạy dỗ Dương Nghị Vân ba cái đệ tử cùng mấy cái hài tử, kỳ thật hắn rõ ràng Dương Nghị Vân là muốn cho hắn nhìn bọn hắn chằm chằm mới là thật sự. Lúc sau Dương Nghị Vân lại an bài Lý Đại Nghị, Lưu Thích Kỳ, Lão Phương, Khâu Vân từ từ hạ giới vân môn lão nhân, mỗi người lựa chọn một tòa ngoại môn đại điện, làm cho bọn họ trở thành ngoại môn 108 tòa đại điện trung điện chủ. Đối với chính mình này đó lão bằng hữu, tu vi tuy rằng cũng thấp một ít, nhưng hắn tuyệt đối không lỗ, điểm này tin tưởng cũng không có người dám nói cái gì. Chờ đêm này đó bằng hữu an bài xong sau, Dương Nghị Vân làm cho bọn họ đi lựa chọn từng người đại điện rời đi. Giữa sân dư lại chính mình người một nhà, đương nhiên trong đó còn có một cái Lục Vũ Thư, tuy rằng vẫn luôn không cùng Lục Vũ Thư phát sinh quá cái gì, nhưng mặc kệ là Dương Nghị Vân chính mình vẫn là một chúng nữ nhân đều đã sớm tại hạ giới thời điểm, đem nàng cùng nàng tỷ tỷ Lục Tuyết Hy trở thành người một nhà. Nhìn mọi người Dương Nghị Vân cười cười nói, sau này chúng ta người một nhà liền ở tại Vân Môn Tổng Điện, mặt sau gác mái cung điện rất nhiều, đại gia lựa chọn chính mình phòng vào ở đó là... Lúc này phụ thân Dương Quốc Trung lại nói, vân tử ta và ngươi mẹ, còn có ngươi ông ngoại bọn họ thương lượng qua, không ở nơi này, đồ cái thanh tĩnh, chúng ta đi trước ngươi thiết kế kia một mảnh địa cầu kiến trúc cư trú, cũng coi như là thỏa mãn một chút nhớ nhà chi tình đi. Dương Nghị Vân nghe phụ thân nói chuyện, lại cũng cười nói, không thành vấn đề, dù sao nội môn trung tâm kia một mảnh hiện đại hóa kiến trúc là ta chính mình thiết kế, chuyên môn dùng để cấp chúng ta người một nhà cư trú tu luyện nơi. Chúng ta đến lúc đó cũng đều sẽ trụ qua đi, các ngươi qua đi chính mình nhảy đi, tưởng ở nơi nào đều có thể, cao lầu, tứ hợp viện, còn có quê quán cái loại này thôn đều có. Kia hành ta thông chi ngươi ông ngoại bọn họ đi, Dương Quốc Trung cầm lấy mẫu thân Đoan Mộc Uyển Nhi liền đi,
lúc này hẳn là cấp bọn nhỏ lưu lại không gian không phải. Giữa sân hiện tại trừ bỏ Lục Vũ Thư tất cả đều là Dương Mẫu Nhân nữ nhân, một đống lớn a. Địa cầu Sơn Hải giới tu chân giới, còn có tiên giới. Đương nhiên tiên giới nữ nhân thật nhiều, nghiêm khắc tới nói chính là cảnh sán một người, đến nỗi Tuyết Hương còn không có không thực chứng tính tiến triển, nhưng Dương Mẫu Nhân đã đem nàng trở thành chính mình nữ nhân, bởi vì Tuyết Hương rất nhiều lần đều có thể vì hắn mà đánh bạc mệnh đi. Hơn nữa Tuyết Hương là lúc trước hắn từ cái kia đáy hồ lừa dối ra tới, thực thiên chân đơn thuần nha đầu, càng là bởi vì Tuyết Hương hắn mới có cá trạch bực này siêu cấp tỏa kỵ. Như vậy nha đầu hắn không có lý do gì không cần, càng không thể cô phụ nàng, nếu không hắn liền không phải đồ vật. Lúc này tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng nên làm sự, vẫn phải làm, cảnh sán cùng Tuyết Hương cũng nên giới thiệu cho Triệu Nam các nàng nhận thức. Khụ khụ, kia cái gì cảnh sán Tuyết Hương các ngươi hai cái lại đây, gặp qua các ngươi này đó tỉ tỉ đi. Dương Mẫu Nhân mặt già vẫn là có chút đỏ lên. Cảnh sán gặp qua chư vị tỉ tỉ. Tuyết Hương gặp qua chư vị tỉ tỉ. Cảnh sán tu vi trải qua mấy năm nay nỗ lực tu luyện cũng ở phía trước không lâu bước vào tiên vương lúc đầu, này vẫn là nàng những năm gần đây vẫn luôn ở chăm sóc Vân Môn kiến tạo việc, nếu không tu vi còn có lại tiến thêm một bước, có đại công lao với Vân Môn. Tuyết Hương cũng đã yêu đế chi cảnh, ở này đó nữ nhân bên trong xem như tu vi tối cao tồn tại, nhưng là nàng trời sinh đơn thuần, đối Dương Mẫu Nhân nói cũng là nói gì nghe nấy, biết này đó đều là Dương Nghị Vân tại hạ giới thê tử sau, càng là không dám thác đại. Quy quy củ củ hành lễ. Nhiều năm như vậy lại đây, nàng tuy yêu tộc nhưng lại cũng thành thục, đối nhân tộc một chút sự tình có hiểu biết, tự nhiên biết Dương Nghị Vân làm nàng cấp chư vị tỷ tỷ chào hỏi ý nghĩa cái gì, này thuyết minh Dương Nghị Vân đem nàng trở thành người của hắn. Hai người chi gian đã trải qua vài lần sinh sinh tử tử, chưa từng có phu thê chi thật, nhưng cũng phương tâm đã sớm ám hứa, cái này xem như chờ tới rồi nở hoa kết quả thời điểm. Này thi lễ tiết nàng nghiêm túc, không hề có yêu đế tôn sư cái giá. Mà Triệu Nam đám người lại là đối mặt Tuyết Hương cùng cảnh sán này hai cái cao thủ, tuy rằng biết là Dương Nghị Vân cái này oan gia ở tiên giới nữ nhân, nhưng lại là không dám chậm trễ, bởi vì tu luyện giả chi gian pháp tắc vĩnh viễn là cường giả vi tôn, nàng cùng mặt khác tỉ muội tu vi cảnh giới mới là kim tiên trình tự, cùng trước mắt hai vị này tiên giới muội muội nhưng kém xa. Triệu Nam đi đầu vội vàng nói, hai vị muội muội không cần đa lễ. Mau mau đứng lên đi. Tuyết Hương cùng cảnh sán lúc này mới đứng dậy. Dương Nghị Vân biết Triệu Nam cùng Độc Cô Vô Tình trong lòng nghĩ như thế nào, cười cười nói, ở nhà chúng ta chưa bao giờ luận tu vi, chỉ luận lớn nhỏ bối phận, các ngươi này đó đương tỷ tỷ cũng đừng câu thúc, các nàng hai cái tu vi tuy cao, nhưng các ngươi tư chất cũng không kém, ngày sau luôn có đuổi theo các nàng hai cái một ngày. Những lời này Dương Mẫu Nhân tuy rằng là đang an ủi Triệu Nam đám người, nhưng đảo cũng chưa nói sai. Bởi vì hắn rõ ràng tiên nhân cảnh giới càng là đến hậu kỳ càng là khó có thể tiến bộ, ngược lại ở giai đoạn trước cảnh giới chỉ cần tư chất không kém, có vậy là đủ rồi năng lượng chống đỡ, là có thể tiến triển cực nhanh tăng lên đi lên. Mà hắn hiện tại không thiếu cho chính mình này đó nữ nhân tu luyện tài nguyên. Triệu Nam đám người nghe Dương Nghị Vân như vậy vừa nói, đảo cũng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật các nàng cũng lo lắng phát sinh bị sau lại tiểu tỷ muội áp chế tình huống phát sinh, như thế liền sẽ thực xấu hổ. Liền ngươi sẽ nói, chúng ta tự nhiên biết hai vị muội muội là hiểu lễ nghĩa, vừa thấy mặt hướng chính là hảo cô nương. Trung quy là chính cung nương nương mấy năm nay lâu cư chính cung đứng đầu, vẫn là có chút quyết đoán cùng khống chế thủ đoạn, dăm ba câu liền kéo gần cùng Tuyết Hương cảnh sán chi gian khoảng cách, hơn nữa cười qua đi chủ động kéo cảnh sán cùng Tuyết Hương tay. Độc Cô Vô Tình đám người vừa thấy, lại cũng đều yên tâm, một đám tiến lên cùng Tuyết Hương cảnh sán nói chuyện. Nữ nhân chi gian đề tài vĩnh viễn so nam nhân muốn nhiều, một khi quen biết cũng có thể thực mau hòa mình. Trong lúc nhất thời kỳ kỳ sao sao tất cả đều là mấy người phụ nhân nói chuyện thanh. Mà Tuyết Hương cùng cảnh sán cũng đều trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trong truyền thuyết này vài vị tỷ tỷ cũng không khó ở chung. Đối với hạ giới này đó nữ nhân việc, Dương Nghị Vân kỳ thật đã sớm cùng các nàng hai cái nói lên quá, trước kia còn lo lắng chính cung tỷ tỷ có thể hay không làm khó dễ. Hiện tại nhưng thật ra xem ra lo lắng dư thừa. Bất quá có một chút Tuyết Hương cùng cảnh sán cũng biết, hôm nay ở đây tất cả đều là nhân tộc, dựa theo trước kia Dương Nghị Vân cách nói, hắn nữ nhân chung còn có quỷ tu cùng yêu tộc, chỉ là hôm nay lại là một cái đều không thấy. Đối cảnh này sán không nhìn xuống hỏi ra tới, nhìn Triệu Nam hỏi, tỷ tỷ, không phải ta nghe nói tỷ muội chung còn có kêu Thu Nhi, Thanh Mai tỷ tỷ, còn có một cái kêu Hỷ Thước cùng Khổng Tước.
Lời này hỏi ra tới, Triệu Nam vội vàng cấp cảnh sán nháy mắt đình chỉ, bởi vì về yêu tộc phi thăng cùng quỷ tu phi thăng cùng nhân tộc bất đồng, tới trên đường Dương Nghị Vân cũng nói qua, đến nay cũng không có tin tức, vì thế nàng biết Dương Nghị Vân tâm tình thật không tốt, cho nên không làm cảnh sán nói đi xuống. Cảnh sán cũng thông minh tức khắc minh bạch chính mình hỏi sai rồi, có thể là phu quân không tìm được mặt khác tỉ muội, nếu không hôm nay nên ở đây, như vậy hỏi sẽ chỉ làm phu quân khổ sở lo lắng, vội vàng cũng dừng. Giữa sân trong nháy mắt tĩnh xuống dưới, không ai đang nói chuyện. Dương Nghị Vân nghe được vừa rồi các nàng nói chuyện, biết các nàng đều ở lo lắng cho mình, cười cười nói, các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem các nàng một cái không ít tìm trở về. Được rồi, cảnh sán ngươi mang theo đại gia đi xuống tìm phòng vào ở đi. Ở cảnh sán cái này xem như nửa cái địa đầu xà dẫn dắt hạ, một đám nữ nhân đi Vân Môn tổng sau điện mặt đi tìm phòng vào ở. Bất quá Triệu Nam đề nghị, đều đi mảnh đất trung tâm hiện đại hóa kia một mảnh kiến trúc cư trú, nơi này dù sao cũng là Vân Môn tổng đại điện, nhưng cũng là Dương Nghị Vân cái này môn chủ tu luyện đạo tràng. Hiện giờ phu quân tu luyện cảnh giới đã không phải các nàng có thể nhìn thấu, càng là nhất môn chi chủ. Nơi này thiếu về sau sẽ là toàn bộ Vân Môn trung tâm, các nàng tu vi quá thấp ở tại Tổng Đại Điện không thích hợp, cũng không được tự nhiên. Ngược lại hiện đại hóa những cái đó đại lâu nhìn thuận mắt cũng thân thiết, dù sao cũng là quê nhà kiến trúc, hơn nữa nơi nào địa phương lớn hơn nữa, độc đống đại viện đều có, thực thích hợp các nàng, trưng cầu Dương Nghị Vân ý kiến sau, một đám nữ nhân liền rời đi Vân Môn Tổng Điện. Đối này Dương Nghị Vân chỉ nói một câu, các người tưởng chủ nơi nào liền ở nơi nào. Hai bên đều có thể, mà trung tâm kia một mảnh mảnh đất, bản thân chính là hắn quy hoạch ra tới cho chính mình hậu hoa viên. Nếu một đám nữ nhân muốn đi, vậy từ các nàng đi thôi, chỉ cần các nàng vui vẻ liền hảo. Nhìn các nàng rời đi sau, Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ Tiểu Phượng Hoàng cùng Thu Nhi các nàng, thế nào mới có thể ở nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất tìm được. Đã có thể ở ngay lúc này, đầu vừa nhấc đột nhiên phát hiện đại điện một góc còn có một người. Lục Phú Thư. Phú thư ngươi như thế nào không cùng các nàng đi chọn lựa chỗ ở? Dương Nghị Vân nói chuyện đi qua. Tiên sinh ta tưởng tỷ tỷ, đã sớm ngàn nhiều năm trước, tỷ tỷ liền rời đi, nàng trước khi đi thời điểm nói qua đi tán tiên đảo, nhưng chúng ta ở phi thăng phía trước đi qua tán tiên đảo, tiểu hòa thượng phàm nói, tỷ tỷ đã sớm đi tiên giới, hiện tại Vân Môn có không thấy tỷ tỷ, ta thực lo lắng nàng. Ta cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, khi đó ở địa cầu, tỷ tỷ thân thể bị hủy. Nguyên thần ký túc ở ta trong cơ thể, biết gặp được tiên sinh. Lại sau lại, tiên sinh cho tỷ tỷ cùng ta tổ tiên truyền thừa, tỷ tỷ nguyên thần mới rời đi ta thân thể, đi lên tán tiên chi lộ, tán tiên 12 thiên kiếp, ta. Ta lo lắng tỷ tỷ xem bất quá đi. Lục Phú Thư nói nơi này thời điểm lại là đã khóc lên. Dương Nghị Vân đi qua đi cầm tay nàng nói, yên tâm tỷ tỷ ngươi thiên tư siêu tuyệt, liền tính là đi lạc tiên chi đạo, cũng nhất định có thể căng qua đi ngàn năm một lần tán tiên thiên kiếp. Tính tính thời gian nàng hiện giờ đã hẳn là đã vượt qua 7 lần tán tiên thiên kiếp, nếu nàng ở tiên giới, ngươi yên tâm ta liền tính là cuối cùng suốt đời có khả năng, cũng muốn đem tỷ tỷ ngươi tìm trở về. Các ngươi tỷ muội đều với Vân Môn là hòn đá tảng, không có tỷ tỷ ngươi trả giá, liền sẽ không có địa cầu Vân Môn, sẽ không có sơn hải giới tu chân giới Vân Môn, nàng vĩnh viễn là ta Vân Môn hộ pháp trưởng lão, nhất định sẽ không có việc gì, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem nàng tìm trở về. Ô ô, tiên sinh ta rất muốn tỷ tỷ. Lục Phú Thư rốt cuộc vẫn luôn bị che chở ở nàng tỷ tỷ Lục Tuyết Hy cánh chim hạ, vẫn luôn nhát gan đơn thuần, hiện giờ đi vào tiên giới không có tỷ tỷ tin tức, nàng sợ hãi lo lắng cũng bình thường, ở rơi lệ chung nhào vào Dương Nghị Vân trong lòng ngực. Dương Nghị Vân ôm nàng an ủi, trong lòng cũng kiên định, nhất định phải đem Lục Tuyết Hy tìm được, hơn nữa hắn tin tưởng Lục Tuyết Hy nhất định sẽ không có việc gì. Bởi vì năm đó lão nhân đều nói qua Lục Tuyết Hy tương lai tu luyện thành liền không thấp, nàng không có khả năng ngã xuống ở tán tiên thiên kiếp này một vòng thượng. Đối Lục gia tỷ muội, hắn vẫn luôn đều có thua thiệt, bởi vì hắn rõ ràng Lục gia tỷ muội trong lòng có hắn, nhưng hắn lại trước nay chưa cho quá các nàng bất luận cái gì hứa hẹn. Đặc biệt là Lục Tuyết Hy, bản thân chính là phi thường hiếu thắng tính cách, lời nói cũng không nhiều lắm, thực kiên cường một nữ tử, từ hắn ở địa cầu thành lập Vân Môn liền đi theo hắn. Giúp hắn tổ kiến Vân Môn bồi dưỡng Vân Môn đệ tử, thậm chí Triệu Nam chờ mấy cái nữ tử tu chân chi lộ đều xem như Lục Tuyết Hy ở vẫn luôn dạy dỗ. Nếu nói Vân Môn bên trong người nào đối Vân Môn cống hiến lớn nhất, đương thuộc Lục Tuyết Hy đệ nhất. Hắn thua thiệt này đối tỷ muội quá nhiều. An ủi một phen sau, Lục Phú Thư cũng bình tĩnh xuống dưới, Dương Nghị Vân đỡ nàng bả vai,
nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng mở miệng nói, ngươi yên tâm tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ không có việc gì, hơn nữa ta cũng nhất định sẽ đem nàng tìm được, đến lúc đó ta liền cưới các ngươi tỷ muội quá môn, mấy năm nay là ta thua thiệt các ngươi. Lục Phú Thư đơn thuần nhưng không ngốc, từ địa cầu bắt đầu, nàng cùng tỷ tỷ liền thích tiên sinh, chẳng qua tỷ tỷ tính cách lạnh băng kiên cường, ngoài miệng ngạnh, chưa bao giờ thừa nhận, không hé răng, thậm chí không cho nàng nói, nhưng là nàng rõ ràng tỷ tỷ trong lòng cũng thích tiên sinh. Những lời này nàng cùng tỷ tỷ chờ đợi gần vạn năm. Nghe được Dương Nghị Vân này một phen nói ra tới, Lục Phú Thư rốt cuộc nhịn không được nước mắt xoát xoát đi xuống lạc. Nàng khóc nhưng cũng cười. Nhìn Dương Nghị Vân, lại nhìn về phía đại môn ở ngoài phía chân trời nói, tỷ tỷ tiên sinh đáp ứng cưới chúng ta. Một hồi ái, một câu, một phần tình, chờ vạn năm, lại là nhất thương tâm. Kế tiếp thời gian Dương Nghị Vân vẫn luôn ở Vân Môn làm bạn thân nhân bằng hữu, người một nhà mấy ngàn năm không thấy, cơ hội như vậy cũng khó được. Có thể tưởng tượng hắn ngày sau có thể làm bạn bọn họ thời gian sẽ càng ngày càng ít. Bởi vì Vân Môn thành lập lúc sau, hắn chính là nhất môn chi chủ, làm việc muốn suy xét một môn, tiên giới tu luyện hoàn cảnh kỳ thật là phi thường tàn khốc, một cái vô ý chính là thua hết cả bàn cờ, diệt môn tiêu tán kết cục. Và lại hắn tu luyện cũng đem càng ngày càng khó lấy tăng lên, mỗi đi một bước đều yêu cầu đại lượng thời gian đi tìm hiểu đi tu luyện, rất ít có thể cùng người nhà bằng hữu đãi ở bên nhau. Còn có chính là chờ Vân Môn thành lập kết thúc, hắn muốn đi tìm tìm mặt khác tiểu đồng bọn, nên tìm một cái đều không thể rơi xuống. Thời gian ở mau theo sói mòn, chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân trở về 3 năm, hạ giới Vân Môn thân nhân bằng hữu tất cả đều an bài hảo. Hắn lại là ở 3 năm du tẩu ở đông đảo nữ nhân chi gian, đem ngần ấy năm rơi xuống công khóa tất cả đều cấp bổ thược, đương nhiên cũng ít không được chỉ điểm các nàng tu luyện, đặc biệt là mấy cái hài tử cùng đồ đệ tu luyện, hắn xem như cấp khai tiểu táo. Bất quá hiệu quả là lộ rõ, một đám đều tăng lên thực mau. Đương nhiên này nguyên nhân trong đó là Vân Môn hiện tại tiên nguyên lực phi thường nồng hậu, sao trời đại trận là ở thiên nhiên trận pháp thượng cải tạo mà thành, sau lại ở thiết kế thời điểm, Lục Bằng Bân các nàng ở kiến trúc chỉnh thể càng thêm thượng tụ linh trận, hình thành khổng lồ tụ linh chi trận, làm cho cả Vân Môn trong vòng tràn ngập tiên nguyên lực. Cấp mọi người cung cấp cuồn cuộn không ngừng tiên nguyên lực, đương nhiên này cũng chỉ là tu luyện cơ bản điều kiện, muốn có tiến bộ vượt bậc tu vi tự nhiên là không đủ, cho nên Dương Nghị Vân cho hắn nữ nhân cùng hài tử đồ đệ chờ khai tiểu táo là có tiên đan tiên thạch phụ trợ. Đương nhiên trọng điểm không phải này đó, trọng điểm là Dương mẫu nhân hiện tại cũng là đường đường tiên đế đại viên mãn đỉnh tu vi cảnh giới, hắn tu luyện chi đạo hoàn toàn có thể nói muốn so rất nhiều tiên đế kinh nghiệm phong phú. Bởi vì hắn là từ một giới phàm nhân chậm rãi đi tới hiện tại, mỗi một bước đều là chính mình một bước một cái dấu chân trải qua sinh tử mới đi tới. Luận tu luyện cảnh giới kinh nghiệm, thật sự có thể nói có lão tư cách, dù sao dạy dỗ này đó đệ tử môn nhân là vậy là đủ rồi, mỗi một cái cảnh giới đều là có thể thấu triệt mà ra. Cho nên trọng điểm là cho đại gia truyền thụ mỗi một cái tu luyện cảnh giới tinh túy, hoặc là nói là giảng đạo đi. Sau lại những đệ tử khác môn nhân đều đã biết, lá gan lớn hơn một chút bắt đầu tìm Dương Nghị Vân cầu đạo giải thích nghi hoặc, chậm rãi tìm Dương Nghị Vân người càng ngày càng nhiều. Năm thứ ba hắn có chút giống không được. Bởi vì hiện tại Vân Môn cấp thấp đệ tử đã có không ít, hạ giới Vân Môn người, Đông Phương gia tộc, Độc Cô gia tộc, còn có năm đó diệt đoạn làm việc nhà tộc sau, thần phục những cái đó đoạn làm tiên vực thế lực chung, có một ít người gia nhập Vân Môn, hơn nữa mấy năm nay đại sư huynh di chuyển tới luyện tạo tiên minh tổng bộ phân bộ đệ tử từ từ. Toàn bộ Vân Môn nhân số không tính tiên quân trở lên đệ tử môn nhân, số lượng đã đạt tới tam vạn chi số, cái này cũng chưa tính lục tục có luyện tạo tiên môn phân bộ mà đến người. Có thể nói đã phi thường khổng lồ. Vì thế ngày này Dương Nghị Vân dứt khoát làm mọi người đi truyền thừa đại điện quảng trường, hắn tập trung giảng đạo, mưa móc đều dính đi, về sau đều là Vân Môn đệ tử, nếu là hắn làm đặc thù, khó tránh khỏi sẽ ở ngày sau lưu lại tai họa ngầm, hắn nhưng không nghĩ giao chỉ cái loại này tranh quyền đoạt lợi sự tình, ngày sau phát sinh ở Vân Môn. Giảng liền giảng đi, này đó đệ tử tương lai đều là Vân Môn quật khởi ở tiên giới trung gian lực lượng. Này cũng coi như là hắn ở Vân Môn đúng là ở tiên giới thành lập phía trước cùng môn hạ đệ tử một lần hỗ động. Ngày này hắn ngồi trên truyền thừa đại điện ở ngoài trên quảng trường bắt đầu rồi giảng đạo, truyền thừa đại điện tác dụng bản thân chính là thu nạp thần thông công pháp từ từ, cấp môn hạ đệ tử truyền thừa giảng đạo địa phương, đại điện ở ngoài quảng thành chính là Vân Môn lớn nhất một cái quảng trường. Lúc trước thiết kế thời điểm, Dương Nghị Vân khiến cho Lục Bằng Bân dựa theo cất chứa mười mấy đệ tử số lượng thiết kế. Còn không thể ảnh hưởng mặt khác đại điện cách cục,
cái này khó khăn kỳ thật là rất lớn. Chẳng qua Lục Bằng Bân cái này Vân Môn tổng thiết kế sư thật đúng là không làm hắn 10 vạn, ở diện tích cực hạn dưới tình huống, thành công thiết kế kiến tạo mà thành có thể cất chứa 10 vạn đệ tử môn nhân truyền thừa quảng trường. Lại nói tiếp kỳ thật đơn giản, chính là biến thành 9 tầng cầu thang hình dạng vòng tròn, một tầng tầng đi lên khó khăn là huyền phù không gian trận pháp, vì thế dựa theo Lục Bằng Bân cách nói, bọn họ cùng Phương Đông lão gia tử đám người lúc trước chính là tiêu phí rất lớn nhân lực vật lực tài lực. Suốt 30 năm mới kiến thành cái này truyền thừa quảng trường, này cũng coi như là Vân Môn một cảnh. Đương nhiên này cũng không phải nói Vân Môn địa phương khác liền không cảnh sắc, trên thực tế hao tổn của cải siêu trục tỷ cực phẩm tiên thạch cấp bậc chế tạo mà thành Vân Môn kiến trúc, ở toàn bộ tiên giới bao gồm cửu trọng thiên những cái đó địa phương đều đương thuộc đệ nhất. Nơi trốn là cảnh sắc, lại còn có huyền cơ ở bên trong. Dương Nghị Vân giảng đạo từ thiên tiên bắt đầu, một cái cảnh giới bắt đầu. Mỗi một cái đại cảnh giới phân ra tới 4 cái tiểu cảnh giới hắn đều kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật trong đó tinh túy, giảng thuật chính mình ở tu luyện cái này cảnh giới thời điểm hiểu được cùng trong đó huyền bí. Như thế không ngủ không nghỉ, một tháng qua đi, một năm qua đi, hai năm qua đi. Trong sân tiến đến nghe nói đệ tử càng ngày càng nhiều, sau lại những cái đó tiên quân tiên vương cũng đều bất chi bất giác gia nhập tiến vào. Thứ 5-6 năm thời điểm, đại sư huynh trời cao tà cùng tiểu sư muội đều đã trở lại. Mang đến luyện tạo tiên môn các đại phân bộ người phụ trách, công kích đạt tới 800 phân bộ, thuần một sắc tất cả đều là tiên đế cơ bản. Trừ cái này ra còn có 100 tên đại tiên tôn, tất cả đều là nhãn hiệu lâu đời tiên tôn, những người này là luyện tạo tiên môn lão nhân, cũng là 3 vị sư nương dưới tòa người theo đuổi, là luyện tạo tiên môn chân chính trung gian lực lượng, tuy rằng không có thông ngộ, nhưng cũng chỉ kém một bước xa, toàn bộ tiên giới luyện tạo tiên môn 800 phân bộ tỏa chấn chính là này đó nhãn hiệu lâu đời tiên tôn. Có thể nói là sư phụ sư nương cái kia thời đại lão quái vật, giải rác ở tiên giới các nơi, cho nên Vân Trường Sinh tự mình đi thỉnh bọn họ tiến đến nhập mây tụ môn tổng bộ, này lão tiên tôn tương lai chính là Vân Môn Tiên Phong cũng là hòn đá tảng chấn thủ tồn tại. Này một năm Vân Trường Sinh mang theo này đó tiên đế tiên tôn tiến đến sau, cũng đều đi tới truyền thừa quảng trường, nghe Dương Nghị Vân cấp Vân Môn đệ tử giảng đạo giải thích nghi hoặc. Vốn dĩ đi này đó luyện tạo tiên minh lão nhân. Nghe nói muốn đem luyện tạo tiên minh nhập vào Vân Môn, một đám đều còn không phục, trong lòng là phản đối, nhưng nếu là thiên cơ, võ thần, công chúa 3 vị nương nương mệnh lệnh, bọn họ liền tính là phản đối lại cũng chưa nói ra tới, nên phục tùng vẫn là muốn phục tùng, chỉ là trong lòng có chút oán niệm. Nhưng Dương Nghị Vân thân phận là thiên tà chí tôn quan môn đệ tử, hơn nữa 3 vị sáng tạo luyện tạo tiên môn nương nương mệnh lệnh, bọn họ cũng liền đi theo Vân Trường Sinh tiến đến, biết được Dương Nghị Vân tự cấp môn hạ đệ tử giảng đạo. Này đó lão quái vật liền tiến đến. Có quan sát ý tứ, cũng có khảo giáo ý tứ. Vân Trường Sinh biết này đó lão quái vật tâm tư, nhưng hắn cũng không ngăn đón, bởi vì hắn tin tưởng tiểu sư đệ có thể ứng phó, hơn nữa đây cũng là tiểu sư đệ chân chính khống chế này đó lão quái vật rốt cuộc chi lộ, nếu không thể làm cho bọn họ tâm phúc, ngày sau cho dù có hắn đè nặng, cũng là phiền toái. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng này đó lão quái vật xem ở 3 vị sư nương cùng sư phụ mặt mũi thượng cũng là không dám thật làm khó dễ tiểu sư đệ, lại nói, hắn Vân Trường Sinh cũng không đáp ứng. Thật muốn là có người làm khó dễ tiểu sư đệ, hắn không ngại lấy thiết huyết thủ đoạn chân áp. Đối này đó luyện tạo liên minh lão nhân Vân Trường Sinh tôn kính, bởi vì năm đó sư phụ bị Tam Đại Thiên Tôn thế lực hạ quá âm tay, 3 vị sư nương thành luyện tạo tiên minh, cùng Tam Đại Thiên Tôn thế lực đối kháng. Những người này đều ra quá lực, có công lao có khổ lao, nhưng hắn cũng không cho phép những người này cậy già lên mặt làm khó dễ tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ thống lĩnh đại gia địa vị là sư phụ cùng 3 vị sư nương thương lượng định ra người được chọn, có người phản đối tiểu sư đệ, đó chính là phản đối sư phụ sư nương, đối này Vân Trường Sinh tuyệt đối không được. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân giảng đạo cũng rất có hiệu quả, 5 năm tới có tạp ở bình cảnh kỳ đệ tử, lần lượt đột phá cảnh giới. Cũng giảng tới rồi tiên vương cấp bậc tu luyện cảnh giới. Vân Trường Sinh bên người 100 tên tiên tôn lão quái vật, nghe từ lúc bắt đầu trong lòng khinh thường, đến sau lại hơn phân nửa người liên tiếp gật đầu, xem như tán thành, không nói đến Dương Nghị Vân tu vi như thế nào, chỉ cần đối mỗi một cái cảnh giới lý giải không thể so bọn họ kém, thậm chí càng thấu triệt. Nhưng thật ra không tồi. Một người hoa giáp lão giả mở miệng nói một câu. Vân Trường Sinh nghe được cười cười nói, cổ xưa nói chính là, ta tiểu sư đệ tu luyện từ phàm nhân bắt đầu đi đến hiện tại, hắn tu luyện cũng không đủ vạn năm, kỳ thật chân chính tính lên, hắn tu luyện đến tiên đế đại đỉnh cảnh giới,
từ đầu tới đuôi cũng liền gần dùng 8.000 tam nhiều năm, nhìn chung toàn bộ tiên giới đừng nói tu luyện đến tiên đế đại đỉnh, liền tính là bước vào tiên đế chi cảnh giả ít nói cũng tốn thời gian vạn năm, thậm chí còn càng nhiều, mỗi một cái tiên đế đỉnh hạng người, tu luyện 2-3 vạn năm đều là lơ lỏng bình thường. Ta cái này tiểu sư đệ ở sư phụ ta trong miệng đánh giá rất cao, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, ta tin tưởng vân môn ở trên tay hắn tất nhiên có thể phát dương quang đại, cho chúng ta mọi người mang đến phúc âm. Ở này đó lão quái vật trước mặt, Vân Trường Sinh tự nhiên muốn phủng chính mình tiểu sư đệ, đánh mất này đó lão quái vật nhóm trong lòng oán niệm. Hừ, Trường Sinh a, tu luyện thiên tư cố nhiên quan trọng, nhưng chấp trưởng một cái đại tông môn, dựa vào nhưng không chỉ là tu luyện thiên tư. Dương Nghị Vân tuy rằng đều không phải tiên tôn tu vi, liền tính chúng ta những người này phủng hắn, phụ tá hắn, nhưng hắn chung quy quá tuổi trẻ, ta luyện tạo tiên minh thành viên trải rộng toàn bộ tiên giới, thêm lên lớn lớn bé bé thượng 10 vạn người, nếu là chấp trưởng vô ý, ở cường đại tiên môn cũng có thể ở một sớm chi gian biến mất ở thiên địa, ta xem a. Cái này vân môn chi chủ vị trí ngươi tới làm mới là nhất thích hợp. Oanh! A! À, người này lời nói đều không có nói xong. Đã bị sắc mặt đã âm trầm đến đáng sợ Vân Trường Sinh một trường đánh bay đi ra ngoài, kêu thảm ngã trên mặt đất hộc máu. Lần này động tĩnh cũng đánh gãy chìm vào ở giảng đạo trung Dương Nghị Vân cùng ở đây các đệ tử môn nhân. Dương Nghị Vân cấp mọi người giảng đạo 6 năm không gián đoạn, kỳ thật hắn cũng là ở trải vuốt chính mình tu luyện, nội tâm bên trong hiểu được thật nhiều, thậm chí ẩn ẩn chung hắn đã nhìn trộm tới rồi tôn cấp đại môn. Bỗng nhiên chi gian hét thảm một tiếng. Đánh gãy hắn từ giảng đạo trạng thái tỉnh lại, vừa quay đầu lại thấy được toàn trường đen nghìn nghịt hội tụ mấy vạn người, mà bên kia lại là phát hiện đại sư huynh cùng tiểu sư tỷ không biết khi nào đã trở lại. Chẳng qua giờ phút này đại sư huynh ánh mắt âm trầm nhìn ngã trên mặt đất hộc máu một người lão giả. Lão giả cư nhiên là cái đại tiên tôn, càng kinh ngạc chính là ở đại sư huynh bên người ước chừng có 100 tên đại tiên tôn, cùng 700-800 tiên đế tồn tại. Xem giữa sân tình huống tựa hồ là đại sư huynh cùng cái này lão giả có cái gì tranh chấp, từ hiện trường xem những người khác đều không có động thủ ý tứ, ngược lại ở toàn giải, cũng ẩn ẩn nghe được nghị luận thanh. Dương Nghị Vân tức khắc minh bạch lại đây, trong lòng đoán được một ít, đứng dậy lúc sau trên mặt mang theo mỉm cười trực tiếp đi siêu tìm đại sư huynh tiểu sư tỷ cùng với này đó tiên tôn đi qua. Đại sư huynh đừng lỗ mãng cơ tím hà chưa từng có nhìn đến quá lớn sư huynh đối người một nhà như thế phát quá hỏa. Hơn nữa hắn cảm thụ đại sư huynh giờ phút này trên người phát ra sát ý. Cơ tím hà biết những người này đều là luyện tạo tiên minh chân chính lão thành viên tổ chức, một đám đều có công với luyện tạo tiên minh, ở toàn bộ luyện tạo tiên minh bên trong, lực ảnh hưởng rất lớn. Một khi đại sư huynh không nhìn xuống sát thượng một cái, liền tính là những người khác kiêng kỵ đại sư huynh thông ngộ chi cảnh không động thủ, ngày sau trong nội tâm liền sẽ mai phục tai họa ngầm hạt giống, này đối với luyện tạo tiên môn nhập vào vân môn. Thậm chí vân môn thành lập đều không phải chuyện tốt. Nàng kỳ thật cũng biết, đại sư huynh đây là ở giữ gìn tiểu sư đệ, trưởng quản một môn không dễ dàng, nhập vào một cái thế lực lớn tiến vào một cái không có gì căn cơ vân môn này đó lão quái vật trong lòng không phục, luôn là phải có người đương ác nhân, mà cái này ác nhân đại sư huynh chuẩn bị làm. Nhưng là đương trường giết người, này cũng không phải là chuyện tốt, cho nên cơ tím hà nhịn không được ra tiếng. Tiểu sư muội đừng lo lắng, ta đều có đúng mực. Vân Trường Sinh mày nhăn lại, nói xong tiến lên một bước, trực tiếp đi vào tên này lão giả trước mặt. Những người khác còn lại là một đám sắc mặt khó coi, nhưng lại cảm nhận được Vân Trường Sinh trên người sát ý lại là không ai dám ra tiếng, thông ngộ cơn giận, không phải bọn họ những người này có thể ngăn cản. Khụ khụ. Trung Văn Hạ ho ra máu, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nhìn Vân Trường Sinh đi tới, hắn cảm giác chính mình là vuốt mông ngựa, tưởng ủng hộ Vân Trường Sinh ngồi vân môn chi chủ. Ai biết Vân Trường Sinh như thế giận dữ, cư nhiên còn đối hắn động sát ý. Cái này làm cho Trung Văn Hạ trong lòng có chút thấp thỏm lên, Vân Trường Sinh nếu là muốn giết hắn, thật đúng là dễ như trở bàn tay. Tuy rằng hắn là nhãn hiệu lâu đời tiên tôn đại đỉnh, nhưng lại không có bước vào tiên tôn thông ngộ, nghe tới tiên tôn đại viên mãn đỉnh cùng thông ngộ chỉ là kém một đường, nhưng cái này chênh lệch tuyệt đối là thiên địa hồng câu giống nhau đại, Vân Trường Sinh muốn giết hắn, trở tay chi gian. Vân Trường Sinh nhìn chằm chằm Trung Văn Hạ trầm giọng nói, luyện tạo tiên minh nhập vào vân môn, chính là ta ba vị sư nương cộng đồng định đoạt, càng là sư phụ ta trời cao tả ý tứ, ta tiểu sư đệ chính là chính thống truyền nhân. Các ngươi đối này cũng đều nhận được ta ba vị sư nương chỉ thị, ta Vân Trường Sinh càng là xem ở các ngươi là luyện tạo tiên minh lão nhân phân thượng tự mình tiến đến tìm các ngươi câu thông việc này.
Tới phía trước ta liền rành mạch cho các ngươi mọi người đều nói qua, ta sư đệ là Vân Môn chi chủ, về sau là chúng ta mọi người môn chủ, ta không cho phép người bất luận cái gì đối hắn có nghi ngờ. Ngươi Trung Văn Hạ hiện tại như thế nghi ngờ, hơn nữa nói ra này một phen lời nói tới, là nghi ngờ ta ba vị sư nương ý chỉ vẫn là nghi ngờ sư phụ ta Thiên Tà Chí Tôn. Hoặc là nói ngươi ở châm ngòi chúng ta sư huynh đệ, ngươi Trung Văn Hạ ra sao giáp tâm. Ta có hay không nói qua, ai tại đây sự kiện thượng nghi ngờ ta thanh lý môn hộ. Trên thực tế các ngươi chỉ có nghe lệnh phân, mà không có bất luận cái gì đưa ra ý kiến phân, tôn kính các ngươi là luyện tạo tiên minh lão nhân. Ta tự mình tới thông chi các ngươi, nhưng ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Hiện tại ta đem từ ngươi bắt đầu thực hiện ta hứa hẹn, giết ngươi thanh lý môn hộ, ta không cho phép bất luận kẻ nào xúi dục khởi Vân Môn nội chiến. Vân thống lĩnh, ta sai rồi, cầu thống lĩnh khai ân, ta, kiên quyết ủng hộ ngươi bất luận cái gì quyết định, Trung Văn Hạ cái này chính là thật sốt ruột. Bọn họ tuy rằng là luyện tạo tiên minh lão nhân, nhưng bọn họ cấp trên chính là Vân Trường Sinh. Từ lúc trước thành lập luyện tạo tiên minh khí, Vân Trường Sinh liền ba vị nương nương người phát ngôn, đồng quan luyện tạo tiên minh hết thảy sự vật, hắn là luyện tạo tiên minh thống lĩnh. Hơn nữa Vân Trường Sinh một phen lời nói cấp Trung Văn Hạ áp lực quá lớn. Nghi ngờ Thiên Tà Chí Tôn, nghi ngờ ba vị luyện tạo tiên minh người sáng lập nương nương. Đừng nói hắn Trung Văn Hạ hiện tại chỉ là đại tiên tôn, hắn liền tính là thông ngộ cường giả, cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám nghi ngờ vài vị đại thần. Huống chi nghiêm khắc tới nói Vân Trường Sinh cũng là luyện tạo tiên môn người sáng lập chi nhất, hắn lúc trước một phen lời nói, nhìn như ở chụp Vân Trường Sinh mông ngựa, kỳ thật sâu trong nội tâm vẫn là có chính mình tư tâm, bởi vì hắn Trung Văn Hạ những người này là luyện tạo tiên minh lão nhân, hiện giờ quá nhật tử có thể nói trên cơ bản là mấy người dưới vạn người phía trên, hưởng thụ luyện tạo tiên minh tốt nhất tu luyện tài nguyên, hắn nhưng không nghĩ nhập vào cái gì Vân Môn. Nếu là nhập vào Vân Môn lúc sau, bọn họ này đó lão nhân địa vị cùng hưởng thụ tu luyện tài nguyên tất nhiên sẽ dao động, cho nên phía trước một phen lời nói thật là có kích động tính cùng châm ngòi tính chất, có tư tâm. Nhưng ai ngờ đến Vân Trường Sinh phản ứng lớn như vậy. Cái này xem như vác đá nện vào chân mình. Đối với Vân Trường Sinh làm người Trung Văn Hạ này đó lão nhân rất rõ ràng, đừng nhìn hắn ngày thường hành sự phi thường ổn trọng, nhưng lại là một vị chân chính thống lĩnh nhân vật. Ôn hòa thời điểm là quân tử. Tức giận thời điểm chính là đồ tể. Hơn nữa nói chuyện làm việc nghĩ đến sấm rền gió cuốn, nói một là một, nói nhị chính là nhị. Giờ phút này Vân Trường Sinh nói muốn giết hắn, vậy nhất định sẽ giết hắn. Trung Văn Hạ sống mấy vạn năm, thật vất vả tu luyện tới rồi cái này trình tự, há có thể chết. Hắn sợ, sợ chết. Nhưng Vân Trường Sinh muốn giết hắn, hắn không dám đánh trả, càng không phải đối thủ. Lúc này hắn ánh mắt xin giúp đỡ hướng những người khác, lại là không nghĩ tới phía trước còn một đám ngầm tức giận bất bình lão bất tử, phản đối nhập vào Vân Môn, lúc này hắn dẫn đầu lúc sau, Vân Trường Sinh tức giận, hắn xin giúp đỡ qua đi, hy vọng này đó lão ra hỏa cầu tình, cư nhiên một đám đôi mắt không phải nhìn chằm chằm phía chân trời chính là đang xem mũi chân. Giờ khắc này Trung Văn Hạ tuyệt vọng. Sớm biết rằng liền không đi xúc động Vân Trường Sinh, hiện tại hảo, bốn đạo trước mắt. Cầu Vân Trường Sinh vô dụng, cũng không ai giúp hắn cầu tình, giờ khắc này Trung Văn Hạ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ Vân Trường Sinh một trường chụp chết hắn. Chỉ có những người khác, ha ha. Vân Trường Sinh đều dọn ra Thiên Tà Chí Tôn cùng ba vị nương nương tới, hắn bản nhân càng là sát ý bùng nổ, ai dám mở miệng đi chạm vào Vân Trường Sinh mày. Kia không phải tìm chết sao? Liền tính là tiếc hận Trung Văn Hạ, lúc này cũng không có người mới vừa nói chuyện, hơn nữa mọi người đều không phải ngốc tử. Trung Văn Hạ có tư tâm, chính mình tìm chết quái được ai? Nếu là Vân Trường Sinh muốn đi làm Vân Môn chi chủ, dùng đến hắn Trung Văn Hạ đi nói. Mà lúc này Vân Trường Sinh nâng lên bàn tay, cường đại pháp lực ngưng tụ dưới, hơi thở đại dọa người, liền phải đối với Trung Văn Hạ một trường chụp được đi. Kỳ thật trong nội tâm Vân Trường Sinh thực không muốn chụp được một trường này, đánh chết Trung Văn Hạ, hắn biết vừa rồi tiểu sư muội nói không sai, hôm nay nếu là đánh chết Trung Văn Hạ. Cố nhiên có thể ngăn chặn này đó lão tiên tôn, nhưng chung quy sẽ ở này đó nhân tâm mai phục một cây thứ. Đối ngày sau cũng đều không phải chuyện tốt. Nhưng là Vân Trường Sinh không nghe tiểu sư muội, về sau muốn rửa sạch Trung Văn Hạ. Nói thật hắn cũng không nghĩ sát Trung Văn Hạ, dù sao cũng là luyện tạo tiên minh lão nhân, nhiều năm như vậy tới cùng tam đại tiên tôn thế lực đối kháng, Trung Văn Hạ công lao đều ghi lại hắn trong lòng. Nhưng là, hôm nay hắn cần thiết làm cái này ác nhân.
Bởi vì quan hệ đến luyện tạo tiên minh có thể hay không chân chính nhập vào vân môn, giao cho tiểu sư đệ trên tay, quả thật những năm gần đây luyện tạo tiên minh chân chính quản lý giả là hắn ở quản, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn càng là phải làm hảo hoàn chỉnh giao cho tiểu sư đệ. Đối với cái gì tòa môn chủ hắn một chút đều không thèm để ý, càng thêm rõ ràng đây là một phần đại trách nhiệm, ngược lại là tiểu sư đệ sẽ thực vất vả, làm đại sư huynh hắn có nghĩa vụ có trách nhiệm, trợ giúp tiểu sư đệ, đem vân môn thuận lợi thành lập. Không thể cô phụ sư nương kỳ vọng, sư phụ ở trong lòng hắn chính là thiên. Mà tiểu sư đệ là sư phụ định ra quan môn đệ tử, chính là bọn họ này một mạch truyền nhân, hắn liền tính là đại sư huynh cũng muốn tôn tiểu sư đệ. Nếu không hắn thực xin lỗi sư phụ sư nương. Hắn làm ác nhân là cần thiết, nhưng là trong lòng cũng là đối tiểu sư đệ một cái khảo nghiệm, có hắn làm ác nhân, tất nhiên liền cần phải có người làm người tốt. Mà cái này người tốt chính là tiểu sư đệ. Nếu là tiểu sư đệ là một vị trưởng giáo chi tài, hôm nay cái này Trung Văn Hạ liền không chết được, hơn nữa làm hảo, luyện tạo tiên minh này 100 tiên tôn lão gia hỏa còn có thể đánh trong lòng thần phục, chỉ cần này 100 tên lão gia hỏa trong lòng chịu phục. Toàn bộ luyện tạo tiên minh liền tính là chân chính nhập vào vân môn. Hắn trong lòng kỳ vọng tiểu sư đệ có thể đứng ra tới, nhưng hắn cũng không cho Dương Nghị Vân ám chỉ cái gì, đây là hắn đối cái này tiểu sư đệ khảo nghiệm. Nhưng mà hắn đều nâng lên bàn tay pháp lực ngưng tụ, tiểu sư đệ cư nhiên còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Vân Trường Sinh trong lòng một trận thất vọng. Bất quá hắn cũng bất chấp cái gì, một trường đối với Trung Văn Hạ chụp đi xuống, mặc kệ kết quả như thế nào. Mấy ngày cái này ác nhân hắn là làm định rồi. Ngay sau đó Vân Trường Sinh mang theo một chút thất vọng nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên đối với Trung Văn Hạ một trường hung hăng chụp được, đây là sử quyết một trường, uy lực không nhỏ. Oanh! Giữa sân đinh tai nhức óc rung động. Đại sư huynh hà tất tức giận. Lại là Dương Nghị Vân thanh âm vang lên. Vân Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt, hai tròng mắt trung sáng rọi liên tục. Vốn dĩ hắn thất vọng rồi, đối tiểu sư đệ có chút thất vọng. Nhưng không nghĩ tới nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn ra tay, giờ phút này ngạnh sinh sinh cầm hắn bàn tay không có thể chụp ở Trung Văn Hạ trên người. Tiểu sư đệ không làm hắn thất vọng, càng không có làm sư phụ sư nương thất vọng. Sư phụ sư nương không chọn sai người. Làm nhất môn chi chủ, thực lực tu vi ở Vân Trường Sinh xem ra thứ yếu, quan trọng là có IQ có trí tuệ. Tiểu sư đệ hiện tại cách làm, thể hiện rồi IQ cùng trí tuệ, hắn thấy rõ trong sân tình thế. Cũng có thể đoán được hắn Vân Trường Sinh phải làm ác nhân đại cục. Không tồi không tồi. Vân Trường Sinh ở trong lòng liên tục tán thưởng. Bất quá sắc mặt lại là vẻ mặt âm trầm chút nào bất biến. Này một quan khảo nghiệm tiểu sư đệ qua. Mà giờ phút này Trung Văn Hạ cũng là bỗng nhiên mở hai mắt, trong lòng mồm to ở thở dốc. Vừa rồi Vân Trường Sinh uy áp khí thế bao phủ ở trên người hắn. Hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi. Ai ngờ đến Dương Nghị Vân cư nhiên ở cuối cùng thời điểm ngạnh sinh sinh lập tức Vân Trường Sinh một trường chụp chết chính mình, cứu hắn một mạng. Giờ khắc này Trung Văn Hạ trong lòng chậm rãi cảm kích. Mà bên ngoài những cái đó lão tiên tôn lão quái vật, còn lại là thấy như vậy một màn sau, một đám trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bởi vì Dương Nghị Vân một cái tiên đế đại viên mãn đỉnh tu vi, cư nhiên chính diện chặn hắn sư huynh Vân Trường Sinh một trường. Này ở mọi người trong mắt là không thể tưởng tượng. Vừa rồi Vân Trường Sinh một trưởng chỉ huy bọn họ tất cả mọi người cảm thụ được đến, không có không thấm nước, dùng ra toàn lực, Vân Trường Sinh là tiên tôn thông ngộ A, lại là bị Dương Nghị Vân ngạnh sinh sinh tiếp được một trưởng. Một cái tiên đế đại viên mãn đỉnh chính diện chặn một vị tiên tôn thông ngộ một trưởng, này ở bọn họ trong mắt là thần thoại. Nhưng Dương Nghị Vân làm được cái này thần thoại. Chỉ cần điểm này Dương Nghị Vân liền đủ tư cách làm vân môn môn chủ. Có thể làm cho bọn họ mọi người tâm phục. Lúc này Vân Trường Sinh trong lòng cười, nhưng trên mặt xác thật banh mặt nói, tiểu sư đệ ngươi tránh ra, ta vân môn ngày sau tuyệt đối không dung bàn lộng thị phi châm ngòi ly gián đổ đệ, hôm nay ta sát Trung Văn Hạ thanh lý môn hộ. Dương Nghị Vân nghe đại sư huynh nói chuyện, trong tay nắm chặt hắn bàn tay, nhưng trên thực tế giờ phút này đại sư huynh trên tay chút nào không lực lượng truyền đến. Từ lúc bắt đầu hắn liền mau đoán được đại sư huynh dụng tâm lương khổ. Hắn muốn làm ác nhân, nhưng lại không nói cho chính mình, liền biết đại sư huynh cũng ở khảo nghiệm hắn. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, há có thể cô phụ đại sư huynh hảo ý. Còn không phải là vì làm hắn thuận lợi tiếp thu này đó luyện tạo tiên minh trung gian lực lượng. Đương nhìn đến đại sư huynh đối Trung Văn Hạ ra tay thời điểm, kỳ thật hắn biết đại sư huynh cho chính mình sáng tạo cơ hội,
chính là ra tới hô to một tiếng ngăn trở, cứu Trung Văn Hạ. Trung Văn Hạ phía trước kia một phen lời nói cố nhiên không đúng, nhưng làm luyện tạo tiên môn lão tiên tôn, tội không đến chết. Bị đại sư huynh mở rộng tình thế, đơn giản chính là vì lập uy, làm cho luyện tạo tiên minh này đó mấy lão gia hỏa dung nhập vân môn, thần phục hắn Dương Nghị Vân cái này môn chủ quản giáo. Hết thảy đều đúng vậy đại sư huynh tự cấp chính mình sáng tạo cơ hội. Dương Nghị Vân từ địa cầu bắt đầu liền sáng tạo vân môn, thống lĩnh vân môn, lại lúc sau đến sơn hải giới, tu chân giới, mãi cho đến hiện tại tiên giới, đều là nhất môn chi chủ, lại há có thể xem không hiểu đại sư huynh ý tứ. Bất quá Dương Nghị Vân không lựa chọn ngay từ đầu liền kêu đình mở ra phương thức, mà là lựa chọn chính diện đi chắn đại sư huynh một trường. Làm như vậy có chỗ tốt là, tại đây nhãn hiệu lâu đời tiên tôn trước mặt bày ra thực lực mới là làm cho bọn họ tốt nhất thần phục. Đơn giản trực tiếp. Đương nhiên hắn cũng nghĩ tới đại sư huynh là thông ngộ cao thủ, hắn một cái tiên đế đại viên mãn như thế nào đi tiếp được trụ đại sư huynh một trường. Chưa chừng liền sẽ bị đại sư huynh một trường cấp đánh cho tàn phế. Nhưng Dương Nghị Vân như cũ làm như vậy. Bởi vì hắn trong lòng còn có vài phần nắm chắc. Cũng chỉ có hắn mới vừa làm như vậy. Năm đó đi gặp Thiên Cơ Sư Nương, nghe Sư Nương giảng đạo tu luyện trăm năm, tu vi nhất cử đạt tới tiên đế đại viên mãn đỉnh. Tuy rằng là một cái tiểu cảnh giới, nhưng hắn lại được đến rất nhiều. Tu luyện đến cuối cùng chính là đối thiên địa đại đạo hiểu được, mà thiên địa đại đạo hiểu được còn lại là tu luyện giả đối thần thông tạo hóa thăng cấp lý giải. Trên người hắn không thiếu thần thông tạo hóa, chỉ cần lão nhân truyền thụ 12 chí tôn thần thông, đặt ở tiên giới đều là nhất đẳng nhất thần thông phương pháp. Lần trước hắn một hơi tìm hiểu thấu triệt chí tôn 11 tầng, mà ở truyền thừa quảng trường giảng đạo 6 năm, ta có điều ngộ. Tìm hiểu 12 chí tôn cuối cùng nhất chiêu, chí tôn phá thiên đạo. Tuy rằng không biết lão nhân vì cái gì phải cho cuối cùng nhất chiêu lấy tên này, nhưng lại là ở tìm hiểu thấu lúc sau, hắn minh bạch cái gì. Lão nhân lên trời lộ lần đầu tiên thất bại mới sáng tạo ra 12 chí tôn thứ 22 chiêu, chí tôn xé trời lộ. Kỳ thật chính là một loại thẳng tiến không lùi thiên đại khí thế, thần chắn sát thần ma chắn đổ ma khí thế, lên trời trên đường thất bại một lần, sáng tạo ra này cuối cùng nhất chiêu. Chí tôn xé trời lộ. Chính là lão nhân chính mình đối thiên địa đại đạo hiểu được. Này nhất chiêu không có kinh thiên động địa, nhưng lại nội tại sắc bén, thi triển mà ra thiên địa đại thế cùng thiên địa chi gian tự thân hết thảy lực lượng hội tụ một đường bùng nổ, chất chứa đại đạo. Là một loại vô địch lòng tự tin niệm, đối mặt hết thảy có gan khởi xướng tiến công, có tự thân vô địch tự tin cùng dám đi đánh vỡ thiên địa khí thế. Cho nên Dương Nghị Vân đi đón đỡ đại sư huynh một trường này. Hắn thành công tiếp được, nhưng cũng không dễ chịu, toàn bộ cánh tay đang run rẩy, trong cơ thể khí huyết cùng pháp lực đều ở tán loạn. Đại sư huynh thông ngộ cường, quả nhiên không phải đùa giỡn, nếu là ở mạnh hơn một chút, hắn đều sẽ tàn phế không thể, Dương Nghị Vân trong lòng như vậy nghĩ. Lúc này nhìn đại sư huynh biểu diễn, Dương Nghị Vân thật nói một câu, đại sư huynh ngươi đi địa cầu hỗn giới giải trí tuyệt đối có thể lấy ảnh đế thưởng. Cứ việc biết đây là đại sư huynh cố ý xây dựng. Nhưng Dương Nghị Vân rõ ràng hơn, kế tiếp đến phiên hắn tới biểu diễn. Nhìn thoáng qua cái trán đổ mồ hôi Trung Văn Hạ, Dương Nghị Vân đối Vân Trường Sinh mở miệng nói, đại sư huynh đừng nhúc nhích giật, hảo đến nơi này là vân môn, ta đâu vẫn là môn chủ, giết người nhiều không tốt, ta cấp vị đạo hữu này cầu cái tình đi. Dương Nghị Vân cười nói lời nói đồng thời, buông lỏng ra Vân Trường Sinh tay. Vân Trường Sinh thuận thế xuống bậc thang, mịt mờ cho Dương Nghị Vân chớp một chút đôi mắt. Trên mặt như cũ tức giận không tiêu tan nói, Trung Văn Hạ còn không cảm tạ vân môn. Đa tạ môn chủ cầu tình, đa tạ vân thống lĩnh không giết tri ân. Trung Văn Hạ vội vàng bò dậy quỳ lại nói lời cảm tạ, giờ phút này hắn nếu là trụ không được cơ hội, mấy vạn năm tu luyện đã có thể bạch tu. Hừ, hôm nay nếu không phải môn chủ cầu tình, vòng không được ngươi. Vân Trường Sinh đối với Trung Văn Hạ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới cấp Dương Nghị Vân giới thiệu nói, hắn kêu Trung Văn Hạ. Cùng ta phía sau những người này đều luyện tạo tiên minh lão nhân. Nói xong cấp mọi người giới thiệu nói, chư vị, hắn chính là Dương Nghị Vân, ta tiểu sư đệ, cũng là chúng ta về sau môn chủ. Gặp qua môn chủ, lúc này nước chảy thành sông, mọi người ở Vân Trường Sinh giới thiệu qua đi, đối với Dương Nghị Vân hành lễ. Dương Nghị Vân vội vàng nói, chư vị đều là luyện tạo tiên môn lão nhân, mà ta ba vị sư nương đều là luyện tạo tiên minh sáng tạo giả. Ta cũng tự nhiên là luyện tạo tiên minh người, tuy rằng về sau sẽ đổi cái tên, nhưng trước sau chúng ta đều là người một nhà, chư vị không cần đa lễ mau mau xin đứng lên.
Dương Mỗ Nhân giờ phút này cũng bắt đầu rồi biểu diễn, nói xong lúc sau đối đại sư huynh oán giận nói, đại sư huynh ngươi cũng thật là, chư vị lão tiền bối tiến đến, cũng không gọi ta, ta hảo đi nghênh đón, làm đại gia ở chỗ này chờ ta, thật là không nên. Vân Trường Sinh nghe Dương Nghị Vân nói xong trong lòng cho tiểu sư đệ một cái tán, lại là làm đủ mặt ngoài công tác, vội vàng nói, ngươi là nhất môn chi chủ, chúng ta là cấp dưới, lễ không thể phế, môn chủ nhiều lự. Thời thời khắc khắc Vân Trường Sinh đều ở phụ trợ tiểu sư đệ địa vị. Nếu sướng mặt đen liền sướng rốt cuộc, không cho này đó lão gia hỏa bất luận cái gì cậy già lên mặt cơ hội, muốn từ lúc bắt đầu liền giữ gìn hảo tiểu sư đệ nhất môn chi chủ uy nghiêm. Như thế đối Vân môn ngày sau chỉ biết có chỗ lợi sẽ không có chỗ hỏng. Dương Nghị Vân cười lắc đầu, không có lý sẽ Vân Trường Sinh, mà là xoay người đi đến còn quỳ trên mặt đất Trung Văn Hạ, khom người đi nâng nói, Trung lão mau mau đứng lên đi. Ta đại sư huynh nghĩ đến hành sự nghiêm túc, hắn cũng là vì giữ gìn Vân môn, vì chính là chúng ta mọi người, ngươi chớ trách hắn, sau này Trung lão cùng chư vị như cũ là ta Vân môn trụ cột. Thu mua nhân tâm nói Dương Nghị Vân toàn nói, ác nhân Vân Trường Sinh làm. Trung Văn Hạ được đến Dương Nghị Vân đặc xá, tương đương là Dương Nghị Vân cho hắn một cái mệnh, trải qua sinh tử một đường, hắn cũng xem phai nhạt danh lợi, đối Dương Nghị Vân trịnh trọng nói lời cảm tạ, hơn nữa đương trường thể nói. Ta Trung Văn Hạ ngày sau sau chắc chắn vì Vân môn góp một viên gạch, đến chết mới thôi. Đến tận đây mặt khác lão quái vật nhóm cũng coi như là xem minh bạch, mọi người đều không phải ngốc tử, tất cả đều là nhân tinh, tuy rằng biết là Dương Nghị Vân cùng Vân Trường Sinh chi gian một hồi trong lòng hiểu rõ mà không nói ra diễn. Nhưng Dương Nghị Vân thể hiện rồi thực lực cùng lòng dạ, cũng cấp đủ đại gia mặt mũi, giữa cũng hứa hẹn đối đại gia tôn trọng, hắn có năng lực có trí tuệ đương hảo nhất môn chi chủ. Như thế cái này cục diện mọi người đều tiếp nhận rồi. Cuối cùng Dương Nghị Vân cấp mọi người đón gió tẩy trần. Đến nỗi mặt khác những cái đó tiên đế tự nhiên càng không dám có cái gì ý tưởng, nhưng Dương Nghị Vân như cũ từng cái đi tiến lên chào hỏi. Dương Nghị Vân thái độ đánh mất luyện tạo tiên minh này đó lão nhân trong lòng băn khoăn, làm cho bọn họ tất cả đều nỗi nhớ nhà. Tiệc rượu thượng Dương Nghị Vân cùng Vân Trường Sinh, Cơ Tím Hà ba người ngồi ở cùng nhau, Cơ Tím Hà hì hì cười trêu chọc. Hành A, tiểu sư đệ hôm nay biểu hiện không tồi, có phải hay không cùng đại sư huynh thông đồng hảo, diễn này một vở diễn, hại ta bạch lo lắng các ngươi. Cái này thật đúng là không phải Vân Trường Sinh cười uống xong một chén rượu nói. Ta từ hạ giới mà đến, tốt xấu vẫn luôn là nhất môn chi chủ, điểm này nhãn lực tự nhiên vẫn phải có, ta liền biết đại sư huynh cũng là ở khảo nghiệm ta, bất quá đại sư huynh ngươi kia một kích thật đúng là lợi hại. Ta nếu không phải giảng đạo 6 năm hiểu được lão nhân chí tôn thần thông cuối cùng nhất chiêu, hôm nay khả năng sẽ bị ngươi đánh cho tàn phế, không được quay đầu lại ngươi đến cho ta bồi thường. Dương Nghị Vân cười nói. Vân Trường Sinh cùng Cơ Tím Hà nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện đều kinh ngạc nói, sư phụ lưu lại chí tôn thần thông cuối cùng một tầng ngươi ngộ. Đúng vậy, sư phụ không cũng truyền cho các ngươi sao? Dương Nghị Vân nói. Vân Trường Sinh cười khổ nói, không sợ ngươi chê cười. Chúng ta ba cái đều chỉ dừng lại ở 11 tầng, cuối cùng một tầng chí tôn xé trời đều không có tìm hiểu thấu triệt, quái không ngươi có thể mạnh mẽ tiếp được ta một trường, thì ra là thế, bất quá ngươi cũng đủ lỗ mãng, về sau hành sự cũng không thể mạo hiểm, nếu là ta lực độ ở lớn hơn một chút, ngươi không tàn phế mới là lạ, nhưng là nói lại đây, cuối cùng một tầng chí tôn xé trời lộ, đích xác bất phàm, chờ ngươi tiến giai thiên tôn nghĩ đến sẽ càng cường đại. Tiểu sư để quay đầu lại cho chúng ta nói một chút Cơ Tím Hà nói. Hảo Dương Nghị Vân cười gật đầu. Sư đệ, đối Vân môn nhân viên quy hoạch ngươi nhưng có tính toán gì không? Vân Trường Sinh chuyện vừa chuyển, về tới chính sự thượng. Dương Nghị Vân buông chén rượu cũng nghiêm túc lên nói, ta hạ giới những cái đó Vân môn đệ tử trên cơ bản ta đều an bài hảo, đại đa số bởi vì tu vi nguyên nhân, ta đều đặt ở ngoại môn 108 trong điện, mặt khác cũng đều hảo an bài, hiện tại chính là luyện tạo tiên môn này trăm tên tiên tôn yêu cầu thích đáng giản xếp, ta không nghĩ tới. Đại sư huynh ngươi nói xem. Vân Trường Sinh cũng không khách khí trực tiếp mở miệng nói, này trăm tên tiên tôn tương lai tất nhiên sẽ là ta Vân môn tiên phong lực lượng, cũng đúng vậy tỏa trấn Vân môn hòn đá tảng, đích xác yêu cầu thích đáng giản xếp, tuy rằng hôm nay tuy rằng đánh mất bọn họ trong lòng băn khoăn, khá vậy không thể đại ý, tông môn lớn, không hảo quản, một khi xảy ra chuyện chính là đại sự. Ta là như thế này tưởng, làm này trăm tên tiên tôn tất cả đều tiến vào trưởng lão điện đi. Trung quy là nhãn hiệu lâu đời tiên tôn, là có thể diện nhân vật, yêu cầu thân phận địa vị, phương địa phương khác thật đúng là không yên tâm, thành lập trưởng lão đoàn, làm cho bọn họ toàn bộ ngồi trưởng lão.
Bất quá về sau trưởng lão đoàn phía trên, thiết lập có thực lực tu vi cường giả tuyển ra thái thượng trưởng lão tới áp chế bọn họ, lúc này liền nhưng vô ưu, không ảnh hưởng vân môn phát triển, trưởng lão đoàn quyết nghị từ thái thượng trưởng lão đoạn tuyệt có thể, nhưng người được chọn nhất định phải tin được nhân tài hành, ta nếu đã làm cái này ác nhân, tạm thời liền vẫn là từ ta nhìn bọn hắn chằm chằm đi, nhưng ta không làm thái thượng trưởng lão. Dương Nghị Vân cười cười nói, trưởng lão đoàn cái này đề nghị thực hảo, bất quá thái thượng trưởng lão cái này chức vị đại sư huynh ngươi cũng đừng đảm nhiệm, trong lòng ta đều có người được chọn. Tiểu sư đệ ngươi có ý tứ gì a? Không tin được đại sư huynh như thế nào tích, Cơ Tím Hà một chút liền đánh gãy Dương Nghị Vân, trừng mắt thực tức giận bộ dáng, tưởng Dương Nghị Vân không tin được đại sư huynh, nàng thẳng tính đương trường liền đánh gãy Dương Nghị Vân. Tiểu sư muội ngươi cái này bạo tính tình a, ngươi nghe tiểu sư đệ đem nói cho hết lời được chưa? Vân Trường Sinh đầu tiên cười khổ ra tiếng, hắn tự nhiên tin tưởng tiểu sư đệ không phải không tin được chính mình. Nếu tiểu sư đệ là môn chủ, hắn nói như vậy liền có hắn đạo lý, cũng tôn trọng hắn lựa chọn. Dương Nghị Vân cũng bị tiểu sư tỷ làm cho tức cười, giờ khóc giờ cười nói, ta nói sư tỷ a, ngươi tưởng cái gì đâu, chết lão nhân tổng cộng liền chúng ta bốn cái đệ tử, ta không tín nhiệm các ngươi tín nhiệm ai đi. Đại sư huynh hiện giờ có thể nói là ta vân môn định hải thần châm. Vân môn càng thêm chuyện quan trọng yêu cầu đại sư huynh làm, bằng không ta ai cũng không yên tâm. Cơ Tím Hà nghe Dương Nghị Vân như vậy vừa nói, nghĩ lại tiểu sư đệ cũng không phải cái loại này người, sắc mặt đỏ lên nói, ta biết ngươi ý tứ, được rồi, ngươi nghe ta nói xong. Dương Nghị Vân nhìn giờ phút này tiểu sư tỷ cảm giác nàng thực đáng yêu. Vân Trường Sinh cười cười nói, hảo sư đệ, đừng động Tím Hà, ngươi tiếp tục nói, yêu cầu ta làm cái gì? Cứ việc mở miệng, đại sư huynh đạo nghĩa không thể chối từ. Dương Nghị Vân gật gật đầu, nghiêm mặt nói, đại sư huynh vân môn nội môn, chín đại cung điện, ta muốn người chấp trưởng truyền thừa đại điện. Vân Trường Sinh nghe xong, cả người đều là chấn động, hắn rõ ràng truyền thừa chính là một cái tông môn chân chính mạch máu nơi, hết thảy bí pháp thần thông về truyền thừa việc, đều đem sẽ ở truyền thừa cung điện chung. Mà truyền thừa đại điện còn gánh vác môn nhân đệ tử tu luyện. Đây là trọng yếu phi thường một cái đại điện, tiểu sư đệ làm hắn chấp trưởng truyền thừa cung điện, đủ để thuyết minh hắn đối hắn tín nhiệm là cỡ nào to lớn. Vân Trường Sinh động dung, nhưng cũng biết đồng dạng đây cũng là một phần gánh nặng. Mở miệng nói, hảo, ta nhất định tận tâm tận lực. Tiểu sư đệ ta cùng nhị sư huynh làm cái gì? Cơ Tím Hà trực tiếp đặt câu hỏi. Dương Nghị Vân cười nói, ngươi làm cái gì ta còn không có tưởng hảo. Bất quá nhị sư huynh hắn sẽ là vân môn hình phạt đại điện chấp trưởng giả, nhị sư huynh đi công kích cường đại kiếm tiên chi đạo, kiếm chủ sát phạt chính nghĩa, làm nhị sư huynh tới chấp trưởng chúng ta vân môn hình pháp nhất thích hợp bất quá, đại sư huynh ngươi cảm thấy thế nào? Vân Trường Sinh gật gật đầu nói, ngươi nhị sư huynh đích xác có thể. Các ngươi đều có việc làm ta làm cái gì a? Cơ Tím Hà tức khắc sốt ruột, cảm giác bị bài trừ bên ngoài, tức khắc đối Dương Nghị Vân chừng nổi lên đôi mắt. Đối với vị này tiểu sư tỷ, Dương Nghị Vân thật đúng là không biết như thế nào an bài, nói thật tiểu sư tỷ cái này bạo liệt tính tình cùng vô pháp vô thiên hành sự tác phong, thật đúng là không thích hợp trưởng quản một điện, làm nàng trưởng quản một điện còn không gà bay chó sủa không thể. Bất quá chung quy là nhà mình sư tỷ, mặc kệ là thân phận địa vị vẫn là thực lực tu vi, thậm chí là cơ người nhà thân phận nàng mỗi loại đều siêu cấp cường, nếu là tùy tiện cho nàng an bài chuyện này làm, không thích hợp, cũng là đối sư tỷ không tôn trọng. Cho nên Dương Nghị Vân thật là có chút khó xử, nhìn tiểu sư tỷ tức khắc tạc mau bức bách, Dương Nghị Vân trong óc linh cơ vừa động nói, tiểu sư tỷ ta có một cái phi thường trọng yếu phi thường trọng trách mặt khác giao cho ngươi, không biết ngươi không thể đảm đương. Dương Mỗ Nhân cố ý nói thực nghiêm túc, biểu đạt đối tiểu sư tỷ coi trọng cũng có trấn an nàng ý tứ, chính là một cái lâm thời ý tưởng mà thôi. Nhưng là, Cơ Tím Hà nghiêm túc, nàng xuất thân cơ gia, từ nhỏ chính là hòn ngọc quý trên tay cái loại này người. Bái sư trời cao tà lúc sau, sư phụ trời cao tà cũng đều quán nàng, sau lại sư phụ gặp nạn mất tích, mấy cái sư mẫu thành lập luyện tạo tiên minh, nàng mặt trên có hai cái sư huynh, bất luận cái gì chuyện này hai cái sư huynh cùng sư nương đều đem nàng trở thành em út xem, cũng đều sát không được nàng đi làm cái gì đấu tranh anh dũng sự. Nhưng rốt cuộc Cơ Tím Hà trong lòng là cái hảo cường chủ nhân, cũng tưởng chứng minh chính mình, nhưng cũng chưa cơ hội. Trước mắt nhưng không giống nhau. Sư phụ sư nương đều đi lên trời lộ, tiểu sư đệ vâng chịu sư phụ ý chí thành lập vân môn đạo thống, đây là chân chính đại sự. Mà vân môn thành lập sắp tới, sư đệ liền không nói,
hắn gánh vác Vân Môn truyền thừa làm vinh dự sứ mệnh, là nhất môn chi chủ, hai cái sư huynh đều đầy hứa hẹn Vân Môn xuất lực quan trọng chức vị, nàng tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Nhưng lại là phải có cơ hội a. Tiểu sư đệ một câu trọng trách giao cho nàng, tức khắc làm Cơ Tím Hà trong lòng kích động lên, chứng minh chính mình thời điểm tới rồi, nàng muốn cho gia tộc làm sư huynh làm mọi người biết, nàng Cơ Tím Hà cũng có thể vì Vân Môn góp một viên gạch. Đôi mắt tỏa ánh sáng nói, trên đời này liền không có ngươi sư tỷ ta không dám, mau nói có cái gì trọng trách giao cho ta. Nàng quá tưởng chứng minh chính mình. Đây là nhân tính cho phép. Dương Nghị Vân cùng Vân Trường Sinh đối diện cười khổ, kỳ thật hai người đều cho rằng Cơ Tím Hà chính là cái loại này chơi tính 10 phần tính cách, bao gồm tìm Dương Nghị Vân muốn nhiệm vụ, hết thảy cơ sở đều chỉ là vì chơi mà thôi, chờ nàng chơi đủ rồi, kia cổ thích thú qua đi, cũng liền ngừng nghỉ. Hai người cũng chưa để ý, Dương Nghị Vân là tạm thời ứng phó tiểu sư tỷ, Vân Trường Sinh là cười chi. Bất quá Dương Nghị Vân trả lời là thực nghiêm túc. Nhìn Cơ Tím Hà kia sáng lấp lánh đôi mắt, Dương Nghị Vân nghiêm túc nói, sư tỷ ta là như vậy tưởng, ta chuẩn bị ở Vân Môn chín đại cung điện ở ngoài, đơn độc sáng lập một viện, đã kêu làm tiên thú viện. Đinh đinh đinh, Dương Nghị Vân còn chưa nói xong đã bị Cơ Tím Hà đánh gãy cười lạnh nói, tiểu sư đệ ngươi cũng khinh thường ta có phải hay không? Dương Nghị Vân có chút không rõ, đau đầu nói, sư tỷ đừng oan uổng ta a, ta như thế nào sẽ khinh thường ngươi a, ngươi là sư tỷ của ta, lại là tiên tôn cường giả, càng là cơ gia huyết mạch thiên phú thiên tài, ta khinh thường ai cũng không thể khinh thường ngươi a, ngươi lời này từ đâu mà nói lên đâu. Hừ, tiểu tử ngươi chính là có lệ ta, đừng cho là ta không biết, Vân Môn nội môn chín đại cung điện mới là Vân Môn trung tâm, ngươi đơn độc sáng lập ra tới một viện, còn tiên thú viện. Ngươi như thế nào không nói thẳng sủng vật viện đâu, muốn có lệ ta cũng tìm cái hảo điểm lý do a, như thế nào tích, nên ta là nữ, liền cho rằng ta làm không thành chuyện này. Vẫn là nói ngươi sợ ta cho ngươi gây chuyện a. Cơ Tím Hà ngữ tốc bay nhanh, cảm xúc kích động, liên tiếp chất vấn. Tiểu sư muội đừng kích động đừng kích động, nghe tiểu sư đệ nói xong lại phát hỏa không muộn, Vân Trường Sinh vội vàng hòa giải. Ngươi cũng không phải thứ tốt, câm miệng. Cơ Tím Hà đanh đá lên, ai đều không sợ, tâm tình khó chịu thời điểm trực tiếp dỗi. Vân Trường Sinh vội vàng câm miệng không nói, cấp Dương Nghị Vân một cái sư đệ ngươi tự cầu nhiều phúc ánh mắt, hắn biết tiểu sư muội tính cách, phát hỏa thời điểm chính là sư phụ cũng đều tìm mắng không lầm. Đương nhiên đây đều là đại gia sủng nàng, ai làm sư môn một mạch liền nàng một nữ tử đâu. Làm sư huynh tự nhiên muốn cho sư muội. Ngươi nói, không hài lòng xem ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Cơ Tím Hà hầm hừ nhìn Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân nuốt nuốt nước miếng, trong lòng biết chăng, đanh đá, này về sau như thế nào gả đi ra ngoài a, nữ sát tinh tên tuổi thật không phải nói không. Đương nhiên Dương mẫu nhân cũng chỉ là ở trong lòng như vậy nói thầm một chút, ngoài miệng cũng không dám thật nói một cái không tốt. Vội vàng cười làm lành nói, sư tỷ a, ngươi là thật hiểu lầm ta, ngươi xem ta cho ngươi phân tích ha, đệ nhất đâu, ngươi là thân sư tỷ. Vân Môn tuy rằng có chín đại tổng cung điện, nhưng đều không thích hợp nữ hài làm, ngươi ở trong lòng ta kia chính là có khác tài hoa, ta cũng không thể làm ngươi tài hoa bạch bạch lãng phí, nếu là tùy tiện cho ngươi an bài cái chuyện gì làm, đó chính là bạo khiển thiên vật. Ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc, tầng bốc trước ném qua đi lại nói. Quả nhiên Dương mẫu nhân trộm nhìn giống nhau tiểu sư tỷ sắc mặt đẹp rất nhiều. Tức khắc trong lòng có phổ, tiếp tục nói, đệ nhị đâu? Chúng ta Vân Môn trong ngoài đều là cung điện, cho nên đơn độc ở bên trong ngoại môn ở ngoài sáng lập một viện, ta cảm thấy mới phù hợp ta mỹ nữ xinh đẹp thực lực siêu quần tài hoa hơn người người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Tiểu sư tỷ ngươi, do đó có thể đột ra ngươi áp đảo toàn bộ Vân Môn sở hữu trong ngoài cung điện phía trên thân phận, mới phù hợp ta Dương Nghị Vân duy nhất tiểu sư tỷ thân phận không phải. Phụt. Nghe Dương mẫu nhân không biết xấu hổ cuồng tán, Cơ Tím Hà đầu tiên nhịn không được phụt một chút cười lên tiếng. Mà đại sư huynh Vân Trường Sinh còn lại là vẻ mặt quái dị nhìn Dương Nghị Vân, hắn thật sự không nghĩ tới tiểu sư đệ cư nhiên còn có như vậy không biết xấu hổ một mặt, trách không được có như vậy nhiều đệ muội a. Trong lòng nghĩ xem ra về sau ở phương diện này phải hướng tiểu sư đệ thỉnh giáo mới là. Thiếu vuốt mông ngựa, nói trọng điểm, Cơ Tím Hà rốt cuộc nở nụ cười, cười mắng một tiếng. Hắc hắc, hảo, ta tiếp tục nói, Dương mỗ nhân rốt cuộc trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đem vị này cô nãi nãi trấn an xuống dưới, hắn trải qua sinh tử chi chiến đều không có như vậy tâm mệt quá, quả nhiên nữ nhân đều không phải dễ chọc,
đặc biệt là tiểu sư tỷ loại này càng không dễ chọc, nếu là không đem nàng trấn an hảo, hắn về sau cũng đừng tưởng thanh tĩnh. Dựa theo tiểu sư tỷ vô pháp vô thiên tính cách, nàng nếu là ngày nào đó trong lòng khó chịu, chưa chừng sẽ đánh tơi bởi hắn, đến lúc đó hắn chính là nhất môn chi chủ, ở môn nhân đệ tử trước mặt còn như vậy hỗn đâu. Cho nên nhất định phải đem tiểu sư tỷ cấp thu phục, phải cho nàng tìm điểm sự tình, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta một cái làm sư đệ ta dễ dàng sao ta? Sư tỷ là như thế này a, đơn độc cho ngươi sáng lập một viện lúc sau, ta sẽ có rất nhiều tiên thú bỏ vào tiên thú viện, người đâu chính là trưởng quản tiên thú một viện chi chủ. Cường đại tiên thú cũng không phải là sủng vật Nga, sư tỷ ngươi ngẫm lại, rất nhiều tiên nhân nếu tiên thú phụ trợ, thường thường sức chiến đấu đều phải phiên gấp đôi, nếu là tiên thú huyết mạch cường đại, sức chiến đấu thêm vào gấp ba đều là có khả năng, mà rất nhiều tiên nhân muốn nhận phục một đầu tiên thú lại là thiên nan vạn nan. Có được một đầu tiên thú đương tọa kỵ, xưng là nửa đời chiến đấu đồng bọn đây là thế gian tu sĩ đều tha thiết ước mơ sự tình, đáng tiếc rất khó làm được. Phàm là tiên thú đều có ngạo khí ở há có thể dễ dàng thần phục với người. Nhưng ta lại có thể bắt được rất nhiều tiên thú tới, đến lúc đó thành lập tiên thú viện, người tới phụ trách, về sau chúng ta vân môn đệ tử làm được mỗi người có tiên thú đồng bọn, bảo mệnh chiến đấu đều đem so người khác cường, này đối vân môn hưng thịnh sẽ là điên đảo tính cống hiến. Khi đó sư tỷ ngươi ngẫm lại xem, mỗi một cái vân môn đệ tử từ trưởng lão điện chủ cho tới đệ tử môn đồ, muốn một đầu tiên thú đồng bọn, không đều phải tới cầu ngươi cái này tiên thú viện viện chủ đại nhân sao. Nói tới đây sau Dương Nghị Vân cố ý ngừng lại, làm tiểu sư tỷ tiêu hóa, nhìn nàng giống nhau liền nhìn đến tiểu sư tỷ trong ánh mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh, Dương Nghị Vân liền biết tiểu sư tỷ động tâm. Quả nhiên ngay sau đó tiểu sư tỷ nói, ngươi tiếp tục nói, ta nghe tựa hồ còn hành. Há ngăn là còn hành, kỳ thật nội tâm nàng đã sớm đại động. Dương Nghị Vân cái này đề nghị đối nàng tới nói quá phù hợp nàng muốn chứng minh chính mình yêu cầu, sự tình quan toàn bộ vân môn trên dưới tiên thú, này ở cơ tím hà xem ra, so đại sư huynh truyền thừa đại điện đều phải trọng trách. Sắc mặt bất động thần sắc, sợ nàng quá kích động, làm tiểu sư đệ cùng đại sư huynh chê cười, còn nghiêm trang làm Dương Nghị Vân tiếp tục nói tiếp. Dương Nghị Vân cùng Vân Trường Sinh liếc nhau, Vân Trường Sinh cho Dương Nghị Vân một cái ngươi nhiều ánh mắt. Đối này Dương Nghị Vân nhếch miệng cười tiếp tục nói, sư tỷ, còn có chính là vân môn sở hữu nữ đệ tử, bao gồm ngươi những cái đó đệ tức phụ về sau ta đều phân chia đến ngươi tiên thú viện, về ngươi thống lĩnh, gần nhất là ngươi tu vi so các nàng đều cường, có thể cho các nàng tu luyện chỉ điểm, mà đến vân môn tiên thú trong viện tiên thú trước từ vân môn nữ đệ tử bắt đầu, cũng làm cho các nàng có cấp tự bảo vệ mình. Tiếp theo tiên thú thật xa ngươi yên tâm, ta tới thu phục, dư lại liền giao cho ngươi tự do phát huy. Ngày sau ta kia mấy cái linh sủng ngươi đều có thể điều hành, bao gồm điêu nhi cùng cá trạch chỉ cần ngươi yêu cầu đều có thể hiệp trợ ngươi. Ngươi nếu là đồng ý, ta liền cấp vân môn kiến trúc tổng thiết kế sư Lục Bằng Bân chào hỏi, làm hắn hiệp trợ ngươi kiến tạo tiên thú viện, địa phương chính ngươi tuyển, dù sao chúng ta vân môn bên trong địa phương cũng đủ đại, tiên thú viện kiến tạo ở bất luận cái gì địa phương đều có thể. Ngươi cảm thấy đâu? Liền như vậy định rồi, không được đổi ý, ta đi rồi cơ tím hà nói chuyện chung đứng dậy liền đi. Sư tỷ ngươi đi đâu nhi? Dương Nghị Vân ngơ ngác hỏi. Ta đi tìm Lục Bằng Bân tuyển chỉ tu sửa tiên thú xa, như thế nào ngươi tưởng đổi ý? Cơ tím hà đôi mắt chừng mắt nhìn lên. Dương Nghị Vân nửa ngày vô ngữ, này cũng quá nóng vội đi. Bất quá nhìn đến tiểu sư tỷ như vậy tích cực nghiêm túc, thành công trấn an nàng, Dương Nghị Vân vội vàng nói, như thế nào sẽ đâu? Hành vậy ngươi đi thôi, có cái gì yêu cầu ta làm cứ việc mở miệng. Được rồi, ta tiên thú viện ta chính mình sẽ lộc, người đến lúc đó chỉ cho ta tiên thú liền thành, nhưng đừng đến lúc đó giao không ra tiên thú, đến lúc đó ta nhưng không làm, đi rồi. Cơ tím hà hấp tấp đi rồi, thoạt nhìn nàng nhiệt tình vạn trượng. Nhìn theo tiểu sư muội rời đi Vân Trường Sinh có chút lo lắng nói, tiểu sư đệ ngươi nói tiên thú dựa không đáng tin cậy. Nhưng đừng đến lúc đó cấp tiểu sư muội giao không ra tiên thú, ta nói cho ngươi nàng nếu là bão nổi, tuyệt đối ta làm ngươi thực đau đầu. Dương Nghị Vân cười hắc hắc nói, đại sư huynh yên tâm lòng ta hiểu rõ, tuyệt đối cấp tiểu sư tỷ giao ra một số lớn tây tiên thú, đủ nàng chơi. Ta đây liền an tâm rồi, như vậy cũng hảo, cấp tiểu sư muội tìm điểm nàng cảm thấy hứng thú sự tình đi làm, chúng ta mấy cái cũng thanh tĩnh, vẫn là ngươi có biện pháp bất quá ngươi cũng đừng thật sự, tiểu sư muội chính là ham chơi, chờ nàng nóng hổi kính đi xuống liền ngừng nghỉ. Vân Trường Sinh ngôn ngữ chi gian đối cái này tiểu sư muội cũng là thực đau đầu.
cũng hiểu biết nàng cái gì tính cách, chỉ cho là nàng chính là muốn thấu cái náo nhiệt. Mà Dương Nghị Vân cũng gật gật đầu cười cười, tỏ vẻ nhận đồng, hai người đều cho rằng Cơ Tím Hà chính là chơi một chút, cũng không có thật sự. Bất quá sáng lập tu sửa ra một cái tiên thú viện đây là Dương Nghị Vân đảo cũng muốn làm, bởi vì hắn có sinh mệnh chi thủy tồn tại, về sau muốn nhận tiên thú với hắn mà nói một chút đều không khó. Lúc trước hắn ở đi hướng nguyền rủa nơi thiên trảm vực sâu, thu phục răng cưa điểu vương, chính là ở nguyền rủa nơi giúp hắn đại ân. Ở cái kia thiên trảm vực sâu dùng sinh mệnh chi thủy đầu phó răng cưa điểu vương hậu, Dương Nghị Vân gián tiếp khống chế 10 vạn đầu bình thường thành niên răng cưa điểu, hơn nữa răng cưa trứng chim có 30 vạn bộ dáng toàn bộ dọn vào càn khôn hồ không gian, ở nguyền rủa nơi chiến đấu chém giết, tổn thất hơn phân nửa răng cưa điểu sau, Dương Nghị Vân đối này đó có công chi thần liền không ở đi tiêu hao, vẫn luôn ở càn khôn hồ không gian tu sinh dưỡng tức. Hiện giờ qua năm trước tiền tam 10 vạn răng cưa nước tiểu song phu hóa ra tới, hiện tại lại có hơn 30 vạn răng cưa điểu đại quân. Cái này chính là hắn đối tiểu sư tỷ hứa hẹn, cũng sẽ là cấp tiên thú viện thành lập nhóm đầu tiên tiên thú, đương nhiên chuẩn xác mà nói là hoang thú không coi là tiên thú. Bởi vì trừ bỏ răng cưa điểu vương ở ngoài đều không có trí tuệ, thông chi mặt khác răng cưa điểu toàn dựa răng cưa vương ra lệnh. Bất quá nhiều năm như vậy ở càn khôn hồ không gian tu dưỡng, kỳ thật đã thay đổi tân một thế hệ răng cưa điểu gen, càn khôn hồ không gian bản thân chính là một cái linh khí pháp tắc cùng ngoại giới không giống nhau địa phương, có thần bí hơi thở tồn tại, lúc trước càn khôn hồ đều có thể làm long ngư hóa rồng, càng đừng nói thay đổi một chút hoang thú răng cưa điểu. Dương Nghị Vân xem xét quá đại tân sinh xuất thân răng cưa điểu tuy rằng vẫn là có rất lớn hung thú đặc thù, nhưng lại đã dần dần có đơn giản linh trí. Hơn nữa Dương Nghị Vân ở long ngư trong hồ gia nhập sinh mệnh chi thủy, này đó tân sinh ra răng cưa điểu đàn uống long ngư hồ thủy, thay đổi tiến hóa là thực lộ rõ. Có thể nói phi thường thích hợp dạy bảo thành tỏa kỹ linh thú, Dương Nghị Vân chỉ cần đem răng cưa điểu vương cái này có trí tuệ đầu lĩnh công đạo cấp tiểu sư tỷ, đến lúc đó làm răng cưa điểu vương hiệp trợ tiểu sư tỷ thuần hóa mặt khác bình thường răng cưa điểu, tự nhiên có thể cho vân môn đệ tử bồi dưỡng ra thích hợp tỏa kỹ tới. Hơn nữa răng cưa điểu tốc độ cùng sức chiến đấu đều xem như không tồi, đại tân sinh răng cưa điểu ở càn khôn hồ xuất thân sau, còn có thật lớn trưởng thành tiềm lực. Xa không nói, răng cưa điểu vương hiện tại liền có tiên đế cấp bậc thực lực, tầm thường răng cưa điểu đều có tiên quân tiên vương sức chiến đấu, lại là loài chim bay thiên phú, phi thường thích hợp đương tọa kỵ. Đến lúc đó trước đem răng cưa điểu giao cho tiểu sư tỷ liền hảo, sớm đã có chú ý, làm tiểu sư tỷ đi tùy tiện lăn lộn đi. Dương Nghị Vân cùng Vân Trường Sinh đều đối Cơ Tím Hà không ôm bao lớn hy vọng, nhưng lại không nghĩ tới, bao nhiêu năm sau, Cơ Tím Hà thật đúng là thành vân môn tiếng tăm lừng lẫy tiên thú viện viện chủ, cấp vân môn lập hạ công lao hãn mã, thậm chí còn Cơ Tím Hà lúc này đây là chân chính muốn làm sự, nàng nghiêm túc. Hơn nữa nàng cơ gia lôi đình huyết mạch thiên phú, trời sinh liền có rất nhiều hung thủ tiên thú sợ hãi lôi đình, bị Cơ Tím Hà thuần phục dễ bảo, tiên thú viện ở Cơ Tím Hà trong tay bộc phát ra lóa mắt công tích. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Dù sao Dương Nghị Vân cũng coi như là cấp răng cưa điểu nhất tộc tìm một cái giàn xếp nơi, tổng không thể vẫn luôn nhốt ở càn khôn hồ không gian chung. Lúc sau Dương Nghị Vân cùng đại sư huynh lại lưu quá một ít chi tiết lúc sau, khiến cho đại sư huynh đi phụ trách an bài này đó luyện tạo tiên minh tiên đế tiên tôn, hắn còn lại là đi gặp lão cây liễu. Còn có một năm chính là định ra vân môn đại điển nhật tử, cũng là thời điểm đi gặp lão cây liễu. Trở về làm bạn 3 năm thân nhân bằng hữu, 6 năm giảng đạo, hắn sẽ chưa kịp đi xem lão cây liễu. Vân môn đại điển sắp tới, vân môn yêu cầu cao thủ tỏa chấn, lão cây liễu ở trong lòng hắn nhất định là cao thủ, nhưng cũng không biết lão cây liễu đến tột cùng có bao nhiêu cao. Không đi tìm hiểu một chút, hắn trong lòng không tự tin. Toàn bộ vân môn trước mắt liền đại sư huynh Vân Trường Sinh một người là thông ngộ nhất trọng thiên cường giả, này ở Dương Nghị Vân trong lòng tỏa chấn cường giả còn chưa đủ. Cho nên đến đi cùng lão cây liễu thông cái khí đi. Rời đi vân môn tổng điện Dương Nghị Vân một đường vừa nhìn vừa đi, hắn cũng không phi hành mà đi, toàn bộ vân môn kiến trúc đều là hoàn toàn mới kiến tạo, thông minh khẩn, có rất nhiều địa phương hắn cũng không nhìn kỹ quá, cứ như vậy đi bộ đi một chút khá tốt. Bất chi bất giác đi tới Tuyết Miêu phụ trách ám dạ cung điện đại môn nhắm chặt, phi thường yên tĩnh, Dương Nghị Vân có chút nhíu mày. Đã sớm làm Tuyết Miêu mang theo nàng thuộc hạ vào ở đi vào, chết như thế nào dồn khí trầm. Lầm bầm lầu bầu chung, Dương Nghị Vân đơn giản hướng về ám dạ cung điện đại môn mà đi, hắn muốn đi xem Tuyết Miêu cùng Độc Cô Ảnh là cái tình huống như thế nào.
Nào biết nguyên bản yên tĩnh ám dạ cung điện đại môn, ở hắn đi lên trước thời điểm, lại là không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh, tự động mở ra. Cái này Dương Nghị Vân sửng sốt, mắt thường nhìn không tới bất luận kẻ nào, cảm giác chung lại là có thực mỏng manh dao động hơi thở, nếu không phải hắn hiện giờ tu vi cao, thật đúng là khó có thể phát hiện, lập tức muốn vận chuyển càn khôn chi mắt xem xét thời điểm, trong tầm mắt không khí dao động một chút, một kinh hỉ thanh cũng ngay sau đó vang lên. Sư tôn, ngay sau đó lại là bốn đồ đệ Mông Điềm mang theo hai cái quỷ tu tướng sĩ chậm rãi hiện hóa ra thân ảnh. Mông Điềm cùng hắn thủ hạ còn dư lại 1000 tới hào quỷ tu đại quân, là Tuyết Miêu phải đi người, lúc trước giao chỉ một trận chiến chung, đối mặt Hoa Sen Tiên Mẫu cường hãn, hắn đem Tuyết Miêu cùng mọi người thu vào càn khôn hồ không gian, như thế Tuyết Miêu liền ở càn khôn hồ không gian nhìn chúng Mông Điềm cùng 1000 nhiều hào quỷ tu. Dùng Tuyết Miêu nói quỷ tu chính là trời sinh sát thủ, độc đáo tu luyện hơn nữa nàng huấn luyện lúc sau, tất nhiên sẽ trở thành một đám trong bóng đêm vương giả. Dương Nghị Vân cũng trưng cầu quá cái này tứ đệ tử ý kiến, đối với đi sát thủ chi đạo, đối Mông Điềm tới nói rất vui lòng, hắn bản thân chính là cổ đại sa trường đại tướng, trình đừng lấy tiên nhân chiến cùng giết chóc chính là hắn quen thuộc con đường. Tuy rằng hiện tại phải đi tiên giới sát thủ chi lộ nhưng với hắn mà nói giống nhau nhiệt huyết, rất vui lòng tiếp nhận rồi Tuyết Miêu mời, Dương Nghị Vân cũng không bạc đãi Mông Điềm, làm Mông Điềm cùng Độc Cô Ảnh hai người phụ trợ Tuyết Miêu trở thành Tuyết Miêu trợ thủ đắc lực, phân biệt đảm nhiệm ám dạ cung điện phó điện chủ. Kỳ thật đi theo Tuyết Miêu đối Mông Điềm lão nói cũng chưa chắc là chuyện xấu, ẩn nấp đại đạo cũng là đại đạo, nếu lựa chọn, hắn cũng tôn trọng cái này tứ đệ tử. Đứng lên mà nói, Dương Nghị Vân ý bảo Mông Điềm cùng hai cái quỷ tu không cần đa lễ. Ngay sau đó hỏi, các ngươi ám dạ cung điện như thế nào như thế quạnh quẽ, tử khí trầm trầm. Mông Điềm trả lời, sư tôn điện chủ nói chúng ta là vân môn sát thủ. Là vân môn bóng dáng, mỗi một sát thủ đều là hành tẩu ở hắc ám sinh linh, chủ tu ẩn nấp chi đạo, không cho bất luận kẻ nào phát hiện chúng ta tồn tại, thậm chí lại xem nhẹ chúng ta tồn tại, mới là chúng ta phải đi lộ. Cho nên nàng yêu cầu mỗi một cái ám dạ điện thành viên bất luận cái gì thời điểm nhiều phải làm đến biến mất trạng thái, muốn trở thành thiên giới đứng đầu sát thủ, muốn trở thành ta vân môn âm thầm thí hồ giả, như không cần phải bất luận cái gì trạng thái đều phải ở vào ẩn nấp. Dương Nghị Vân nghe Mông Điềm giảng thuật, đảo cũng cảm thấy có đạo lý, nếu đây là Tuyết Miêu cố ý như thế, kia hắn cũng liền không can thiệp. Được rồi, ta đã biết, các ngươi tu luyện cho tốt đi, ta đi rồi Dương Nghị Vân cũng không tính toán đi vào. Sư tôn ngài không đi vào ngồi ngồi, điện chủ đang bế quan, muốn hay không ta đi kêu nàng. Mông Điềm hỏi, không được, ta chính là đến xem các ngươi, đừng quấy rầy Tuyết Miêu, đi rồi. Dương Nghị Vân nói xong liền đi. Cung tiễn sư tôn. Đối Mông Điềm cùng Tuyết Miêu trưởng quản vân môn ám dạ điện Dương Nghị Vân hoàn toàn yên tâm, như vậy cũng hảo, bất luận cái gì thời điểm làm người xem nhẹ ám dạ điện tồn tại, làm ám dạ điện trở thành bảo hộ vân môn bóng dáng phòng tuyến, đây là chuyện tốt, hắn không can thiệp. Tới rồi vân môn cấm địa, lão cây liễu nơi ngọn núi đỉnh. Nơi này như cũ không biến hóa, chẳng qua đỉnh núi huyền nhai bên cạnh lão cây liễu lại là đổi đã phát tân sinh. Hiện tại đã trưởng thành một gốc cây vài trăm thước cao, cành lá tốt tươi đại cây liễu, không hề là trước đây khô cọc gỗ tử. Dương Nghị Vân biết cái này lão biến thái lại biến cường đại rồi. Tiến lên vài bước Dương Nghị Vân đối với lão cây liễu ôm quyền nói, gặp qua tiền bối. Sàn sạt, cành lá tốt tươi lão cây liễu rung chuyển một chút. Lại là vang lên lão cây liễu lười biếng thanh âm nói, bổn tọa còn tưởng rằng tiểu tử ngươi quên mất còn có ta cái này tỉ tỉ tồn tại đâu. Dương Nghị Vân cười cười nói, như thế nào sẽ đâu, thoạt nhìn tiền bối tu vi lại tiến nhanh, thật đáng mừng, chúc mừng, lại là không biết tiền bối là cỡ nào tu vi cảnh giới. Dương Nghị Vân cười thuận miệng hỏi ra tới. Ha 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 tiểu gia hỏa đây là bộ tỷ tỷ lời nói sao? Ngươi có phải hay không trong lòng nghĩ làm tỷ tỷ cho ngươi vân môn đảm đương định hải thần châm? Lại hoặc là nói nhìn xem tỷ tỷ ta hiện tại thực lực có đủ hay không đi? Lão cây liễu tản mát ra nhu hòa bảy màu vầng sáng. Vang lên cười khanh khách thanh, nhưng lại nhất châm kiến huyết đoán được Dương Nghị Vân tâm tư. Khụ khụ chuyện gì đều không thể gạt được tiền bối, bất quá ta thật là muốn biết tiền bối thực lực, lập tức muốn cử hành vân môn đại điển, đến lúc đó khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều thế lực lớn cường giả, chưa chừng có người sẽ quấy rối, cũng có người sẽ coi khinh ta vân môn. Mà trước mắt toàn bộ vân môn theo ta đại sư huynh Vân Trường Sinh một người là tiên tôn thông ngộ nhất trọng thiên cường giả, này theo ý ta tới vẫn là xa xa không đủ.
cho nên ta tưởng thỉnh tiền bối đến lúc đó chiếu cố. Dương Nghị Vân cũng trực tiếp xong xuôi nói ra trong lòng lời nói. Cùng lão cây liễu chi gian quan hệ kỳ thật với hắn mà nói là có chút phức tạp, nhưng dù sao cũng phải tới nói, hai người chi gian còn tính hợp tác vui sướng. Hắn lúc trước cấp lão cây liễu đưa vào bán thần đạo lực lượng khôi phục pháp lực, sau lại lão cây liễu hữu dụng nàng tam phiến bản mạng lá cây cùng hoa sen đen một đạo cứu hắn càn khôn thần điện chi lực phản phệ, lại sau lại ta dùng sinh mệnh chi thủy đưa tin lão cây liễu. Kết quả sinh mệnh chi thủy đích xác đối lão cây liễu có kỳ hiệu, làm nàng khôi phục phi thường mau, một lần nữa đổi đã phát tân sinh, mọc ra tân cành. Nhưng sinh mệnh chi thủy đối hết thảy yêu tộc là có khống chế tác dụng, điểm này lúc trước lão cây liễu trực tiếp nhìn ra tới, nhưng như cũ dùng hắn sinh mệnh chi thủy, này liền tương đương hắn khống chế lão cây liễu. Nhưng là có cái làm Dương Nghị Vân sờ không tới đế vấn đề là, lão cây liễu dùng hắn sinh mệnh chi thủy. Nhưng cố tình hắn cảm thụ không đến lão cây liễu trên người sinh mệnh chi thủy hơi thở. Cái này làm cho Dương Nghị Vân đối mặt lão cây liễu thời điểm ném chuột sợ vỡ đồ, như cũ không dám có bất luận cái gì tàn niệm, cái này lão biến thái ở trong lòng hắn như cũ sâu không lường được. Cho nên chẳng sợ hai người phía trước ở chung không tồi, lại ở cùng phiến địa bàn thượng, nhưng có việc thời điểm, hắn như cũ muốn cung cung kính kính đi thương lượng. Chờ hắn nói cho hết lời sau, lão cây liễu phát ra cười khanh khách thanh nói. Tiếng kêu tỉ tỉ trước hết nghe nghe. Cho ngươi tiểu tử nói qua đừng một ngụm một cái tiền bối, tỉ tỉ ta cũng bất lão, làm ngươi kêu tỉ tỉ như thế nào không nghe đâu. Ách, đối mặt lão cây liễu lời mở đầu không đáp sau ngữ đề tài, Dương Nghị Vân thực kinh ngạc. Nhưng là, tỉ tỉ, ngay sau đó không chút do dự kêu. Ai làm hắn cảm giác cái này lão biến thái càng ngày càng biến thái đâu. Rất mạnh, cảm giác so đại sư huynh còn mạnh hơn. Ha ha ha, đệ đệ ngoan, ha ha ha. Lão cây liễu phát ra cười quái dị thanh. Dương Nghị Vân biết cái này lão biến thái là cái loại này âm tình bất định tính cách, nghe nàng cười quái dị, lại là không dám có chút che kín. Trước làm hắn cao hứng rồi nói sau. Chờ nàng cười đủ rồi, lúc này mới dừng lại nói, hành đi, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, không đáp ứng cũng không được, ngươi cái tiểu hỗn đản cấp tỷ tỷ cái loại này trong nước loại có một loại nguyền rủa lực lượng, tỷ tỷ ta toàn lực hóa giải. Cư nhiên gần hóa đi bảy thành, còn có tam thành lưu lại trong thân thể, ta biết dư lại tam thành như cũ đối tỷ tỷ có thể sinh ra ảnh hưởng, chỉ cần ngươi trong lòng vừa động cổ lực lượng này liền sẽ ảnh hưởng tỷ tỷ. Nhưng là nói thật, người kia chờ giọt nước, tỷ tỷ thật vô pháp cự tuyệt, đối tỷ tỷ khôi phục thần thể tác dụng rất lớn, tiểu tử ngươi bản tính không tính hư, chuyện này tỷ tỷ ta lời nói thật. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đối tỷ tỷ ta có cái gì khống chế a ảnh hưởng gì đó. Nếu không tỷ tỷ sẽ cùng ngươi trở mặt vô tình, ha ha, đến nỗi ngươi muốn biết tỷ tỷ tu vi, cái này nói như thế nào đâu, tiên giới mà thôi, ở tỷ tỷ trong mắt tính cái rắm. Tỷ tỷ ta là thần giới sinh linh, khôi phục chung. Sớm hay muộn có một ngày có thể trở về thần giới đi, cho nên đừng suy đoán tỷ tỷ thực lực, dù sao ta chỉ cấp bảo đảm, người vân môn này địa bàn thượng an toàn ta cho ngươi che chở, chính là sư phụ ngươi tiến đến tỷ tỷ cũng làm theo chiều hắn. Nhưng là mặt khác sự. Ngàn vạn đừng phiền tỷ tỷ, các ngươi thiên giới việc, tỷ tỷ ta cũng không chút nào hứng thú, ở chỗ này gần là nghỉ ngơi, có một ngày tỷ tỷ ta sẽ trở về thần giới Nga, tỷ tỷ ta là thần, không phải các ngươi hạ giới tiên, cho nên đừng hỏi tỷ tỷ cái gì tu vi cảnh giới, đừng cùng tiên so, cái này vô pháp so, nói như vậy ngươi vừa lòng sao. Lão cây liễu cười ha hả nói chuyện, ngữ khí phi thường nhẹ nhàng vô cùng, đàm luận đến tiên giới thời điểm, nàng chút nào không đem tiên giới để vào mắt. Hoặc là nói tiên giới sinh linh thậm chí là cái gọi là một ít cường giả, ở nàng trong mắt không đáng giá nhắc tới. Nghe tuy rằng chói tai, nhưng là Dương Nghị Vân cũng được đến muốn đáp án, cười cười nói, như thế vậy đa tạ tỷ tỷ, ngày sau ta vân môn liền thỉnh ngươi tỏa chấn, ta vân môn thành lập đại điển thượng, ta sẽ đem ngài công lao viết tiến vân môn đại điển chung, làm ngày sau mỗi một cái vân môn đệ tử đều nhớ rõ ngài ân tình. Những người khác ân tình tỷ tỷ không hiếm lạ, nhưng là tiểu tử ngươi đừng quên là được. Tỷ tỷ ta yêu cầu ngươi Dương Nghị Vân nhớ kỹ tỷ tỷ hảo liền thành, được rồi, không có gì sự liền đi thôi, bị quấy dày tỷ tỷ tu luyện. Trêu chọc giống nhau trong tiếng cười, lão cây liễu hạ lệnh trục khách. Dương Nghị Vân khom người cáo lui. Hắn kỳ thật có thể mơ hồ cảm nhận được, lão cây liễu cường đại, giống như là cuồn cuộn biển rộng. Cứ việc lão cây liễu chưa nói thực lực của nàng tu vi có thể so với thông ngộ kia một trọng, nhưng Dương Nghị Vân biết nàng là thần là đủ rồi. Tuy rằng là một tôn gặp nạn thần, nhưng kia cũng là một tôn thần, một tôn đang ở nhanh chóng khôi phục thần.
Một tháng sau nhị sư huynh đã trở lại, đồng thời còn mang theo hắn đổ đệ Lạc Dương. Tự nhiên nhị sư huynh lần đầu tiên xuất hiện mang đi Lạc Dương sau, bọn họ đã 3.000 nhiều năm không gặp mặt. Tiểu sư thúc Lạc Dương tái kiến Dương Nghị Vân như cũ cung cung kính kính hành lễ. Lạc Dương đã lâu không thấy, không thể so đa lễ. Dương Nghị Vân cười ý bảo nàng đừng đa lễ. Hiện giờ Lạc Dương cư nhiên cũng thành tựu tiên tôn, hơn nữa là tiên tôn hậu kỳ tu vi, cái này làm cho hắn cái này làm tiểu sư thúc có điểm thất bại cảm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, rốt cuộc năm đó Lạc Dương trong cơ thể dung hợp ma thần ý thức, hơn nữa vì nàng trong cơ thể ma thần ý thức, hắn năm đó chính là cửu tử nhất sinh thật nhiều thứ. Cũng là năm đó ma thần ý thức một mặt Lạc Dương đem hắn bắt được hỗn loạn tiên vực. Này cũng không thể không nói hết thảy sự tình, vận mệnh chú định tự do định số, thực kỳ diệu. Kia một năm lúc sau Lạc Dương đi theo nhị sư huynh đi rồi, mà trong cơ thể thần ma ý thức cũng ở nhị sư huynh dưới sự trợ giúp hoàn toàn bị Lạc Dương chủ đạo dung hợp, cho nên đây mới là hiện giờ Lạc Dương tu vi so với hắn cao hơn một mảng lớn nguyên nhân. Tiên tôn hậu kỳ tu vi, đây là rất nhiều người cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới, nhưng dư thừa Lạc Dương mà nói lại là giơ tay có thể với tới. Thậm chí còn đối nàng tới nói này gần là một cái bắt đầu. Lại nói tiếp Lạc Dương tình huống kỳ thật cùng lão cây liễu cũng cùng loại, đều là thần giới xuống dưới sinh linh, ở tiên giới hoặc là này đây đủ loại phương thức trùng tu, hoặc là không ngừng khôi phục kiếp trước đỉnh chi cảnh, cho nên các nàng khởi bước điểm đều phi thường cao. Điểm này Thượng Dương Nghị Vân biết hắn là không có biện pháp so sánh với. Cũng chỉ có thể trong lòng hâm mộ hâm mộ. Một bên Sao Trời Tử nhìn ra Dương Nghị Vân xem Lạc Dương thời điểm mất mát, ha ha cười nói, được rồi, tiểu sư đệ, đừng hâm mộ Lạc Dương tu vi, ngày nào đó Lạc Dương tu vi vượt qua ta cái này sư tôn đều là không kỳ quái, muốn nói mất mát ta mới mất mát đâu, ngươi nhìn xem ta hiện tại cũng chính là tiên tôn đại viên mãn đỉnh mà thôi, mà Lạc Dương đã là tiên tôn hậu kỳ, nàng cơ duyên không phải chúng ta có thể so sánh, cũng không có biện pháp so sánh với. Dương Nghị Vân nghe được nhị sư huynh Sao Trời Tử nói chuyện, tức khắc nở nụ cười, điều này cũng đúng, Lạc Dương là nhị sư huynh đệ tử, hiện tại cùng nhị sư huynh cũng gần là kém một cái tiểu cảnh giới, chân chính muốn nói lên nhị sư huynh cái này đương sư phó mới là nhất mất mát. Bất quá hắn cũng biết nhị sư huynh kiếm tiên chi đạo, hắn công kích là cường hãn nhất, ngày nào đó chờ nhị sư huynh kiếm đạo nhập thông ngộ, ở cùng cảnh giới chung tất nhiên là vô địch tồn tại. Đến nỗi Lạc Dương, vốn chính là thần ma căn nguyên, nhập thông ngộ kia cũng là chuyện sớm hay muộn. Tương lai lại là vân môn một đại cường giả. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân trong lòng rất tốt, nhìn Lạc Dương cười nói, Lạc Dương lần này trở về liền không đi nữa vậy. Chúng ta này một môn rốt cuộc ở tiên giới tất cả đều chỉnh hợp lên, thành lập ta vân môn đạo thống, không được đi rồi a, lưu lại giúp ngươi sư phụ như thế nào. Hắn nhìn như nói giỡn nói chuyện, kỳ thật ý có điều chỉ, năm đó liền biết Lạc Dương trong lòng đối nhị sư huynh là có tình cảm, chỉ là chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Mà nhị sư huynh nhìn qua chính là một cái thẳng nam ung thư trọng độ người bệnh, tựa hồ chút nào không phát hiện Lạc Dương đối hắn cảm giác. Vốn dĩ Dương Nghị Vân làm tiểu sư thúc muốn giúp Lạc Dương tìm nhị sư huynh hòa giải, nhưng lúc trước Lạc Dương không cho, dùng nàng nói, có thể đi theo sư tôn bên người cũng đã thực thỏa mãn, này đối nàng tới nói cũng đủ, có một số việc nói toạc ngược lại không đẹp. Như thế Dương Nghị Vân không ở đề qua, làm cho bọn họ chính mình phát triển, nhưng hiện tại xem ra, nhị sư huynh quả nhiên vẫn là không thông suốt. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị nói thêm cái gì, duy nhất có thể làm chính là tận lực giúp một tay Lạc Dương, tỉ như đem Lạc Dương cùng nhị sư huynh an bài ở bên nhau. Ba người hàn huyên trong chốc lát sau, Dương Nghị Vân mới hỏi nói, thế nào nhị sư huynh chuyến này còn thuận lợi? Dương Nghị Vân vấn đề chính sự, Sao Trời Tử cũng thúc mục lên, hắn phụng mệnh đi mời tiên giới các đại tiên môn tiến đến xem lễ, cuối cùng là hoàn thành Dương Nghị Vân công đạo nhiệm vụ. Một cái tông môn thành lập mời mặt khác tiên môn tiến đến xem lễ, này không chỉ là xem lễ đơn giản như vậy, là chiêu cáo thiên hạ ý tứ, từ đây lúc sau vân môn đệ tử đi ra ngoài, liền sẽ không có người làm khó dễ từ từ, ý nghĩa trọng đại. Nhưng phàm là có tên có họ tông môn đều phải đi hạ một phần thư mời, đương nhiên đa số thời điểm là quen biết, hoặc là nói với sư phụ sư nương có chút giao tình tông môn đều, thậm chí còn chỉ cần không phải có thủ oán tông môn đều hẳn là mời một chút. Đến nỗi tới hay không đảo không phải trọng điểm, lễ nghĩa không thể thiếu. Trầm ngâm một chút Sao Trời Tử mở miệng nói, cơ bản thuận lợi, ta phát động luyện tạo tiên môn phân bộ thành viên, phàm là có thể thượng điểm danh hào tiên môn đều phát ra mời, ta chính mình cùng Lạc Dương còn lại là đi mời những cái đó đại tông môn,
đúng rồi, Tam Đại Thiên Tôn thế lực cùng Sao Băng Điện ta không suy xét. Tam Đại Thiên Tôn thế lực vốn dĩ chính là chúng ta kẻ thù, ở năm đó sư phụ biến mất thời gian, chúng ta cùng Tam Đại Thiên Tôn thế lực đấu vạn nhiều năm, sau lại sư phụ trở về tiên giới hung hăng đi rồi Tam Đại Thiên Tôn, nhưng chung quy không có giết bọn họ, là bởi vì sư phụ muốn mang theo Tam Đại Thiên Tôn đi lên trời lộ. Từ kia về sau sư phụ cùng Đại Tam Thiên Tôn thế lực cũng coi như là ngừng bắn đem cùng, rốt cuộc so sánh với lên trời lộ, chúng ta chi gian ân oán không coi là cái gì, nhưng là hiện giờ sư phụ cùng Tam Đại Thiên Tôn đều đi lên trời lộ, nhưng Tam Đại Thiên Tôn thế lực môn nhân như cũ tồn tại, lại còn có không ít cường giả tồn tại, ta sợ nhóm nháo sự, đơn giản không mời, Sao Băng Điện tình huống cũng giống nhau. Đúng rồi, còn muốn giao trì, lần trước bị ngươi như vậy một nháo. Giao trì xem như hoàn toàn phế bỏ, giao trì đại trưởng lão ngồi trên giao trì chi chủ bảo tọa, hơn nữa tuyên bố phong sơn vạn năm, cho nên giao trì cũng không hề trong đó. Tiên giới 10 đại phong hào tiên tôn, đại biểu 10 đại siêu cấp thế lực, trừ bỏ Tam Đại Thiên Tôn thế lực cùng Sao Băng Điện, giao trì, dư lại 5 thế lực lớn ta cùng Lạc Dương tự mình đi mời, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ đều sẽ tới. Chỉ cần 5 đại siêu cấp thế lực tiến đến, lần này tổ chức Vân Môn Đại Điện chính là thành công. Thế lực khác tất nhiên cũng là xem hướng gió, năm thế lực lớn vừa động bọn họ tất nhiên sẽ đi theo. Tiên giới 10 đại phong hào tiên tôn sự tình Dương Nghị Vân nghe đại sư huynh gặp qua, cái gọi là 10 đại phong hào tiên tôn, đều là thế hệ trước lão tiên tôn, là sư phụ cái kia thời đại nhân vật, đều là truyền thừa đã lâu tồn tại, đương nhiên trong lúc cũng có ngã xuống tiên tôn, bị kẻ tới sau bổ thượng thế lực. Mỗi một cái phong hào, sau lưng đều đại biểu một cái siêu cấp đại tông, tỉ như Tam Đại Thiên Tôn thế lực. Sao Băng Điện, giao chỉ đều là, dư lại 5 thế lực lớn, Dương Nghị Vân lại là còn không có hỏi qua đại sư huynh. Hiện tại nghe nhị sư huynh nói lên, liền nhịn không được hỏi, nhị sư huynh dư lại 5 đại siêu cấp thế lực đều có những cái đó, nói cho ta nghe một chút đi, ta còn không hiểu biết. Sao Trời Tử gật đầu nói, ân, có, Bất Lão Sơn, Tiêu Giao Cung, Thiên Địa Môn, Phi Tiên Điện cùng Quỷ Quật, 5 thế lực lớn. Đương nhiên này đó đại tông tỏa chấn phong hào tiên tôn tất cả đều bị sư phụ tổ chức lên cùng đi lên trời lộ, có thể nói hiện tại tiên giới đã không có thượng một thế hệ phong hào tiên tôn tồn tại, bất quá bọn họ đều là truyền thừa đã lâu lão đạo thống, môn trung tự nhiên không thiếu được cường giả. Đặc biệt là mấy ngàn năm hôm trước mà trói buộc bị sư phụ bọn họ đánh vỡ sau, tất nhiên lại ra đời cường giả, đương nhiên ta nói cường giả là thông ngộ chi cảnh cường giả. Lại nói tiếp, đi theo sư phụ đi trước lên trời lộ kia một bát người. Tất nhiên đều là cao giai thông ngộ cường giả, ta nghe Thiên Cơ sư nương nói qua một câu, hẳn là ít nhất đều là thông ngộ 7 trọng trở lên cường giả. Cho nên hiện tại tiên giới hẳn là không có thông ngộ cửu trọng thiên cường giả tồn tại, bất quá những năm gần đây có hay không ra đời cao giai thông ngộ cường giả liền không được biết rồi. Nhưng là nghĩ đến tuyệt đối sẽ có đi, tiểu sư đệ chúng ta hiện tại sở gặp phải sẽ là có một cái đại thời đại, nhãn hiệu lâu đời phong hào biến mất, nhãn hiệu lâu đời thông ngộ không ở. Kế tiếp tiên giới tất nhiên là một cái anh hùng đại năng xuất hiện lớp lớp thời đại, người ta đều hẳn là nỗ lực mới là. Lời nói đến cuối cùng Sao Trời Tử trong lời nói tràn ngập hướng về chi sắc. Dương Nghị Vân nghe cũng có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, gật gật đầu tỏ vẻ biết, cũng đem nhị sư huynh nói năm thế lực lớn ghi lại trong lòng, chờ quay đầu lại ở hảo hảo hiểu biết một chút đó là. Bất quá lúc này Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là nhị sư huynh trong miệng 10 đại phong hào thế lực. Vừa lúc hơn 10, nhưng hắn nghĩ tới sư phụ trời cao tà cũng được xưng thiên tà chí tôn, này 10 thế lực lớn chung như thế nào không có sư phụ. Nghĩ đến này Dương Nghị Vân hỏi, nhị sư huynh ngươi nói 10 đại phong hào cường giả, 10 thế lực lớn, nhưng chúng ta sư phụ cũng là phong hào đi, như thế nào không sư phụ. Sao Trời Tử sửng sốt, rồi sau đó cười ha ha, ngay sau đó hào khí vạn trượng nói, tiểu sư đệ ngươi hồ đồ đi. Chúng ta sư phụ cái gì phong hào a? Đó là 12 kiếp tán tiên chí tôn, 10 đại phong hào tiên tôn, ở sư phụ trong mắt tính cái rắm, bọn họ 10 đại hào xưng tiên tôn gì đó, nhưng sư phụ đó là chí tôn, siêu nhiên tồn tại, bằng không như thế nào có thể thống lĩnh tiên giới như vậy nhiều lão quái vật đi lên trời lộ không phải. Dương Nghị Vân nghe nhị sư huynh như thế vừa nói, lại cũng là cả người chấn động, cái này mới hiểu được, có lẽ chết lão nhân cái này phong hào chí tôn cùng mặt khác phong hào không phải một cấp bậc, càng thêm cao nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại tính lên, thuộc về sư phụ thời đại, thuộc về tiên giới cổ xưa 10 đại phong hào thời đại đã qua đi. Kế tiếp là thuộc về bọn họ này một thế hệ người thời đại. Dương Nghị Vân cũng biết dựa bối cảnh chung quy là hư,
muốn dựa vào là thực lực của chính mình. Cùng nhị sư huynh sau khi nói xong, Dương Nghị Vân mới nghiêm mặt nói, kế tiếp nhận được ngoại lai tông môn nhân viên vấn đề liền giao cho ngươi cùng Lạc Dương, đại sư huynh vội vàng trải vuốt luyện tạo tiên minh một sạp, hắn sợ là cố bất quá tới. Vấn đề nhỏ, giao cho ta cùng Lạc Dương chính là. Sao trời tử cười nói. Hảo, còn có một chuyện cùng ngươi thương lượng. Dương Nghị Vân nói. Nói thẳng đi, yêu cầu ta làm cái gì? Tiểu sư đệ ngươi hiện tại là nhất môn chi chủ, là vân môn linh hồn nhân vật, về sau không cần bởi vì ta là sư huynh liền khách khí, nên làm như thế nào liền làm như vậy, nếu không vài vạn người tông môn ngươi sợ là không hảo quản lý, cũng sẽ đừng môn nhân đệ tử nhai miệng lưỡi. Sao trời tử cũng đối Dương Nghị Vân nghiêm túc nói một câu nói. Dương Nghị Vân một nhạc nói, hảo, ta nói thẳng, hắc hắc, không được đổi ý. Sao trời tử cái này trong lòng có chút chột dạ lên, thử nói, cái gì? Dương Nghị Vân biết cái này sư huynh là cái loại này vô cùng tiêu sái tự do tự tại thói quen tính cách, cho hắn an bài sự làm, hắn thật đúng là chưa chắc có thể sẽ tiếp thu. Nhưng là vân môn thành lập sắp tới, hắn cũng không có biện pháp, không người nhưng dùng. Có thể tin được người tuy rằng nhiều, nhưng có tu vi lại có thể tín nhiệm nhân số tới số đi cũng chính là hai cái sư huynh. Dương Nghị Vân nghiêm túc nói, ta lấy vân môn môn chủ thân phận nhâm mệnh ngươi vì vân môn hình phạt cung điện điện chủ. Chấp trưởng ta vân môn trong ngoài hình phạt việc, Lạc Dương phụ trợ ngươi trở thành phó điện chủ, đến nỗi như thế nào làm, như thế nào đi chế định vân môn hình phạt chế độ, hấp thu nhân viên từ từ công việc, ngươi cùng Lạc Dương chính mình nghĩ cách, ân, còn có không đến 7 tháng thời gian chính là vân môn đại điển, ta muốn đi một chuyến hỗn loạn tiên vực tiểu hồng hoang một chuyến. Chuyện này ta giao cho các ngươi mặc kệ a, cứ như vậy đi. Dương Nghị Vân nói xong liền lưu. Tiểu sư đệ ngươi trở về. Sao trời tử vẻ mặt đau khổ hô to, hắn tính cách cùng đại sư huynh cái loại này ổn trọng bất đồng, là tiêu giao tiêu sái cái loại này người, làm hắn chấp trưởng một điện, dung trời đi xử lý sự vụ, ngẫm lại đầu đều đại. Vội vàng hô to Dương Nghị Vân còn muốn đang thương lượng, nhưng Dương Nghị Vân đã sớm không thấy bóng dáng. Lưu lại sao trời tử tại chỗ khi oa oa kêu to. Lạc Dương nhưng thật ra khóe miệng có ý cười, nàng kỳ thật nhất tưởng làm bạn ở sư phụ sao trời tử bên người. Nhưng cái này sư phụ luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lần trước trở về lúc sau vốn tưởng rằng có thể cùng hắn ngốc cùng nhau, kết quả trực tiếp cho nàng một cái nhiệm vụ, đem nàng xung quân đi ra ngoài, nếu không phải lần này vân môn thành lập đại điển, đánh giá hắn đều sẽ không kêu chính mình tiến đến. Nhưng hiện tại hảo, tiểu sư thúc Dương Nghị Vân trực tiếp cho sư phụ sao trời tử trưởng quản hình phạt đại điển chức vụ, làm nàng tới phụ trợ, này đối với Lạc Dương tới nói là có thể mỗi ngày cùng sư phụ sao trời tử ngốc tại cùng nhau cơ hội tốt. Cho nên nàng trong lòng rất cảm kích tiểu sư thúc Dương Nghị Vân. Mở miệng nói, sư tôn chúng ta hiện tại như thế nào? Lạc Dương nhẹ giọng mở miệng hỏi sao trời tử. Sao trời tử chua xót nói, còn có thể làm sao bây giờ? Người tiểu sư thúc sớm đã có dự mưu muốn đem ta buộc ở vân môn, bất quá đảo cũng khó xử hắn, gánh vác nổi lên ta vân môn đạo thống trách nhiệm, ta liền tính là không muốn, cũng không có biện pháp, cũng muốn thế hắn phân ưu, cái này hình phạt điện chủ bảo tọa là ngồi định rồi. Đi thôi, chúng ta đi xem hình phạt điện ở địa phương nào, đại điển thành lập sắp tới, yêu cầu làm sự tình quá nhiều, người hiệp trợ ta đi. Tốt sư tôn Lạc Dương ngoài miệng đáp ứng, trong lòng thực vui vẻ, rốt cuộc có thể đãi ở sư tôn bên người, hơn nữa là như thế gần. Thầy cho hai người ở sao trời tử ủ rũ cục đuôi trung hướng về vân môn hình phạt điện mà đi. Mà giờ phút này Dương mẫu nhân đã một bước bước ra vân môn lúc sau, thẳng đến hỗn loạn tiên vực tiểu hồng hoang mà đi. Còn có mấy tháng chính là vân môn đại điển, nháy mắt thời gian liền đến, lẽ ra cái này mấu chốt thượng hắn không nên rời đi, chính là đối Dương Nghị Vân tới nói, cần thiết đi, trước mắt không có bất luận cái gì sự so đi một chuyến tiểu hồng hoang càng quan trọng. Bởi vì, hoa sen đen ở tiểu hồng hoang, năm đó hắc tới có thể rời đi hắn sau liền đi tiểu hồng hoang, sau lại hắn vận dụng càn khôn thần điện chi lực thiếu chút nữa quải rớt, cùng hoa sen đen lại ra tới quá một lần. Lần đó rời đi thời điểm. Hoa sen đen nói qua về sau có việc làm hắn tới tiểu hồng hoang tìm nàng. Dương Nghị Vân hiện tại cần phải làm là đi thỉnh hoa sen đen rời núi. Vân môn thành lập, hắn yêu cầu cao thủ tỏa chấn. Một cái đại sư huynh cùng lão cây liễu là không đủ. Đại sư huynh thông ngộ nhất trọng thiên, lão cây liễu không biết, nhưng tất nhiên là cao thủ, nhưng lão cây liễu là thuộc về cái loại này không thế nào quản sự không đáng tin cậy loại hình. Cho nên vân môn vẫn là lại là tỏa chấn cao thủ. Mà hoa sen đen chính là hắn trong lòng cao thủ, cũng tất nhiên là cao thủ,
hắn muốn đi thỉnh hoa sen đen rời núi. Vân môn trưởng lão đoàn thái thượng trưởng lão vị trí chính là hắn cấp hoa sen đen chuẩn bị, cũng chỉ có hoa sen đen có thể đảm nhiệm, có thể ngăn chặn những cái đó luyện tạo tiên minh nhãn hiệu lâu đời tiên tôn. Không có người so hoa sen đen càng thích hợp. Tuy rằng không biết hiện tại hoa sen đen tu vi thực lực đạt tới tình trạng gì, nhưng Dương Nghị Vân tin tưởng nhất định sẽ không so thông ngộ kém. Nàng là hồng hoang đệ nhất hoa sen đen hạt sen niết bàn trùng tu. Trọng điểm là hắn cùng hoa sen đen là cái loại này cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, hiện giờ vân môn thành lập sắp tới, mặc kệ xuất phát từ tư tâm vẫn là tôn trọng hắn đều hẳn là đi bái phỏng hoa sen đen. Cũng may tiểu hồng hoang liền ở hỗn loạn tiên vực cũng không xa. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn vẫn luôn đều không có đi qua tiểu hồng hoang, chỉ đi quá nguyền rủa nơi, nhưng nghe nói nguyền rủa nơi chỉ là tiểu hồng hoang bên cạnh mà thôi. Thật tính lên, hỗn loạn tiên vực trong truyền thuyết thần bí nhất chính là tiểu hồng hoang. Tiểu hồng hoang tồn tại sinh linh, có người nói, mới là hỗn loạn tiên vực chân chính chúa tể giả. Trước kia xuất hiện có nhân xưng bá thống nhất hỗn loạn tiên vực thời điểm, tiểu hồng hoang sinh linh liền sẽ ra tay, thường thường đương cục giả liền sẽ chết oan chết uổng. Hắn hiện giờ thành lập vân môn, xem như chân chính muốn thống nhất hỗn loạn tiên vực. Nếu là không đi tiểu hồng hoang đi một chuyến, hắn trong lòng thật đúng là không đế, nhưng đừng đến lúc đó ở vân môn đại điển thượng xuất hiện cái gì biến cố, khi đó mất mặt liền ném lớn. Lần này ra cửa hắn chỉ dẫn theo cá trạch, mặt khác một cái cũng chưa mang. Mang lên cá trạch là bởi vì thứ này vẫn luôn đều ở trên cổ tay quấn lấy. Tiểu hồng hoang tuy rằng không đi qua, nhưng Dương Nghị Vân có thể khẳng định tất nhiên là dị thú dị yêu địa bàn, có cá trạch cái này thần thú trung huyết thống tốt nhất tồn tại tại bên người. Nhiều ít có lẽ có thể có điểm dùng, mấu chốt là có thể thay đi bộ. Thực mau hắn tới rồi năm đó nguyền rủa nơi bên cạnh, dựa theo phương đông hảo ông trời tử cách nói, từ nguyền rủa nơi trực tiếp tiến vào xuyên qua qua đi, cũng có thể tiến vào tiểu hồng hoang, một cái khác chính là từ tiến vào nguyền rủa nơi phương đông vẫn luôn đi trước đồng dạng có thể vào tiểu hồng hoang. Dương Nghị Vân lựa chọn chính là người sau, nhìn mênh mang núi non, Dương Nghị Vân thủ đoạn run lên nói, cá trạch ra tới làm việc. Ngay sau đó cá trạch toàn thân thất thải quang mang chợt lóe hóa hình mà ra, biến thành hơn 1.000 mét lớn nhỏ côn bằng chi thân. Đừng như vậy chiếu rọi, thu nhỏ điểm, lần này đi tiểu hồng hoang điệu thấp một ít. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt nói. Hảo đi, chủ nhân sau đó. Cá trạch trả lời một câu, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt thu nhỏ lại tới rồi 9 mét thân hình. Dương Nghị Vân vừa lòng điểm đều, nhảy dựng lên rừng ở cá trạch trên lưng nói, xuất phát đi. Trực tiếp hướng về phương đông phi hành. Được rồi. Cá trạch trả lời, sau lưng bốn đối cánh chim toàn bộ mở ra, vèo một chút xông ra ngoài. Lần này chính là 9.000 dặm. Dương Nghị Vân cùng cá trạch phi hành ở không trung phía trên, phía dưới tất cả đều là mênh mông vô bờ núi non rừng cây. Lúc trước hoa sen đen lúc đi chờ cho hắn lưu lại ta tín vật, hắn có cảm tiểu hồng hoang nơi. Người chỉ huy cá trạch tiếp tục phi hành, như thế 9 lần chớp động cánh chim. Chính là 9 vạn dặm xa. Lúc này trong tầm mắt xuất hiện một tòa thông thiên thật lớn ngọn núi, thẳng vào cửu thiên. Thả chậm tốc độ bay qua đi, ta cảm ứng được tựa hồ liền ở kia tòa sơn nơi nào. Dương Nghị Vân gấp cá trạch nói chuyện. Cá trạch tốc độ thả chậm, chậm rãi bay đi, chờ dựa tiến thời điểm, từ phía chân trời phi đi xuống thời điểm, Dương Nghị Vân lại là nhìn đến, này tòa thẳng tận trời cao ngọn núi 3.000 mễ chi độ cao thời điểm, có một cái đôi mắt giống nhau hình tròn chi động xuất hiện. Hơn nữa dựng thẳng lên tới bộ dáng. Giống như là sơn thể ở giữa gian mọc ra một con thật lớn đôi mắt. Cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Hắn biết kia con mắt nơi khả năng chính là tiến vào tiểu hồng hoang nhập khẩu. Làm cá trạch trực tiếp bay đi. Oanh! Cá trạch tốc độ thực mau, một chút liền bay đến đôi mắt nơi nhập khẩu ra, nhưng lại vô hình chung bị một cổ thật lớn lực lượng cấp bắn ngược trở về. Dương Nghị Vân cảm nhận được cường đại cấm chế, liền làm cá trạch dừng lại nói. Từ từ, đây là cấm chế, cậy mạnh khả năng vào không được, ta ngẫm lại biện pháp. Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được cái này cấm chế dùng cậy mạnh là không qua được, nếu muốn khởi hắn biện pháp mới được. Kỳ thật cấm chế nguyên lý chính là trận pháp thăng cấp bản chất là vẫn là trận pháp cơ sở, chỉ là sở bày trận chính là đơn thuần năng lượng, không cần muốn bất luận cái gì tiên thạch chi vật, nhưng thường thường lại là phi thường cường đại pháp lực cấu thành. Hắn năm đó ở giao chỉ kết thúc quá hoa sen tiên mẫu cấm chế. Kia thật đúng là lại nhiều lực lượng đều khó có thể mạnh mẽ mở ra cường đại, sau lại mới biết được đó là thông ngộ cường giả cấm chế. Lại lúc sau đại sư huynh nói qua một câu,
đồng dạng là tiên tôn đại viên mãn đỉnh tu vi, nhưng là đại viên mãn đỉnh có thông ngộ lúc sau cường giả, ở bọn họ trong mắt thông ngộ dưới đều là con kiến. Lời này kỳ thật một chút đều không khoa trương. Dương Nghị Vân là tràn đầy thể hội. Bất quá đối với này loại cấm chế hắn có rất nhiều khắc chế biện pháp, càn khôn hồ lực cắn nuốt hoàn toàn có thể tan rã rớt. Mà trước mắt cấm chế hắn cẩn thận cảm thụ một chút, cùng năm đó hoa sen tiên mẫu cái kia cấm chế là hoàn toàn bất đồng, bên trong phát ra chính là cường đại vô cùng yêu sức lực tức, lại còn có không đơn giản là ngũ hành pháp tắc thuộc tính tương sinh tương khắc cấu thành, thậm chí còn Dương Nghị Vân từ trong đó cảm nhận được không dưới ba loại trận pháp cấu thành, phi thường phức tạp. Đối với cái này cấm chế Dương Nghị Vân biết có lẽ càn khôn hồ cắn nuốt cũng chưa chắc có thể mở ra, hiển nhiên đây là đạt tới thông ngộ phía trên môn hộ cấm chế. Này nói cách khác, ở tiểu hồng hoang trung tuyệt đối có cường giả tồn tại, thông ngộ cấp bậc cường giả. Tiểu hồng hoang quả nhiên cùng đoán trước giống nhau không phải tầm thường nơi, hơn nữa hoa sen đen từ năm đó từ trong thân thể hắn sau khi rời khỏi đây, liền vẫn luôn ở tiểu hồng hoang trung, lại là hiện tại không biết hỗn thành bộ dáng gì. Đối hoa sen đen Dương Nghị Vân vẫn là có tin tưởng. Lúc này đối mặt tiến vào tiểu hồng hoang môn hộ cấm chế, Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ tới năm đó hoa sen đen rời đi thời điểm giao cho hắn tín vật. Trong tay vừa lật một đóa nho nhỏ hoa sen đen xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tản ra nhàn nhạt màu đen vầng sáng. Hắn nhớ rõ năm đó hoa sen đen năm đó trước khi đi thời điểm, đối hắn nói qua, về sau tới tiểu hồng hoang tìm nàng, liền đem này đóa tiểu hắc liên cho hắn. Hiện tại xem ra này đóa tiểu hắc liên là tiến vào tiểu hồng hoang chìa khóa. Bởi vì hắn lấy ra này đóa tiểu hắc liên thời điểm, tiểu hắc liên trực tiếp hướng về môn hộ cấm chế bay qua đi. Ngay sau đó, ong, môn hộ cấm chế phát ra một tiếng nổ vang, toàn bộ cấm chế nhộn nhạo một chút, lại là mở ra. Quả nhiên như thế, cá trạch chúng ta đi vào. Được rồi, cá trạch theo tiếng, hướng về môn hộ cấm chế phi hành qua đi. Dương Nghị Vân đứng ở cá trạch trên lưng, đường xuyên qua cấm chế thời điểm quả nhiên không có gì phản lực tái xuất hiện, giống như là một đầu chui vào nước gợn kính mặt giống nhau. Ngay sau đó hắn cùng cá trạch xuyên qua đi vào. Một cái hoàn toàn cùng ngoại giới hơi thở bề ngoài khác nhau rất lớn thế giới hoàn cảnh hiện ra ở trong tầm mắt. Dương Nghị Vân giơ tay đem tiểu hắc liên thu hồi, phía sau môn hộ cấm chế nhộn nhạo tiêu tán, khôi phục bình tĩnh. Chủ nhân nơi này hơi thở thực cổ xưa thực thê lương. Hết thảy đều cho ta cảm giác thực cổ quái, nhưng là ta cảm giác nơi này tựa hồ rất quen thuộc giống nhau. Cá trạch mở miệng nói. Dương Nghị Vân cười cười nói, nơi này được xưng tiểu hồng hoang, nghe đồn là hồng hoang thời đại duy nhất bảo lưu lại tới một phương thế giới. Tiểu tử ngươi là khai thiên tích địa ra đời thậm chí còn ngươi ra đời khả năng sớm hơn, càng là cổ xưa xa xăm hơi thở đối với ngươi mà nói liền càng là quen thuộc, cái này bình thường. Điều này cũng đúng, ta ký ức là có truyền thừa. Không riêng bao lâu truyền thừa ký ức là sẽ không ma diệt, chờ ta trưởng thành lên sau, rất nhiều truyền thừa ký ức cũng sẽ dần dần giải phong, trách không được ta cảm giác nơi này quen thuộc, bất quá chủ nhân a, nơi này có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Cá trạch thật cẩn thận hỏi. Dương Nghị Vân nghe cá trạch hỏi chuyện, cười mắng, ngươi có thể hay không cấp côn bằng mất mặt a? Ngươi là đường đường côn bằng a, siêu việt tam giới ngũ hành ở ngoài siêu nhiên tồn tại. Theo hiểu biết của ta chân chính côn bằng đều là lấy thần thú vì thực tồn tại, tại thượng cổ hoang dã thời đại, nhà ngươi tổ tiên thần thú thấy đều phải hù chết, ngươi nói một chút ngươi, tốt xấu hóa hình mà ra đi. Như thế nào có thể như vậy túng đâu, ngươi là đường đường côn bằng A, nói ngươi là thần thú kỳ thật là đối với ngươi coi thường, ngươi có thể hay không tranh khẩu khí, lúc trước tiểu tử ngươi phá trứng mà ra thời điểm, còn một ngụm nuốt một đầu làm chủ nhân ta đều tim đập nhanh hoang dã huyền quy đâu. Hiện tại ngươi như thế nào như vậy túng, có thể hay không lấy ra ngươi côn bằng khí thế tới. Ngươi phải biết rằng ngươi là thế gian độc nhất vô nhị côn bằng, toàn bộ vũ nội cũng chưa đối thủ tồn tại. Lại nói tiếp tiểu tử ngươi này vài lần biểu hiện chính là làm chủ nhân ta có chút thất vọng, lẽ ra tiểu tử ngươi tiên tôn đều có thể tùy tiện nuốt đi, nhưng giao chỉ một trận chiến ngươi cư nhiên đừng hoa sen tiên mẫu cái kia lão yêu phụ cấp làm nằm sấp xuống, thật ném côn bằng mặt, ném nhà ngươi tổ tiên mặt, kêu ngươi cá trạch quả nhiên không gọi sai. Dương Nghị Vân càng nói càng khí, một chút liền bạo phát đối cá trạch bất mãn, vốn dĩ đi hắn trong lòng đối côn bằng ôm rất lớn kỳ vọng. Tại đây hóa không có xuất thế phía trước, luôn muốn chờ Ngưu Ích côn bằng xuất thế lúc sau, hắn là có thể mang theo côn bằng ngao du biển sao, tung hoành thiên giới, ai biết chờ thứ này xuất thế lúc sau, trên thực lực làm hắn đại ngã đôi mắt, quá thất vọng rồi. Hiện tại cư nhiên liền lá gan cũng như vậy nhỏ.
Giờ phút này Dương Nghị Vân đều cảm giác kêu cá trạch thật không sai, thứ này khả năng không phải chân chính côn bằng, chính là một cái cá trạch. Oanh! Bị Dương Nghị Vân một phen mắng, nghe vào cá trạch trong tai, này quả thực là xích quả quả vũ nhục a. Cá trạch đã chịu đến từ Dương mẫu nhân thật lớn vũ nhục, toàn thân ầm vang một chút, bảy màu ánh sáng bùng nổ, lập tức hơi thở cường đại rồi mấy lần, mãn thượng lân giáp thượng một đám khắc văn bắt đầu lưu chuyển. Lần này Dương Nghị Vân đều khiếp sợ. Ngươi làm cái gì? Dương mẫu nhân nuốt nuốt nước miếng, hắn đột nhiên nhớ tới năm đó thứ này xuất thế thời điểm nuốt vào kim giáp huyền quy cảnh tượng, trong lòng cũng có chút phát mao. Ngẫm lại tựa hồ chính mình nói cũng quá mức a. Chính cái gọi là đánh người không vào mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Tuy rằng hắn mắng chính là cá trạch, Nga không phải một đầu côn bằng, nhưng thứ này cũng là có trí tuệ sinh linh, người đều phải mặt đâu, huống chi là đường đường côn bằng. Cái này tựa hồ chọc giận thứ này, nếu là thứ này thật sự làm khó dễ, thật đúng là không hảo xong việc, cứ việc hắn lấy sinh mệnh chi thủy cùng huyết tế phương pháp năm đó luyện hóa quá cá trạch, có thần đạo khế ước ước thúc, nhưng ngẫm lại thứ này chung quy là vũ nội đệ nhất hung, nếu là thật sự không màng tất cả làm khó dễ, kia cũng thật không hảo xong việc. Dương mẫu nhân nhìn toàn thân phát ra bảy màu ánh sáng, hơi thở chạy như điên vô cùng cá trạch, trong lòng thấp thỏm lên. Mà đúng lúc này, lại là nghe được cá trạch mang theo ấu chỉ đồng âm cùng ủy khuất nói, ngươi vũ nhục ta, ách kia gì ta cũng không phải cái kia ý. Dương mẫu nhân cảm giác chính mình đích xác có điểm quá mức, mặc kệ nói như thế nào, cá trạch thứ này tốc độ vẫn là hoàn toàn xứng đáng ở hắn một chúng linh sủng chung là đệ nhất, nghĩ tìm cái dưới bậc thang đi. Nhưng là nói còn chưa dứt lời, liền nghe cá trạch ủy khuất nói, ta vừa mới xuất thế mà thôi, có thể cắn nuốt kia đầu huyền quy là lúc ấy xuất thế mượn thiên địa đại thế kết quả, đang nói ta khoảng thời gian trước mới vừa tiêu hóa rất huyền quy, hơn nữa ta yêu cầu đồ ăn trưởng thành a, ngươi cũng chưa đã cho ta cái gì đồ ăn, ta có thể làm sao bây giờ? Bất quá ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nỗ lực trưởng thành sao, ngươi có thể hay không cần từ bỏ ta kỳ thật. Ta sẽ thực ngoan. Ta cũng có thể giúp đỡ chủ nhân đại ân sao? Cá trạch lại là mang theo khóc nức nở, đáng thương hề hề nói chuyện. Cái này Dương mẫu nhân trong lòng đại nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng cá trạch muốn tức giận, nguyên lai là. Ai, chung quy tiểu cá trạch là tiểu côn bằng, mới ra thế mà thôi, tư duy kỳ thật vẫn là tiểu hài tử liếc mắt một cái. Cũng biết chính mình quá mức, khụ khụ một chút nói, kỳ thật đi, chủ nhân ta cũng là nhất thời phát cào nhàu. Cũng là thúc giục ngươi nhanh chóng trưởng thành, ngươi ngẫm lại tiên giới là cái địa phương nào. Đó là cá lớn nuốt cá bé thế giới, đang nói kế tiếp tiên giới sẽ là một cái quần hùng xuất hiện lớp lớp thời đại, thiên đạo trói buộc mở ra về sau, chưa chừng sẽ xuất hiện một ít kinh thiên địa quỷ thần khiếp quái vật hạng người. Cứ việc ngươi là côn bằng, nhưng nếu là không nỗ lực nói, sớm muộn gì sẽ trở thành người khác điểm tâm, cho nên nói chúng ta đều yêu cầu nỗ lực, đừng khóc, chủ nhân ta không phải thật mắng ngươi, cũng sẽ không cần ngươi. Hảo đi. Vốn dĩ chính là tiểu hài tử, Dương mẫu nhân trái lại an ủi cá trạch, mà cá trạch cũng không có trong tưởng tượng muốn bạo nộ, lại ngược lại còn sợ hãi hắn không cần nó. Cái này làm cho Dương mẫu nhân cười khổ không được. Bất quá, trải qua như vậy một phụ sau, cá trạch đến tận đây lúc sau cũng đích xác nghiêu bước lên, đương nhiên đây là lời phía sau. An ủi lúc sau, Dương Nghị Vân tại chỗ nhắm mắt cảm thụ một chút hoa sen đen. Hắn cùng hoa sen đen chi gian thần hồn cảm ứng kỳ thật vẫn luôn đều ở. Tìm đúng phạm vi sau, chuẩn bị trực tiếp đi tìm nàng. Tiểu hồng hoang thế giới, nhìn như cùng ngoại giới phân biệt không lớn, kỳ thật Dương Nghị Vân biết có rất lớn bất đồng. Này một phương thế giới trong mắt hắn, che trời cổ thụ, đều là tổ tông cấp bậc cái loại này, ngay cả nơi này cỏ cây đều là có linh tính. Thiên địa bên trong tràn ngập năng lượng thuộc tính. Cũng đều không phải là ngoại giới cái loại này ngũ hành thuộc tính làm cơ sở năng lượng, mà là một loại thực cuồng bạo thả lại cổ xưa thê lương năng lượng, thực chỉ một. Hắn trong lòng đánh giá hẳn là chính là hồng hoang chi lực đi. Dù sao nơi này hoàn cảnh chính là đồng thoại ảo cảnh giống nhau hoàn cảnh, nơi chốn cổ xưa. Ngay cả đại địa thượng bùn đất đều cho hắn một loại dày nặng xưa nay lịch sử cảm. Hắn cùng cá trạch xuất hiện địa phương là một chỗ trong sơn cốc. Đi trước đi rồi vài bước liền thấy được một ít sinh linh, như giống nhau đại côn trùng, con kiến giống nhau tiểu nhân chim chóc, một người rất cao năm tên gà rừng, dài mấy chục mét con giun. Hết thảy đều nơi trốn lộ ra quỷ dị. Nhìn như không có gì linh trí, hoàn toàn chính là hoang dại cái loại này động vật. Thơm quá! Ngay sau đó cá trạch như là lưu trữ nước miếng la lên một tiếng, phát tới.
Tức khắc toàn bộ sơn cốc mấy thước cao bụi cỏ chung gà bay chó sủa, các loại tiếng kêu hoảng sợ vang lên. Dương Nghị Vân trợn mắt há hốc mồm, cá trạch thứ này cư nhiên mở ra một đốn bao cơm hoạt động, nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích, hắn kêu đều kêu không được biến mất ở sơn cốc chỗ sâu trong. Dương Nghị Vân sợ xảy ra chuyện gì, vội vàng đuổi theo. Nơi này là tiểu hồng hoang quỷ biết sẽ xuất hiện cái gì cường đại sinh linh. Cứ việc ở chỗ này thấy được một ít sinh linh đều là dã vật, nhưng lại diện mạo từ từ hoàn toàn cùng ngoại giới bất đồng, hơn nữa hắn có thể cảm thụ liền tính là nơi này một cái tiểu sâu, trong cơ thể đều ẩn chứa đại năng lượng. Hoàn toàn có thể cùng thiên tiên chân tiên so sánh với lực lượng. Này còn gần là một ít điểu trùng mà thôi. Nhưng là đối cá trạch tới nói tựa hồ này đó hồng hoang dã vật tràn ngập rất lớn dụ hoặc, trực tiếp nhào lên đi khai ăn. Vốn dĩ hắn sốt ruột xảy ra chuyện gì, vội vàng hô to đuổi theo, nhưng cá trạch tốc độ thực mau biến mất ở hắn trong tầm mắt, còn nữa hắn nghĩ nghĩ, có lẽ này đó cái gọi là dã vật đối cá trạch hữu dụng đi. Rốt cuộc hắn cảm nhận được có năng lượng chất chứa ở này đó dã vật thể nội. Mà cá trạch tốt xấu là côn bằng, hẳn là không đến mức như vậy đồ ăn. Nghĩ đến đây đơn giản liền không nóng nảy, chậm rãi theo sau, dù sao khoảng cách Vân Môn Đại Điển thành lập còn có 6-7 tháng thời gian. Hắn có thể về cơ bản mơ hồ cảm thụ được đến hoa sen đen vị trí, cũng không nóng nảy một chốc. Như thế Dương Nghị Vân một đường truy tìm đứt gãy cỏ dại cây cối mà đi, bất chi bất giác đi rồi vài cái canh giờ. Dọc theo đường đi hắn thấy được đủ loại chất lỏng, đánh giá nếu là nơi này dã vật máu, hẳn là đừng cá trạch cấp ăn luôn thời điểm lưu lại. Trong lòng cười khổ, thứ này như thế nào đối nơi này hoang dại sinh linh như thế cảm thấy hứng thú. Một đường mà đi, vài cái canh giờ qua đi, lại là phát hiện một cái tưởng tượng, nơi này thời tiết hoàn cảnh tựa hồ chẳng phân biệt ngày đêm, vẫn luôn là một cái bộ dáng, không chung là lam, cũng có ánh mặt trời, nhưng chính là nhìn không tới có thái dương ở phía chân trời. Dù sao thời gian trôi qua rất dài, nhìn không chung trước sau là một cái cảnh tượng. Hết thảy đều có vẻ có chút quái dị. Nhưng nơi này là tiểu hồng hoang, là khai thiên tích địa hình thành một phương giữ lại thế giới, cũng liền không kỳ quái. Từng có mấy cái canh giờ sau, Dương Nghị Vân cũng không biết đi tới nơi nào, nhưng lại rốt cuộc nghe nói có động tĩnh. Hồng, giống giống, ong ong ong, ba loại thanh âm. Đệ nhất thanh là cá trạch tiếng kêu, hắn biết rõ. Tiếng thứ hai thực hồn hậu như là nào đó cường đại sinh linh. Loại thứ ba thanh âm vẫn luôn là ong 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 dao động. Lại là không gián đoạn, cảm giác như là ong mật chớp động cánh thanh âm. Tính tính thời gian bình thường tình huống khoảng cách cá trạch lao ra đi, đã qua đi không sai biệt lắm một ngày thời gian, thứ này tốc độ tặc mau, một ngày thời gian ít nói mấy ngàn dặm khoảng cách đều có. Thời gian dài như vậy qua đi, ở tiểu hồng hoang không chừng đụng tới thứ gì. Dương Nghị Vân nghe được thanh âm sau, thể xác và tinh thần chớp động chi gian, nhanh chóng đuổi qua đi. Rốt cuộc ở mười mấy lúc sau. Hắn vọt vào một mảnh che trời đại thụ nơi rừng rậm, ngay từ đầu tối tăm vô cùng, mà khi hắn đi vào lúc sau ở xuyên qua rừng rậm thời điểm, trong tầm mắt bỗng nhiên sáng ngời, lại là xuất hiện ở một mảnh tầm nhìn trống trải nơi. Ong ong ong, Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc ra đầu đều có chút tê dại lên. Chỉ thấy phía chân trời phía trên rậm rạp tất cả đều là ong mật. Đủ mọi màu sắc ong mật, che trời. Đây là một chỗ lõm hình địa thế, ba mặt núi vây quanh. Tiến vào nhập khẩu là rừng rậm, tương đương là cái phòng bế nơi, nhưng là nơi sân thoạt nhìn rất lớn, rừng rậm vừa ra tới chính là bình thản vô cùng biển hoa, hoa hải dương, mênh mông vô bờ. Quỷ dị chính là phía chân trời phía trên ong mật, từng con ở Dương Nghị Vân định thần nhìn lại thời điểm, đều thành công người nắm tay giống nhau lớn nhỏ, tựa hồ chủng quần rất nhiều, ít nói cũng có mấy chục loại ong mật tồn tại. Nhưng giờ phút này lại là hội tụ thành đàn. Che trời lấp đất giống nhau ở giữa không trung xoay quanh, đen nghìn nghịt một tảng lớn, ong đuôi châm vài tấc trường, nhìn đều làm Dương Nghị Vân tóc tê dại. Ở vài trăm thước ở ngoài là một mảnh ao hồ, ong mật xoay quanh ở ao hồ trên không. Dương Nghị Vân vận chuyển càn khôn chi mắt thấy một chút, lại là phát hiện cá trạch cái kia đồ tham ăn, cư nhiên co đầu rút cổ ở trong hồ, không dám ngoi đầu, hiển nhiên là bị này đó ong mật cấp chết sợ. Vốn dĩ Dương Nghị Vân nghĩ đi ra ngoài giải vây. Chính là ngẫm lại vẫn là nhìn xuống, cá trạch bản lĩnh hắn biết, không nói đến mặt khác, chỉ cần nó kia đầy người lân giáp liền không phải giống nhau sinh linh có thể lay động, nhưng hiện tại cá trạch chính mình đều trốn vào trong hồ nước, có thể nghĩ, này đó ong mật đối cá trạch đều có thể tạo thành thương tổn, hắn nếu là đi ra ngoài. Ngẫm lại Dương Nghị Vân đều cả người dùng mình.
Dù sao thoạt nhìn lúc này cá trạch không có việc gì, vậy từ từ đi, chờ này đó ong mật rời đi liền thành, cá trạch tránh ở hồ nước, ong mật đàn cũng không có biện pháp. Quả nhiên ước chừng một canh giờ sau, ong mật đàn ong ong rời đi. Tựa hồ bay về phía nơi xa sơn thể phương hướng, biến mất không thấy. Dương Nghị Vân lúc này mới đi ra ngoài, đi tới bên hồ. Nhìn hồ nước cá trạch cười mắng, đồ tham ăn xuất hiện đi, ong đàn bay đi. Rầm đông. Hồ nước mạo phao, ngay sau đó cá trạch hóa thân nửa thước có thừa thân thể từ trong nước bay vọt mà ra. Chủ nhân, ngươi làm cái gì, cư nhiên bị một đám ong mật đuổi theo trốn vào trong hồ nước, ngươi ném không ném côn bằng mặt a? Dương Nghị Vân mắng nói. Cá trạch ủy khuất nói, chủ nhân không thể trách ta a, ta cũng là đừng một cái tiểu thí hài cấp hố. Cái gì tiểu thí hài? Dương Nghị Vân mày nhăn lại, ở tiểu hồng hoang xuất hiện nhân tộc. Này liền có điểm không bình thường. Cá trạch lôi kéo đầu nhỏ giọng nói, chủ nhân a, chuẩn xác mà nói, cái kia tiểu thí hài là một con hồng hoang yêu hùng, là hắn hố ta một phen, hơn nữa này đó ong mật quá nhiều, ong mật đuôi sau châm kịch độc không nói, cư nhiên mang theo hồng hoang chi lực, có thể đâm thủng ta lân giáp, thiếu ta còn có thể chống đỡ, nhiều ta cũng sợ sẽ trốn vào hồ nước. Nói trọng điểm, nói cái kia tiểu thí hài là chuyện như thế nào? Yêu, hùng, Dương Nghị Vân hỏi. Là cái dạng này chủ nhân, cá trạch đầu co rụt lại vội vàng giải thích lên. Nguyên lai như Dương Nghị Vân suy nghĩ như vậy, cá trạch thứ này bởi vì nơi này dã vật tràn ngập hồng hoang hơi thở, cũng liền cảm giác đối nó có trợ giúp, một đường mở rộng ra ăn giới. Sau đó tới rồi nơi này không xa, chính là phía trước sơn thể nơi, có cái sơn cốc khẩu, đụng phải một cái yêu hùng biến thành tiểu thí hài, cái kia tiểu thí hài cùng cá trạch hàn huyên lên, cư nhiên cũng là cùng đồ tham ăn. Nói cho cá trạch sơn cốc này chung có trên đời này ăn ngon nhất đồ ăn mật ong, có thể đối tu luyện có thật lớn trợ giúp, nhưng lại là có ong mật bảo hộ. Tiểu thí hài ý tứ hắn biết những cái đó bảo bối như thế nào đi lấy, có kinh nghiệm, nhưng lại yêu cầu cá trạch dẫn dắt rời đi ong mật, kết quả bị Dương Nghị Vân mắng không thực lực cá trạch, gần nhất đồ tham ăn thèm ăn thứ hai chỉ cần nó ăn cái gì là có thể trưởng thành, cho nên liền cùng tiểu thí hài đánh thành hiệp nghị. Cá trạch đi dẫn dắt rời đi ong mật. Yêu hùng tiểu thí hài đi trộm mật ong, hợp tác lúc sau, tiểu thí hài mật ong là trộm được, nhưng cá trạch lại bị vô số ong mật cấp vây công, kết quả là tiểu thí hài cầm mật ong trốn chạy, cá trạch lại là trốn vào trong hồ nước. Dương Nghị Vân nghe xong cười khổ không được nói, xứng đáng có thể xuất hiện ở tiểu hồng hoang hóa hình yêu tộc, há có thể là bình phàm hạng người, ngươi bị người ta lợi dụng, không bị ong mật chập chết tính ngươi vận khí tốt, đều cho ngươi nói đừng chạy loạn, ngươi nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Chủ nhân ta sai rồi, ta, cá trạch như là phạm sai lầm hài tử. Dương Nghị Vân vốn đang tưởng mắng, đường đường côn bằng cư nhiên bị một cái yêu hùng tiểu thí hài chơi, còn không có một đám ong mật cấp bước tới rồi trong nước, thật là mất mặt a, không đúng, ném côn a. Nhưng là ngẫm lại cá trạch trung quy là côn bằng ấu thú, chỉ số thông minh cũng chỉ có thể nói là tiểu hài tử, trọng điểm là thiệp thế chưa thâm, hơn nữa vừa rồi những cái đó ong mật hắn cũng cảm giác được vô cùng cường đại quỷ dị. Cũng không trách hắn. Nửa ngày lúc sau Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, mang ta đi tìm kia đầu yêu hùng tiểu thí hài, hùng trời sinh hút mật ong, hắn nhất định khoảng cách nơi này không xa, ta tìm hắn tính sổ đi. Cá trạch là hắn tọa kỵ, bị một đầu hùng cấp chơi, đây cũng là đánh hắn cái này chủ nhân mặt, nuốt không dưới khẩu khí này. Tiểu hồng hoang quỷ dị làm Dương Nghị Vân rất cẩn thận, nhưng là điểm này với hắn mà nói, cẩn thận là tiểu hồng hoang không biết hoàn cảnh cùng những cái đó hồng hoang cự thú hạng người. Đối với tu luyện sinh linh hắn ngược lại không thế nào để ý, ở cường đại tu luyện sinh linh hắn luôn là có trí tuệ, thường thường trí tuệ sinh linh đều là tu luyện đắc đạo, có tu luyện liền có sơ hở, hắn chính là không phải vô địch tồn tại. Trêu chọc cá trạch yêu hùng tiểu thí hài ở Dương Nghị Vân trong mắt chính là như vậy, dựa theo cá trạch cái này đồ tham ăn nói, hẳn là cũng không phải cái loại này vô địch tồn tại. Một khi đã như vậy, khi dễ cá trạch cái này đồ tham ăn, kia hắn cái này chủ nhân liền đi đòi lại tới hảo. Cái này địa phương rất lớn, chỉ cần một cái ao hồ nhìn ra liền có vài cây số đường kính, bất qua tổng thể nhìn qua tựa hồ là hình tròn, dù sao bốn phía nơi xa đều là ba mặt núi vây quanh. Mà ao hồ hạ du nhìn như từ hắn tiến vào thời điểm rừng rậm mà đi, đến nỗi thượng du ngọn nguồn nơi, cá trạch nói ở sơn thể nơi nào, còn có mấy ngàn mễ cao thác nước, hắn đụng tới yêu hùng tiểu thí hải chính là tại hạ du, ở thượng du thác nước sau lưng cái thác nước hang động đi vào lúc sau là một cái khác thế giới. Bất quá hắn chưa tiến vào bao sâu, lại yêu hùng tiểu thí hài đi vào trộm mật ong.
hiện tại mang theo Dương Nghị Vân hướng về ao hồ hạ du đi tìm yêu hùng tiểu thí hài. Chủ nhân ta chính là ở chỗ này đụng tới cái kia tiểu thí hài cá trạch mang theo Dương Nghị Vân đi tới một cây đại thụ hạ nói. Ngươi cũng là tiểu thí hài Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt nói thầm một tiếng, ánh mắt lại là ở mọi nơi đánh giá, dựa theo hắn phỏng đoán, kia đầu yêu hùng hẳn là liền tại đây vùng, cẩn thận tìm xem hẳn là có thể tìm được. Hắn tại chỗ vận chuyển nổi lên càn khôn chi mắt, bắt đầu tìm kiếm. Vài phút, hắn càn khôn chi mắt bị một gốc cây phi thường cổ xưa che trời đại thụ chặn, căn bản là thấy không rõ lắm đại thụ diện mạo, tựa hồ có một cổ ngũ hành lực lượng bao phủ ở trên đại thụ. Tức khắc Dương Nghị Vân dừng lại nói, cùng ta tới, hẳn là tìm được rồi. Dứt lời cùng cá trạch nghĩ kia một gốc cây che trời đại thụ mà đi. Nói là đại thụ là bởi vì rất lớn, mơ hồ chung có thể nhìn đến đại khái, một gốc cây thụ tựa hồ bao phủ phạm vi vài trăm thước. Cũng không biết đường kính có bao nhiêu đại. Nếu vùng này là yêu hùng lui tới nơi, như vậy này cây đại thụ phụ cận tẫn có khả năng là yêu hùng hang ổ. Dương Nghị Vân cùng cá trạch đi vào đại thụ thời điểm, rốt cuộc thấy rõ ràng nguyên trạng, dùng càn khôn chi mắt thấy đi mông lung đại thụ, lúc này tới gần lúc sau mắt thường nhìn lại ngược lại có thể thấy rõ ràng. Đích xác đây là một gốc cây đại thụ mộc, cành lá tốt tươi nhảy vào tận trời. Hơn nữa là nào đó cây ăn quả loại hình, mặt trên có một loại đỏ rực trái cây, như là nhất xuyến xuyến thật lớn quả nho, mỗi một viên đều có nắm tay như vậy đại. Quả vị thực thanh hương. Đích xác diện tích che phủ có cách viên vài trăm thước, như là một phen căng ra cự dù. Thật lớn một thân cây. Cá trạch nhịn không được cảm thán, nhưng là tiếp theo câu nói thẳng, giống như trái cây. Nói chuyện đồ tham ăn bản chất nguyên hình tất lộ, một cái bơi lội lại là đã xông lên ngọn cây. Xôn xao. Trong chốc lát cá trạch trong miệng ngậm một chuỗi đỏ rực mê người trái cây xuống dưới. Chủ nhân, ăn, rất thơm ngọt, có năng lượng. Người cái đồ tham ăn, có thể ăn được hay không liền ăn. Dương Nghị Vân thực vô ngữ cười mắng cá trạch, thứ này thật sự là không cứu, từ tiến vào tiểu hồng hoang sau, liền hoàn toàn hóa thân đồ tham ăn. Nhìn đến cái gì đều ăn. Tuy rằng mắng, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận cá trạch đưa qua trái cây, tháo xuống một viên cắn một ngụm. Đích xác rất thơm ngọt, vào miệng là tan, đầy miệng sinh tân. Một cổ chất chứa năng lượng cũng ở trong cơ thể phát ra mở ra. Cứ việc hắn mắng cá trạch không thể ăn bậy đồ vật, nhưng lại biết, điểm này phân biệt năng lực cá trạch vẫn phải có, tốt xấu là côn bằng, nếu là điểm này phân biệt năng lực đều không có, côn bằng chi danh liền hư danh. Hơn nữa hắn cảm giác chung này đó trái cây cũng không có gì vấn đề. Đúng như cá trạch lời nói, mỗi một viên trái cây chung ẩn chứa năng lượng, hơn nữa là cao hơn tiên nguyên lực năng lượng, nhưng lại phi thường cuồng bạo. Hắn nghĩ này hẳn là hồng hoang chi lực, cổ xưa tiểu hồng hoang chung ra đời vạn vật sinh linh, cùng ngoại giới thật là có chút khác nhau. Nhưng là có thể chung cuồng bạo năng lượng đã có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Bất luận cái gì lực lượng đều có thuộc tính phân biệt, tiên nguyên lực nói tóm lại là tương đối ôn hòa, nhưng bực này trái cây chung tràn ngập cuồng bạo chi lực, bá đạo cương mãnh, cùng tiên nguyên lực có xung đột. Dương Nghị Vân một ngụm ăn xong năng lượng ở trong cơ thể nổ tung, hắn sắc mặt biến đổi, nhưng lại cũng không kinh hoàng, trong lòng vừa động vận chuyển nổi lên càn khôn trong ngoài công. Với hắn mà nói, thần đạo công pháp chính là so với bất luận cái gì tiên nhân đều cường đại ưu thế, chỉ cần là tiên giới thiên địa trong vòng tồn tại lực lượng, lý luận đi lên nói, hắn đều có thể thông qua càn khôn trong ngoài công cấp luyện hóa chuyển hóa thành chính mình trong cơ thể có thể khống chế thần đạo chi lực. Lần nào cũng đúng. Lúc trước ngay cả ma khí hắn đều có thể luyện hóa. Một cái trái cây nội chất chứa hồng hoang chi lực tự nhiên không nói chơi. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt liền luyện hóa này viên trái cây nội cuồng bạo năng lượng. Đang xem đồ tham ăn cá trạch, trong lòng ngực ôm một chuỗi dài đỏ rực trái cây, răng rắc một ngụm một cái, ăn vô cùng thơm ngọt, nhìn ra được tới trái cây chung chất chứa cuồng bạo năng lượng đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Ngẫm lại cũng là... Thứ này là côn bằng, vốn chính là phi thường cổ xưa cường đại tồn tại, nhân gia tổ tiên sớm tại khai thiên tích địa phía trước liền tồn tại, lúc ấy thế gian lực lượng tự nhiên so hiện tại bá đạo nhiều. Điểm này điểm cuồng bạo chi lực, đối cá trạch tới nói một bữa ăn sáng. Một người một thú cảm thụ trái cây mang đến mỹ vị hết sức, ngay sau đó lại là từ trên cây truyền đến một cái phẫn nộ thanh âm nói, các ngươi hai cái tặc a, ăn vụng ta địa tinh quả, có xấu hổ hay không, ai cho các ngươi lá gan ăn vụng. Chất vấn, tức giận. Dương Nghị Vân cùng cá trạch ngay sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại.
cũng không chỉ có sắc mặt biến đổi. Thanh âm này nghe tới liền ở bọn họ đỉnh đầu trên ngọn cây, có thể nói rất gần khoảng cách, nhưng lại bọn họ lại không có chút nào phát hiện. Cao thủ! Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm một câu. Ngay sau đó xuyên thấu qua ngọn cây nhìn lại, mơ hồ chung ở mấy chục mét trên ngọn cây thấy được có một mạt đỏ thắm xuất hiện. Không hề nghi ngờ, tựa hồ là nào đó sinh linh ở trên ngọn cây. Hắn trong lòng dám nghĩ như vậy, bên người cá trạch lại là kêu lớn lên, toàn thân hơi thở tăng nhiều mắng nói, tiểu thí hải ngươi gạt ta, cho ta xuống dưới. Nói xong lại đối Dương Nghị Vân nói, chủ nhân chính là hắn, chính là cái kia tiểu thí hải, yêu hùng dã hùng chính là hắn gạt ta. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt toàn thân căng chặt lên, tùy thời đề phòng ra tay, thực hiển nhiên cá trạch trong miệng yêu hùng tiểu thí hải, tuyệt đối không phải thiện tra. Như vậy tiến khoảng cách, hắn cư nhiên không hề có phát hiện bất luận cái gì hơi thở. Cũng biết bọn họ tìm đúng rồi địa phương, này đầu yêu hùng quả nhiên xuất hiện ở chỗ này, hoặc là nói này cây thật lớn che trời đại thụ chính là này đầu yêu hùng xào huyệt. Ăn hắn mấy viên trái cây đã bị kêu thành tặc, làm Dương Nghị Vân có chút buồn cười. Đích xác nghe tới trên cây truyền đến thanh âm là cái tiểu hài tử thanh âm. Nhưng hắn cũng biết có thể xuất hiện ở tiểu hồng hoang sinh linh, đặc biệt là cái gì tiểu hài tử. Phàm là tu luyện sinh linh đều không thể tướng mạo xem. Bá bá bá. Ngọn cây một trận động tĩnh, lại là một đạo đỏ thắm từ ngọn cây bay ra. Cái này Dương Nghị Vân thấy rõ ràng. Một đầu toàn thân đỏ bừng lông tóc, đôi mắt đen nhánh linh động, sau lưng sinh có một đôi cánh chim gấu trúc, thật là hùng, phì đô đô tròn vo hàm hậu bộ dáng, từ trên cây xuống dưới. Rồi sau đó rơi trên mặt đất, hồng quang chợt lóe hóa thành một cái tiểu hài tử. 10 tuổi tả hữu bộ dáng, đi chân trần, ăn mặc một bộ khôi giáp, đầy đầu màu đỏ tóc rất dài, rối tung trên vai, cái đầu không cao, cũng chính là 1m2. Cứ việc hóa thành hình người, nhưng như cú phỉ đô đô, nhìn qua lại là thực đáng yêu, làm nhân sinh không ra định ý tới. Đương nhiên Dương Nghị Vân cũng không có ở cái này tiểu hài tử trên người cảm nhận được cái gì định ý, cái này làm cho hắn nhiều ít có điểm yên tâm, bất quá như cũng không có lơi lỏng cảnh giác. Từ cái này tiểu hài tử trên người hắn cảm nhận được chính là bàng bạc yêu khí, phi thường cường đại, ít nhất cũng có thể so với tiên tôn đại viên mãn hơi thở. Nhìn qua thật là cái tiểu thí hài, phì đô đô có chút phát manh, có vài phần đáng yêu. Giờ phút này cái này tiểu thí hài từ trên cây xuống dưới rừng ở Dương Nghị Vân cùng cá trạch 10 mét ngoại, hầm hừ nói, người này đại trùng nhưng đừng nói bậy a, là chính ngươi trốn chạy, ta nhưng không nói lỡ. Lúc ấy nói tốt chờ ta bắt được mật ong liền phân ngươi một nửa, nhưng ta ra tới thời điểm, ngươi đã không thấy tăm hơi bóng dáng, trách ta a. Còn có a, các ngươi không trải qua đồng ý ăn vụng ta địa tinh quả, quả thực chính là tặc, không cho ta một cái cách nói, hôm nay ta ăn các ngươi còn có a, nói cho các ngươi hai cái đầu nhà quê, bản tôn cũng không phải là cái gì yêu hùng, bản tôn chính là thế gian độc nhất vô nhị phi thiên chi hùng, phi hùng, thiên địa dị chủng hiểu sao? Nói nửa ngày còn không phải hùng. Ngươi cái tiểu thí hài cưỡng từ đoạt lý, ta bị che trời lấp đất ong mật truy không chạy chờ chết a, tóm lại chính là ngươi hố a, lấy ra mật ong tới, nếu không hôm nay ta cũng cùng ngươi không để yên. Cá trạch hiển nhiên ở miệng chiếm không đến tiện nghi, nhưng cũng uy hát yêu ta phi hùng, không chút nào yếu thế. Dương Nghị Vân đứng ở một bên, hắn nhìn cá trạch cùng tiểu thí hài đấu võ mồm, tức khắc cười khổ không được, đây là hai cái tiểu thí hài chi gian đấu võ mồm. Bất quá hắn nghe này đầu yêu hùng tự xưng cái gì thiên địa dị thú phi thiên chi hùng, nhưng thật ra cảm giác có điểm ý tứ. Đích xác nhìn qua là hùng bộ dáng, nhưng lại toàn thể sinh trưởng hồng ti lông tóc, hơn nữa trên lưng có một đôi cánh chim, như vậy hùng tộc hắn lần đầu tiên thấy. Có lẽ thật đúng là cái gì thiên địa dị chủng. Hóa thành tiểu thí hài bộ dáng, nhìn manh manh đát, nhưng Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được cái này tiểu thí hài trong cơ thể ẩn chứa cường đại năng lượng, cũng tuyệt đối không phải là cái gì thiện tra. Cá trạch đi bắt lấy hắn, đấu võ mồm ngươi không phải đối thủ. Dương Nghị Vân đôi tay ôm vào trong ngực, cấp cá trạch hạ lệnh, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút này đầu tiểu phi hùng có cái gì năng lực. Dù sao đi, có sinh mệnh chi thủy không cần là sóng to phí. Này đầu tiểu phi hùng chào trở về, sửa lại cấp tiểu sư tỷ tiên thú viện bổ khuyết chỗ trống. Làm cá trạch ra tay, là thử, cũng là đối cá trạch khảo nghiệm. Nếu là cá trạch đường đường côn bằng đều trị không được một đầu phi hùng tiểu thí hài, Dương Nghị Vân liền phải suy xét muốn hay không đem cá trạch một nồi cấp đốn. Lần trước giao trì một trận chiến, thả có thể tha thứ cá trạch nuốt một đầu huyền quy không tiêu hóa lực lượng, nhưng là hiện tại sao?
Cá Trạch chính mình đều nói huyền quy vừa mới tiêu hóa, tiến vào tiểu hồng hoang cũng mở ra đồ tham ăn hình thức, không biết ăn nhiều ít dã vật, bổ sung năng lượng, nói như vậy cũng không nên cho hắn mất mặt đi. Còn nữa cá trạch tuy rằng là côn bằng, nhưng côn bằng cường đại sức chiến đấu cũng không phải sinh ra đã có sẵn đi. Cường giả đều yêu cầu rèn luyện không phải. Vậy từ này đầu hùng bắt đầu đi. Mặc kệ nói như thế nào này đầu hùng cũng không có đạt tới thông ngộ cấp bậc, điểm này hắn có thể cảm thụ được đến, tiên tôn đại viên mãn hơi thở, nhìn như cường đại, nhưng cá trạch cũng không nên ăn chay. Hơn nữa hắn cái này chủ nhân, trước đó không lâu cũng tiến giai một bước. Tu vi đạt tới tiên đế đại viên mãn đỉnh, kém một bước chính là tiên tôn chi cảnh. Sao chỉ một trận chiến, hắn còn có thể lấy tiên đế trung kỳ tu vi cùng thông ngộ nhất trọng thiên hoa sen tiên mẫu một trận chiến, tuy rằng toàn bộ hành trình hắn bị hoa sen tiên mẫu áp chế, thực thảm thiết, khá vậy chung quy qua mấy chiêu. Hiện tại hắn tu vi đạt tới tiên đế đại đỉnh, ở một bên áp trận, tin tưởng hơn nữa cá trạch áp đảo này đầu yêu hùng tiểu thí hài vẫn là không thành vấn đề. Chỉ cần không phải thông ngộ cấp bậc cường giả, hắn cùng cá trạch phối hợp dưới, luôn là có thể đấu một trận. Cũng là cố ý rèn luyện một chút cá trạch sức chiến đấu. Cường đại sức chiến đấu, hắn vĩnh viễn tin tưởng đều là ở chiến đấu chém giết chung rèn luyện ra tới, nếu không không đi rèn luyện, liền tính là thế gian độc nhất vô nhị côn bằng, kia cũng là phế tài. Thu được, cá trạch trong xương cốt khí phách cùng ngạo khí kỳ thật là trời sinh. Bất luận cái gì dị thú thần thú ở nó trong lòng đều không đáng giá nhắc tới. Đối Dương Nghị Vân mệnh lệnh, lần này không chút do dự thanh âm. Cá trạch muốn đem cái này hố hắn một phen yêu hùng tấu nằm sấp xuống, cho hắn biết biết cái gì mới là vương giả. Này đầu đáng chết hùng, cư nhiên kêu nó là đại trùng. Đôi mắt hạt a, nhận không ra ta là côn bằng sao? Ai nha như thế nào tích, còn tưởng cùng bản tôn động thủ, bản tôn đường đường phi thiên hùng. Thiên địa dị thú tồn tại, ngươi một cái đại trùng. Còn có ngươi, gì ngươi cư nhiên là nhân loại. Phi hùng lời nói đến cuối cùng, rốt cuộc ánh mắt dừng ở Dương Nghị Vân trên người, ngay từ đầu căn bản là không đem Dương Nghị Vân trở thành một mâm đồ ăn, bởi vì hơi thở không cường đại, hiện tại vừa thấy, Dương Nghị Vân cư nhiên là cá nhân tộc. Là nhân loại làm sao vậy? Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt. Hắc hắc, nhân loại đều xảo trá vô sỉ, không một cái thứ tốt. Tiểu tử ngươi thoạt nhìn cũng là đầy mình ý nghĩ xấu cái loại này, cùng bên kia nữ nhân kia giống nhau hư, vừa lúc, bản tôn còn không có ăn qua thịt người, hôm nay liền thường thường ngươi hương vị phi hùng hóa thành tiểu thí hài, nhìn Dương Nghị Vân đôi mắt tỏa ánh sáng, cầm lòng không đậu liêu ta đầu lưỡi. Một màn này xem ở Dương Nghị Vân trong mắt, thật sự là vừa buồn cười lại tức. Mang theo nghiền ngẫm nói, hành, ngươi có thể thử xem, ta ăn ngon không, liền xem ngươi có bản lĩnh hay không ăn ta. Hừ, bản tôn trong mắt ngươi hai đều là sâu lông tiểu thí hài khinh thường. Cá trạch a, ngươi nghe được đi, nên làm như thế nào, không cần ta nói đi, ngươi cư nhiên trong mắt hắn là trùng, ha ha, nếu không ngươi cho hắn được thêm kiến thức, đừng thất thần. Dương Nghị Vân cười khanh khách đối cá trạch nói. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm cái này tiểu cẩu hùng, nằm sấp xuống kêu đại gia. Cá trạch cũng phát hỏa, đường đường côn bằng bị kêu thành đại trùng, có thể không khí. Bất quá. Này cũng không trách phi hùng, bởi vì côn bằng tuyệt tích vô số năm tháng, ai có thể nghĩ đến đương kim thời đại sẽ lại lần nữa xuất hiện một đầu côn bằng. Tiểu phi hùng không quen biết bình thường. Trang tiếp tục trang, phi hùng ra ra ta nhìn, các ngươi một cái trùng một người, có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Tiểu phi hùng căn bản là khinh thường nhìn lại. Hảo, đại gia ta khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi cái cẩu hùng ở đại gia trong mắt trùng đều không tính là cá trạch rốt cuộc bạo phát. Dứt lời. Hướng về phía phi hùng tiểu thí hài gầm lên giận dữ mà ra, hồng. Ngay sau đó thân hình ở thất thải quang mang chung đón gió đại trướng, sau lưng bốn đối cánh chim đồng thời mở ra, toàn thân mỗi một mảnh lân giáp thượng khắc văn đại tác phẩm, lại là lưu chuyển ở quanh thân. Khoảnh khắc chi gian cá trạch hóa thân thành hơn 30 mễ trường. Dương Nghị Vân nhìn cá trạch thân thể đại tác phẩm mấy lần, liên tiếp hắc tuyến nói thầm nói, ngu xuẩn a, nơi này tất cả đều là che trời cổ thụ. Hóa thành lớn như vậy thân hình, thi triển mở ra sao? Người đây là cho người ta đương sống tử a, như thế nào không hóa thân cây số đâu? Ách chủ nhân ta sai rồi. Cá trạch nghe được Dương Nghị Vân mắng, ngay sau đó toàn thân bảy màu vầng sáng lập lòe, ngay lập tức lại thu nhỏ lại tới rồi sáu mễ thân hình. Nhưng lại bốn đối cánh chim cùng toàn thân khắc văn như cũ ở lập lòe, đỉnh đầu một sừng càng là vô cùng lộng lẫy chói mắt. Một cổ minh mông dày nặng hơi thở thuộc về côn bằng độc hữu hơi thở, tràn ngập ở bốn phía thiên địa.
Nói thật Dương Nghị Vân đều cảm giác được ở cá trạch phát ra này của uy áp hơi thở hạ, trong lòng hốt hoảng, có chút trầm trọng áp lực. Vận chuyển càn khôn trong ngoài công lúc sau mới thoáng hảo một ít, hắn nhảy dựng lên, bay vọt tới rồi trên ngọn cây, chờ xem diễn. Mà đương cá trạch bày ra ra côn bằng phong thái lúc sau, phi hùng tiểu thí hài lại là sắc mặt rốt cuộc từ khinh thường một cố biến thành ngưng trọng bộ dáng. Ánh mắt có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm 10 mét ở ngoài cá trạch, nuốt nuốt nước miếng nói, ngươi thoạt nhìn không phải đại trùng, ngươi ra sao chủng tộc. Ở phi hùng tiểu thí hài cảm thụ chung, hắn cảm nhận được cá trạch trên người phát ra uy áp hơi thở thực trầm trọng, cư nhiên làm hắn từ đáy lòng có chút e ngại, có loại muốn cúng bái xúc động. Nhìn chằm chằm cá trạch nhịn không được đặt câu hỏi. Hừ, đợi lát nữa tự nhiên sẽ làm ngươi biết, đại gia ta là cỡ nào chủng tộc. Hồng, cá trạch bỗng nhiên thét dài trực tiếp nhằm phía phi hùng tiểu thí hài. Giống, có lẽ là cảm nhận được cá trạch không giống bình thường, tiểu thí hài không chút do dự ở gầm lên giận dữ trung hóa thành bản thể, hóa thành một con trâu con bê lớn nhỏ, toàn thân lông tóc đỏ thắm, bối sinh hai cánh phi hùng, lại cũng hướng về phía cá trạch đón đi lên. Nháy mắt ở Dương Nghị Vân trong mắt một hùng một côn bằng chiến tới rồi cùng nhau. Phi hùng đừng nhìn phì đô đô, nhưng sau lưng màu đỏ cánh chim chấp động dưới cư nhiên kéo không gian dao động, tốc độ chút nào không chậm, linh hoạt như là tinh linh giống nhau, đón nhận cá trạch một móng vuốt trực tiếp đối với cá trạch chụp qua đi. Mà cá trạch cũng không phải ăn chay, toàn thân khắc văn bùng nổ, Dương Nghị Vân thấy rõ lưu động hướng về phía nó đỉnh đầu một sừng, tức khắc một sừng một đạo ngón cái phẩm chất bảy màu cột sáng. Như là tia chớp giống nhau trực tiếp va chạm phi hùng một chảo. Ầm vang, một kích chạm vào nhau. Ngay sau đó cá trạch toàn thân đại chấn, phi hùng cũng không chịu nổi, một cái kỷ linh, hai người tách ra, ngay sau đó nhằm phía chân trời mà đi. Giống giống, người này đại trùng hảo sinh đáng giận, xem bản tôn ăn ngươi. Phi hùng xông lên phía chân trời, đối với cá trạch mắng, lại là ở tức giận chung, toàn thân đỏ thắm đại tác phẩm, thân thể cư nhiên cũng biến đại lên. Ngay lập tức chi gian hóa thành một tôn trăm mét thật lớn phi thiên chi hùng, sau lưng cánh chim chớp động dưới, toàn bộ thiên địa phong vân đều ở đại động. Khí thế thượng nhìn lại, rất là cường đại. Ai nha cùng ta so lớn nhỏ, mới vừa rồi thân hình 30 mét, lại thu nhỏ, đó là dưới mặt đất thi triển không khai mà thôi, hảo hảo hảo, đại gia khiến cho ngươi cái tiểu thí hài nhìn xem cái gì là lớn nhỏ. Cá trạch nhìn đến phi hùng hóa thân trăm mét thật lớn, tức khắc mừng rỡ lên. Trong thiên hạ luận hóa thân lớn nhỏ, côn bằng sợ quá ai. Cá trạch coi rẻ phi hùng, dứt lời lúc sau, toàn thân thất thải quang mang đại tác phẩm, ngay lập tức chi gian thân hình đón gió mà trường. Nháy mắt cá trạch hóa thân thành thân hình tiến vạn mét quái vật khổng lồ, huyền phù ở phía chân trời, coi rẻ phi hùng. Này, ngươi, phi hùng tuy rằng là một trương hùng mặt, nhưng lại là phi thường nhân tính hóa, một đôi đen nhánh mắt to chừng lão đại, há to miệng. Nhìn che đậy phía chân trời cá trạch, lại là nói không ra lời. Ầm vang. Ngay trong nháy mắt này cá trạch thật lớn cánh chim chợt lóe, trực tiếp đem có chút mộng bức phi hùng cấp chụp bay đi ra ngoài. Tốt xấu phi hùng cũng là trăm mét thật lớn thân hình, giờ phút này lại là bị cá trạch một chút chụp phi, trực tiếp liền biến mất ở trong tầm mắt. Giống như là một cái bụi bặm bị cự điêu một cánh chim phiến phi giống nhau. Dương Nghị Vân tại hạ phương trên ngọn cây cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nghĩ tới cá trạch tiêu hóa rất huyền quy lúc sau sẽ cường đại, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy cường đại, phi hùng hơi thở ít nói cũng là tiên tôn đại viên mãn, liền như vậy một chút bị phiến phi, không thấy bóng dáng. Đương nhiên nhìn qua tựa hồ cũng là phi hùng kinh ngạc cá trạch thật lớn thân hình, do đó không có gì phòng bị nguyên nhân, cũng mặc kệ nói như thế nào, cá trạch cuối cùng là cường thế một phen, đáng giá cao hứng. Hơn nữa thoạt nhìn, cá trạch lần này tiểu hồng hoang hành trình, thật đúng là có điểm cơ duyên. Phía trước ăn như vậy một hồi, đánh giá đối nó có không ít chỗ tốt. Nếu không liền tính là phi hùng lại như thế nào đại ý, cũng không có khả năng một chút đừng cá trạch làm bay ra đi. Bất quá hắn biết sự tình không nhất định sẽ thuận lợi vậy, mặc kệ nói như thế nào phi hùng cái kia tiểu thí hài trung quy là có thể so với đại tiên tôn hồng hoang dị chủng. Giống. Quả nhiên. Dương Nghị Vân trong lòng mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, phía chân trời gầm lên giận dữ vang lên. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, lại là phi hùng như là một đạo thiêu đốt ngọn lửa giống nhau bay nhanh vào tới, thẳng đến cá trạch mà đi. Hồng. Mà lúc này cá trạch tựa hồ tin tưởng tăng nhiều, hơn nữa mở ra vô địch hình thức. Cũng là thét dài một tiếng, chớp động cánh chim, đối với phi hùng nghênh chiến mà thượng. Giống.
Trong nháy mắt Phi Hùng tới rồi khoảng cách cá trạch vài trăm thước trong vòng thời điểm, bỗng nhiên gầm lên giận dữ vang lên, Dương Nghị Vân lại là thấy được Phi Hùng thét dài giống giận chung, cư nhiên xuất hiện từng vòng màu đỏ quang hoàn giống nhau đồ vật, trực tiếp công kích hướng cá trạch. Cá trạch cũng không sợ, thét dài chung toàn thân khắc văn lưu chuyển lập lòe, lần thứ hai hội tụ hướng về phía đỉnh đầu một sừng. Lúc này đây Dương Nghị Vân phát hiện cá trạch đỉnh đầu một sừng cùng lúc trước bất đồng, bảy màu vầng sáng càng thêm mãnh liệt. Ở phía chân trời phía trên quả thực như là hóa thành một cái thật lớn thái dương, chói mắt trình độ làm hắn đều không mở ra được hai mắt. Có bao nhiêu đại đâu? Lớn đến Dương Nghị Vân nhìn ra ước chừng có mấy trăm mễ đường kính. Cá trạch một sừng hiển nhiên là hội tụ toàn thân năng lượng. Khí thế thượng cá trạch một sừng thượng hội tụ khắc văn năng lượng hình thành một cái thật lớn hình cầu, sở phát ra uy áp làm hắn đều cảm nhận được không giống bình thường, có như vậy một tia tim đập nhanh xuất hiện, phía chân trời phong vân hội tụ. Như là muốn trời sụp đất nứt giống nhau, rất là khủng bố cảnh tượng. Lại đi xem Phi Hùng trong miệng thốt ra một cái tiếp theo một cái vòng sáng cũng chấn động không gian, làm không gian đều có chút vặn vẹo khởi. Ầm ầm ầm, hai người công kích rốt cuộc bùng nổ. Dương Nghị Vân mắt thường đều thấy không rõ lắm, vận chuyển nổi lên càn khôn chi mắt thấy đi, lại là thấy được cá trạch đỉnh đầu một sừng thượng hội tụ thật lớn bảy màu hình cầu rốt cuộc bùng nổ, hóa thành một đạo đường kính trăm mét thô tráng. Giống như laser pháo giống nhau tâm thái, vèo một chút đối với Phi Hùng mà đi. Mà bay Hùng trong miệng thốt ra đỏ thắm vòng sáng cư nhiên cũng không giống bình thường. Hai người đều bày ra ra thiên phú thần thông. Liền xem ai càng cường. Vốn dĩ Dương Nghị Vân xem qua đi, hẳn là cá trạch có áp đảo thức ưu thế, nhưng mà đương cá trạch công kích cái Phi Hùng vòng sáng công kích va chạm ở bên nhau thời điểm, lại là trong lòng thở dài. Ai? Lại là nhìn đến cá trạch phát ra kia thật lớn quang cầu thể, cư nhiên bị Phi Hùng vòng sáng cấp bộ đi lên, lúc sau Phi Hùng vòng sáng thần thông giống như là một cây dây thường giống nhau muốn đem cá trạch bảy màu quang cầu cấp ngạnh sinh sinh ngăn cách giống nhau bắt đầu. Rốt cuộc ở một tiếng kinh thiên động địa ầm vang chung, cá trạch bảy màu quang cầu nháy mắt nổ tung, chợt vừa thấy là bị Phi Hùng vòng sáng cấp ngạnh sinh sinh lạc bảo. Làm cho cả phía chân trời đều rung chuyển nháy mắt hình thành che trời bảy màu đám mây. Bất quá phi hành đỏ thắm vòng sáng cũng ngay sau đó tiêu tán. Nhìn qua này một kích, tựa hồ là Phi Hùng chiếm cứ thượng phong. Cho nên Dương Nghị Vân mới ở trong lòng thở dài tức. Nhưng mà, ngay sau đó theo một tiếng thét dài vang lên, lại là làm hắn mới thôi tinh thần chấn động. Hồng, là cá trạch thét dài. Một thân tràn ngập cường đại tự tin cùng uy áp, côn bằng uy áp không dung xâm phạm thét dài thanh. Hắn vội vàng nhìn lại. Ngay sau đó mở to hai mắt nhìn đồng thời, trong lòng cũng là nhìn không được một tiếng reo hò. Nguyên lai này không xem như chân chính sát chiêu ở chỗ này chờ a. Dương Nghị Vân ngoài miệng lầm bầm lầu bầu, trên mặt hiện lên ý cười. Hắn thấy được giờ phút này phía chân trời phía trên tuy rằng cá trạch một tiếng thét dài, năm đó hắn nhìn đến quá quen thuộc một màn xuất hiện. Là cá trạch thứ này năm đó phá trứng mà ra sau. Mượn thiên địa chi uy một ngụm cắn nuốt kim giáp huyền quy một màn trình diễn. Cá trạch thứ này cư nhiên chuẩn bị một ngụm nuốt xuất Phi Hùng. Năm đó cá trạch xuất thế có thiên địa dị tượng có lôi đình vạn quân chi thế, nương kia cổ thiên địa đại thế nuốt huyền quy, hôm nay tuy rằng không có lôi đình vạn quân thiên địa chi lực mượn dùng, nhưng lại có nó tự thân thiên phú hiệp trợ. Cái này thiên phú tự nhiên chính là vừa rồi cái kia bạo liệt cự vô bá bảy màu hình cầu. Tuy rằng nhìn qua bị Phi Hùng đỏ thắm vòng sáng cấp ngạnh sinh sinh lạc bạo, chính là bạo liệt sau bảy màu ánh sáng lại là khuếch tán mở ra, phiêu tán ở Phi Hùng bốn phía, cư nhiên hình thành vây quanh chi thế. Trọng điểm là Dương Nghị Vân thấy được từng đạo bảy màu mây mù chung có kim sắc khắc văn ở lưu chuyển, bực này khắc văn cảnh tượng đúng là cá trạch toàn thân mỗi một mảnh lân giáp thượng kia chở khắc văn. Đem chi Phi Hùng hoàn toàn vây quanh ở trong đó, tựa hồ hình thành nào đó cường đại vô cùng cấm chế lĩnh vực. Ngay sau đó Phi Hùng hoảng loạn giãy giụa, gầm rú, lại trước sau tránh thoát không khai bảy màu khắc văn hình thành mây mù vây quanh. Mà cá trạch kia quái vật khổng lồ giống nhau vạn mét thân hình bơi lội tới rồi Phi Hùng trước người, há mồm cơ hồ là lớn đến hắc động giống nhau thật lớn miệng rộng, một ngụm nuốt hướng về phía Phi Hùng. Giờ phút này Phi Hùng há có thể không sợ không kinh. Giống giống, mắt thấy liền phải bị cá trạch một ngụm nuốt rớt, Phi Hùng hoảng sợ hai mắt phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng. Dương Nghị Vân nhìn đến nơi này sau phản ứng lại đây, tức khắc trong lòng mừng rỡ, đương hắn còn không hy vọng Phi Hùng trở thành cá trạch điểm tâm. Tất cả đều là vầng sáng chợt lóe Dương mỗ nhân tận trời mà đi, trong miệng hô to, cá trạch miệng hạ lưu hùng.
vui đùa cái gì vậy, đáp ứng rồi tiểu sư tỷ phải cho Vân Môn Tiên Thú Viện tìm tiên thú, mà này đầu phi hùng mặc kệ là diện mạo vẫn là thực lực, kỳ thật đều có bán tương, tương đương với đại tiên tôn cấp bậc, cũng không thể làm cá trạch cấp một ngụm đạp hư. Trọng điểm là hôm nay hắn xem như kiến thức cá trạch cường đại thiên phú, thứ này thật đúng là cái gì đều có thể một ngụm nuốt. Kia quỷ dị bảy màu ánh sáng hình thành cường đại quang cầu cư nhiên nội loại đem nó toàn thân khắc văn đều cấp truyền đạt qua đi, mà khi thật không đơn giản. Côn bằng trên người khắc văn, há có thể là phàm vật. Này vẫn là cá trạch trưởng thành kỳ, hiện tại nó có thể nuốt đại tiên tôn cấp bậc hồng hoang dị chủng tồn tại, tương lai. Nuốt rớt thông ngộ cấp bậc tiên nhân có lẽ đều không nói chơi. Ngẫm lại liền sướng lên mây. Hôm nay thứ này mới xem như bày ra ra một đầu vũ nội côn bằng nên có phong thái. Dương Mẫu Nhân thực vừa lòng. La lên một tiếng lúc sau, đi tới phía chân trời phía trên, huyền phù ở cá trạch cùng phi hùng chi gian. Bị Dương Mẫu Nhân như vậy một kêu, cá trạch liền tính là không tình nguyện cũng chỉ có thể đình miệng. Nhưng như cũng bất mãn nói, chủ nhân ngươi khiến cho ta một ngụm nuốt này đầu yêu hùng tiểu thí hải đi, này tiểu thí hải miệng thật tiện, ta cho hắn biết biết cái gì là chân chính vũ nội bá chủ. Hắn một đầu hồng hoang dị chủng tính cái rắm. Dương Nghị Vân cười khổ nói, được rồi, này đầu hùng ta hữu dụng, ngươi đừng ồn ào. Nói xong Dương Nghị Vân nhìn bị cá trạch thần thông giam cầm trụ phi hùng, cười hắc hắc nói, tiểu phi hùng muốn sống sao? Ngẫm lại tưởng, cầu ngươi cứu ta, đừng đại. Vốn dĩ phi hùng còn muốn nói cá trạch là trùng chính là lời nói đến bên miệng vội vàng sửa lời nói, đừng làm cho nó ăn ta a, ô ô. Lại là trực tiếp oa oa khóc lớn ra tới. Vừa rồi chính là đừng dọa không nhẹ, phi hùng rõ ràng cảm nhận được đối diện đại gia hỏa cường đại, thật sự có thể một ngụm nuốt hắn. Hảo, muốn sống liền há mồm đi. Dương Nghị Vân cười cười ngón tay tiêm xuất hiện một giọt sinh mệnh chi thủy. Phi hùng vẫn là thực cảnh giác, nhìn đến Dương Nghị Vân ngón tay tiêm xuất hiện một giọt xanh biếc vô cùng giọt nước, tức khắc không khóc, cảnh giác nói, ngươi, muốn làm sao? Đừng vô nghĩa há mồm, đây là ta cho ngươi cơ duyên, lại rong dài, ta sửa chủ ý. Cá trạch ăn hắn Dương Mẫu Nhân thực vô sỉ uy hát yêu ta. Đừng, ta há mồm. Phi hùng bị dọa một cái, vội vàng mở ra miệng. Dương Mẫu Nhân ngón tay bắn ra, một giọt sinh mệnh chi thủy nháy mắt tiến vào phi hùng miệng rộng, rồi sau đó hắc hắc nở nụ cười. Sinh mệnh chi thủy trước nay liền không làm Dương Nghị Vân thất vọng quá. Một giọt sinh mệnh chi thủy cấp phi hùng ăn vào, này đầu hồng hoang dị chủng phi hùng liền thần phục, không thần phục cũng không được. Dương Mẫu Nhân dẫn động sinh mệnh chi thủy, phi hùng đương trường liền túng. Phục không có. Phi hùng nơi đại thụ hạ, Dương Mẫu Nhân nhàn nhạt mở miệng, nhìn quỳ dạp trên mặt đất như là chết cẩu giống nhau phi hùng hỏi. Phục không có, hóa thân 3 mét côn bằng ngồi xổm Dương Mẫu Nhân bên người cáo mượn oai hùng. Phục phi hùng hữu khí vô lực trả lời. Hẳn là kêu ta cái gì? Dương Mẫu Nhân liệt miệng cười hỏi. Chủ nhân phi hùng vội vàng trả lời. Hảo, đứng lên đi, biết quy củ liền hảo. Dương Nghị Vân đối phi hùng thái độ hiện tại vừa lòng. Ngay sau đó phi hùng toàn thân hồng quang chợt lóe, lại biến trở về nguyên lai thoạt nhìn phì đô đô nhà kho nhỏ, chẳng qua duy độc một đôi quay tròn đảo quanh đôi mắt, phá hủy hắn vẻ mặt thiên chân bộ dáng, nếu không nhìn qua 10 tuổi tả hữu tuổi tác, manh manh cộc lốc chính là cái nhận người thích chủ nhân. Có thể là cái không biết tu luyện nhiều ít năm tháng lão yêu tinh. Có hay không tên? Dương Nghị Vân nhìn phi hùng hỏi. Hồi chủ nhân không có. Phi hùng lắc đầu trả lời. Vậy kêu tiểu thí hài đi. Vạn ác Dương Mẫu Nhân thuận miệng liền cấp nổi lên một cái tên, đương nhiên nghiêm túc nói, cấp phi hùng nổi lên một cái ngoại hiệu mà thôi. Ta không cần. Phi hùng không chút do dự lắc đầu. Cứ như vậy, phản đối không có hiệu quả, đã kêu ngươi tiểu thí hài. Dương Mẫu Nhân thực bá đạo không cho bất luận cái gì thương lượng đường sống. Lúc này một bên cá trạch nhếch miệng cười, mở miệng nói, ngươi thấy đủ đi, đại gia ta đường đường côn bằng đều kêu cá trạch, kêu ngươi tiểu thí hải dễ nghe nhiều, ha ha. Vẫn luôn đối chính mình tên canh cánh trong lòng cá trạch, nghe được Dương Mẫu Nhân cấp phi hùng khởi tên sau, nội tâm rốt cuộc cân bằng. Cảm giác thực sảng. Ta, phi hùng nga không, hiện tại hẳn là kêu tiểu thí hải, tức khắc thực nghẹn khuất, nhìn chừng mắt Dương Mẫu Nhân, miệng nghẹn lên, nước mắt ở mắt thấy đảo quanh chuyển. Không mang theo như vậy khi dễ hùng. Các ngươi liên hợp lại tấu ta một đốn còn chưa tính, đem ta mạnh mẽ thu phục cũng nhận, nhưng ta liền một cái tên cơ hội đều không cho. Khi dễ hùng a, nghẹn trở về, lại cho ta làm yêu tiểu tâm đánh gãy ngươi hùng chân.
Dương Mẫu Nhân không lưu tình chút nào hướng về phía Phi Hùng giống lên một câu, kỳ thật hắn biết rõ cái này tiểu mập mạp tiểu thí hài, nhìn như manh manh đát đáng yêu bề ngoài hạ, kỳ thật là một bụng khôn khéo, dù sao so cá trẻ cái này đồ tham ăn khôn khéo vài lần, lúc này lại bắt đầu trang đáng thương. Tốt, chủ nhân. Giây tiếp theo tiểu thí hài hốc mắt chung nước mắt vèo một chút biến mất, trên mặt biểu tình khôi phục như lúc ban đầu, ngoan ngoãn chạm hảo, vội vàng trả lời. Dương Mẫu Nhân trong lòng cười lạnh, thứ này quả nhiên tặc tinh, còn biết bên ngoài mặt manh manh đắt biểu tình, lừa gạt đồng tình tâm, may mắn anh em là người nọ, nếu là đổi cái nữ nhân tới, hôm nay nhất định bị hắn cấp lừa vựng không thể. Không được, đối cùng tiểu thí hài, quay đầu lại phải cho sư tỷ hảo hảo công đạo một chút, nhưng đừng về sau gặp phải chuyện gì tới. Thu phục một đầu đại tiên tôn cấp bậc tiểu thí hài Phi Thiên Hùng Dương Mẫu Nhân tâm tình vẫn là thực không tồi, đương nhiên lớn nhất công thần là cá trạch. Nếu không phải cá trạch kia quỷ dị trói buộc khắc văn đem tiểu thí hài gắt gao vây khốn không thể động đậy, hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng búng tay vung lên liền đem một giọt sinh mệnh chi thủy cấp tiểu thí hài ăn vào đi, do đó khống chế tiểu thí hài sinh tử, làm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Đối này, Dương Mẫu Nhân khó được khen trong lòng còn có oán niệm cá trạch nói, cá trạch a, lần này ngươi làm không tồi, đầu công, quay đầu lại cho ngươi khen thưởng, lần này một trận chiến ngươi bày ra ra côn bằng phong thái, về sau tiếp tục nỗ lực. Mặc kệ là người là yêu, đều thích bị người khen, cá trạch này chỉ tâm trí còn không thành thục côn bằng cũng không ngoại lệ, phía trước thiếu chút nữa liền phải một ngụm cắn nuốt Phi Hùng, bữa ăn ngon một đốn, nhưng bị chủ nhân Dương Nghị Vân ngạnh sinh sinh đánh gãy, cứ việc ngoài miệng không dám nói thêm cái gì, nhưng tâm lý vẫn là có chút khó chịu. Lúc này nghe được Dương Mẫu Nhân khen, tức khắc liền cao hứng, trong lòng về điểm này oán khí biến mất không còn một mảnh, cao hứng nói, chủ nhân yên tâm, về sau ta nhiều hơn nỗ lực, trợ giúp chủ nhân thu phục càng nhiều tiểu yêu hiệu lực. Thiết cấp điểm ánh mặt trời ra sán lạn khờ hóa một bên Phi Hùng sau khi nghe được, đối cá trạch thực khinh thường nói thầm, vẻ mặt ngươi chỉ số thông minh không ở tuyến biểu tình. Tiểu thí hài ngươi nói cái gì đâu, tìm đánh có phải hay không? Cá trạch tai mắt nhạy bén lập tức liền nổ tung chảo. Tiểu thí hài cổ co rụt lại, vội vàng cười nói, cá trạch lão đại không nên tức giận, ta là nói ngươi anh dũng thần võ, pháp lực thông thiên, ta về sau liền đi theo ngươi lăn lộn. Đối với cá trạch thân phận thật sự, tiểu thí hài hiện tại cũng rõ ràng, không nghĩ tới là côn bằng. Tốt xấu tiểu thí hài là hồng hoang dị chủng, có được cổ xưa truyền thừa ký ức, đối với trong truyền thuyết côn bằng, tự nhiên không xa lạ, chỉ là trước nay chưa thấy qua. Hiện tại đã biết cá trạch thân phận sau, tự nhiên không dám lỗ mãng. Hơn nữa phía trước thiếu chút nữa bị cá trạch một ngụm nuốt rớt, kia tử vong hương vị đến nay làm hắn tim đập nhanh, nếu không phải Dương Nghị Vân kêu đình, hắn biết chính mình liền thành côn bằng điểm tâm. Đối cá trạch thái độ, hạ thí hài là lại sợ lại hận. Hiện tại đều thành Dương Mẫu Nhân dưới tòa tiểu đệ, tiểu thí hài vẫn là dám cùng cá trạch đấu võ mồm, chỉ là không dám chính diện mà thôi. Cũng biết hắn mới vừa thần phục Dương Mẫu Nhân dưới tòa, tự nhiên cùng cá trạch địa vị vô pháp so, xem tình thế xem rất rõ ràng, cho nên tiểu thí hài lời này xem như biến tướng thừa nhận cá trạch lão đại địa vị, cho cá trạch cũng đủ hư vinh tâm. Quả nhiên này một phen lời nói ra tới, cá trạch tức khắc vui vẻ. Về sau hảo hảo nỗ lực, nhiều hơn giúp chủ nhân phân ưu, có cái gì không hiểu cứ việc hỏi ta. Cá trạch thực mau liền tiến vào lão đại nhân vật, trong lòng thực lâng lâng, đối với tiểu thí hài phân phó. Là, về sau ta nhất định sẽ nỗ lực giúp chủ nhân phân ưu, đương nhiên hết thảy đều sẽ lấy cá trạch lão đại là chủ. Tặc tinh tiểu thí hài miệng thượng nhanh nhẹn, là 10 cái cá trạch đều so không được. Dương Nghị Vân đem một màn này xem ở trong mắt, lại cũng chưa nói cái gì, nhận lấy tiểu đệ tùy tùng có cạnh tranh tâm, với hắn mà nói là chuyện tốt, theo bọn họ đi thôi, chỉ là trong lòng vì cá trạch bi ai, đánh giá bị tiểu thí hài bán đi còn muốn giúp đỡ đếm tiền. Cá trạch thực vừa lòng tiểu thí hài thái độ, rào rạt đắc ý nói, kia cái gì tiểu thí hài ngươi phía trước hố liền xóa bỏ toàn bộ, bất quá ta tốt xấu bị những cái đó ong mật lăn lộn một phen, tuy rằng không có gì trở ngại, nhưng cũng xuất lực, hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là đem những cái đó mật ong lấy ra tới cho ta? Không đúng, là cho ta cùng chủ nhân cùng nhau chia sẻ. Dương Nghị Vân phụt một chút bật cười, hắn âm thầm nói, xem ra cá trạch cũng không phải ngốc đến không cứu nông nỗi. Còn có thể biết muốn chỗ tốt, có điểm tiền đồ. Tiểu thí hài nghe cá trạch nói chuyện, khóe miệng vừa kéo trừ, bất quá ở cá trạch nhìn chăm chú hạ, vội vàng nói, hẳn là, cá trạch lão đại cùng chủ nhân sau đó, ta hiện tại liền đi lấy. Chảy xuống béo đô đô tiểu thí hài hồng quang chợt lóe biến mất ở tại chỗ,
Dương Nghị Vân lại là phát hiện hắn đưa vào đại thụ bên trong, liền biết này cây đại thụ trong vòng chính là tiểu thí hài ra. Mở miệng hướng về phía đại thụ nói, tiểu thí hài đem ngươi đồ vật thu thập một chút, về sau chúng ta sẽ rời đi tiểu hồng hoang. Nếu thu phục tiểu thí hài này đầu phi hùng, tự nhiên liền phải mang đi hắn, sẽ không làm hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Không một hồi tiểu thí hài từ đại thụ trung đi ra, đôi mắt có chút đỏ lên nói, chủ nhân chúng ta về sau muốn đi đâu nhi? Nói chuyện chung trong tay hắn một phen một cái đổ gỗ xuất hiện đưa qua đi nói, đây là phía trước mật ong, liền này một vải. Dương Nghị Vân không khách khí trực tiếp tiếp nhận đồ gỗ, hắn biết có thể bị tiểu thí hài nhớ thương mật ong tất nhiên không phải phàm vật. Một bên mở ra đồ gỗ cái nắp, một bên nói, yên tâm về sau ta mang ngươi đi vân môn, đó là chủ nhân ta tiên môn, có ngươi ăn không hết thứ tốt, đây là. Giờ phút này hắn mở ra đồ gỗ cái nắp, bên trong quả nhiên là mật ong, chính là mật ong hương vị làm hắn có phi thường quen thuộc khí vị. Trong đầu một chút liền nhớ tới, năm đó ở Lam Tâm Hoa Viên sự tình. Năm đó ở Lam Tâm Tiên Vương xây dựng Lam Tâm Hoa Viên cũng có mật ong, lại còn có mật ong chi tinh, cũng là ở nơi nào hắn được đến Lam Tâm Tiên Vương truyền thừa, một tấc vuông càn khôn. Càng là cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cùng chín cánh ong chúa, cửu nhi tỷ tỷ kết bạn. Nhưng mà hiện tại, hắn mở ra đồ gỗ cái nắp, hỏi bên trong mật ong khí vị sau, lại là cùng năm đó ở Lam Tâm Tiên Vương được đến mật ong giống nhau như đúc khí vị. Hắn một chút nghĩ tới ong tiên cửu nhi. Bởi vì mật ong hương vị thật sự quá quen thuộc, tiên giới to lớn ong mật không ít, mật ong tự nhiên phồn đa, nhưng khí vị giống nhau mật ong, đó là hiếm thấy, sử dụng ong mật sản xuất mật ong, mỗi người đều có độc đáo bí pháp, hơn nữa bực này cơ hồ là thiên địa linh bảo mật ong, Dương Nghị Vân tin tưởng rất ít có người có thể sản xuất ra tới. Chỉ có thân là ong tiên hơn nữa có thể khống chế thế gian dãy núi ong tiên cửu nhi tỷ tỷ có thể làm được. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân vội vàng hỏi Phi Hùng tiểu thí hài nói. Này đó mật ong có phải hay không có chủ nhân? Hoặc là nói là có người tổ chức những cái đó ong mật sản xuất mà thành. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, tiểu thí hài kinh ngạc nói, người như thế nào biết? Dương Nghị Vân sắc mặt một kích động, vội vàng nói, đem người biết đến tình huống tất cả đều nói cho ta. Chủ nhân, đích xác bực này thiên địa linh vật mật ong kỳ thật là có chủ, ở ao hồ thượng du thác nước lúc sau là một chỗ động thiên tiên cảnh, nơi nào có một cái lợi hại nữ nhân, là cá nhân tộc. Ở người kia tộc nữ nhân bên người có cái yêu tộc, cũng là một cái hồng hoang dị chủng thành tiên. Sinh có chín cánh dị chủng yêu ong, tu vi thượng đi cùng ta không sai biệt lắm, nhưng nàng thân là phong tiên, nhưng chiêu thiên địa chi gian bất luận cái dị ong mật đàn tộc, này mật ong chính là nàng dưới tòa đàn ong sản xuất thiên địa chi linh vật, ta đi thèm ăn, có phải hay không liền đi trộm, Nga không phải đi mượn mật ong, nhưng mỗi một lần đều bị chập đầy người thương. Lần này đụng phải cá trạch lão đại lúc này mới thỉnh cầu hỗ trợ thật vất vả lộng như vậy điểm, may mắn cái kia ong tiên không đuổi theo ra tới, nếu là thật đuổi theo ra tới ta một hai phải rớt một tầng ra không thể. Tiểu thí hài nói chuyện thời điểm là có chút tim đập nhanh. Nhưng là Dương Nghị Vân nghe hắn nói lời nói, lại là trong lòng vui sướng lên, nghe tới tựa hồ tiểu thí hài trong miệng ong tiên, chính là hắn nhận thức cửu nhi tỷ tỷ. Này nhưng đúng là có duyên Năm đó hạ giới phân biệt lúc sau. Đã có thể rốt cuộc chưa thấy qua ong tiên cửu nhi tỷ tỷ. Nhưng hiện tại nghe tiểu thí hài giảng thuật, tựa hồ tiểu thí hài hàng xóm chính là cửu nhi tỷ tỷ. Dương Nghị Vân vội vàng truy vấn nói, ngươi thấy quá nàng. Chủ nhân ngươi nói là cái nào? Cái kia động thiên tiên cảnh ở hai nữ nhân đâu, một người khác tộc nữ nhân ta lại một lần chỉ thấy quá một cái bóng dáng, chỉ có cái kia ong tiên là đã gặp mặt. Phi Hùng tiểu thí hài nói. Hai nữ nhân, phía trước Dương Nghị Vân không nghe rõ. Là cái một người khác tộc cảm giác thượng so ong tiên lợi hại hơn, ta rất sợ nàng tiểu thí hài nói. Dương Nghị Vân trầm tư trong chốc lát nói, người đem cái kia ong tiên diện mạo ngưng tụ thành ảnh ta nhìn xem. Mặc kệ một người khác tộc nữ nhân là ai, hắn đầu tiên muốn xác định có phải hay không ong tiên cửu nhi tỷ tỷ, nếu là, vậy nhất định đi bái phỏng một chút. Các nàng năm đó cũng đều xem như sinh tử chi giao, lấy tỷ đệ tương xứng, ở Dương Nghị Vân trong lòng là có thâm hậu hữu nghị. Tốt tiểu thí hài theo tiếng, ngay sau đó vung tay lên, một cái pháp lực ảnh hưởng ngưng tụ ra tới. Ở Dương Nghị Vân trước mặt một vị thân xuyên ngân bạch cổ trang nữ tử xuất hiện. Ha ha, quả nhiên là cửu nhi tỷ tỷ. Dương Nghị Vân nhìn đến hình ảnh sau đại hỉ. Đi, chúng ta đi bái phỏng. Dương Nghị Vân bàn tay vung lên liền phải tìm ong tiên. Ách, chủ nhân thận trọng
không nói đến nơi nào còn có cái so ong tiên lợi hại nhân tộc nữ nhân, chỉ cần cái kia ong tiên tu vì pháp lực cùng ta không phân cao thấp, mấu chốt là nàng có thể triệu tới này tiểu hồng hoang trung cường đại dị chủng ong mật, che trời lấp đất, phi thường dọa người, tuy rằng những cái đó ong mật lực sát thương không đủ, nhưng đuôi sau châm đi, mang theo độc, đâm thủng không gian thuộc tính, không muốn sống, nhưng bị chập cũng là rất khó chịu. Hơn nữa ta cùng cá trạch lão đại vừa mới trộm nhân ra mật ong, hiện tại đi chẳng phải là chui đầu vô lưới. Sẽ bị đánh chết, chủ nhân vẫn là không cần đi trêu chọc kia hai nữ nhân A, đó là thực khủng bố sinh vật đâu. Tiểu thí hài nói lên lời này thời điểm, khó được lòng còn sợ hãi biểu tình. Dương Nghị Vân sửng sốt nói, ít nói nhảm, lần này đi theo ta đi, bảo đảm không có hại, nói thật cho ngươi biết, ngươi chủ nhân ta cùng kia ong tiên chính là sinh tử chi giao. Lấy tỷ đệ tương xứng, liền kém anh em kết nghĩa, yên tâm sẽ không có việc gì. Ách, nếu là thật nói như vậy, kia có thể đi, bất quá chủ nhân trước nói hảo a, ta cùng kia ong tiên làm hàng xóm cũng mấy ngàn năm, đương nhiên nàng là kẻ tới sau, thường xuyên kia gì, nàng không thích ta, đến lúc đó làm khó dễ, ngươi nhưng cầu tình a tiểu thí hải trước đem chính mình đường lui cấp nghĩ kỹ rồi. Ít nói nhảm, ngươi hiện tại là bổn chủ nhân tiểu đệ. Có ta ở đây cửu nhi tỷ tỷ sẽ không làm khó dễ ngươi một cái tiểu thí hài. Dương Nghị Vân cười mắng lúc sau liền đi. Chủ nhân chính là nơi này, thác nước mặt sau là nhập khẩu, đi vào lúc sau xuyên qua sơn thể, chính là nơi, bên kia là một cái đại hẻm núi, mọc đầy thật lớn vô cùng đóa hoa, đủ loại đều có, so với bên ngoài nơi này hoa còn nhiều đến nhiều. Ao hồ thượng du ngọn nguồn, giờ phút này phi hùng tiểu thí hài mang theo Dương Nghị Vân cùng cá trạch đi tới sơn thể trước. Nhìn vài trăm thước chi trường băng đằng gào thét thác nước nói chuyện. Vậy đi thôi, tiến vào nhìn xem. Dương Nghị Vân nói lạc đi đầu mà đi, trong lòng lại là vừa động, nghĩ tới Lam Tâm Tiên Vương. Bởi vì dựa theo tiểu thí hài giảng thuật, tiến vào đến thác nước lúc sau, xuyên qua sơn thể chính là một cái biển hoa sơn cốc, có thật lớn đóa hoa tồn tại. Rất giống là năm đó Lam Tâm Tiên Vương sáng tạo hoa viên nơi. Phi hùng tiểu thí hài cũng nói. Trừ bỏ ong tiên ở ngoài còn có một cái làm hắn đều sợ hãi nhân tộc nữ nhân, này liền làm Dương Nghị Vân nghĩ tới Lam Tâm Tiên Vương. Chỉ có Lam Tâm Tiên Vương một tấc vuông càn khôn hồ thần thông, mới có thể thay đổi hoàn cảnh sinh vật, đem nho nhỏ đóa hoa thông qua thần thông biến thành phòng ở giống nhau đại bộ dáng. Cho nên hiện tại hắn suy đoán chưa chừng, một người khác tộc nữ tử chính là Lam Tâm Tiên Vương. Lại nói tiếp năm đó Lam Tâm Tiên Vương đã là 10 vạn năm trước nhân vật. Cũng đối nàng có truyền thụ một tấc vuông càn khôn thần thông ân đức, có thể xem như nửa cái sư phó giống nhau. Vẫn luôn còn nghĩ nếu là nàng còn sống ngày nào đó tới rồi tiên giới có thể thấy thượng một mặt, cũng coi như là hiểu biết vừa truyền tâm sự, năm đó cảm tạ nàng. Nếu không phải năm đó ở Lam Tâm Tiên Vương sáng tạo nào một phương tiểu thế giới, hắn cũng kết bạn không được Lục Nhĩ đại ca cùng Cửu Nhi tỷ tỷ, còn có ngũ sắc thần nghiêu kia hóa, cùng không chiếm được Lam Tiên Tiên Vương một tấc vuông càn khôn thần thông. Tuy rằng cửa này thần thông hắn rất ít dùng quá, nhưng ở Lam Tâm Hoa Viên cũng được đến những cái đó mật ong chi tinh, cho vân môn thân nhân bằng hữu tu luyện tài nguyên, làm các nàng đều tu vi tăng nhiều. Đây là một môn ân tình, cũng là tu luyện thượng nhân quả. Đương ghi nhớ trong lòng. Hiện giờ không nói được liền có cơ hội báo đáp cảm tạ. Bất quá nghe phi hùng tiểu thí hài ý tứ, Cửu Nhi tỷ tỷ hiện tại tu vi đều đã là đại tiên tôn cấp bậc. Mà một cái khác hư hư thực thực Lam Tâm Tiên Vương nhân tộc nữ tử lợi hại hơn, nói như thế tới, chưa chừng nhưng chính là thông ngộ cấp bậc tồn tại. Trong lòng nghĩ Dương Nghị Vân có chút kích động. Xuyên qua thác nước lúc sau quả nhiên có thiên nhiên hang động, vẫn luôn hướng về phía trước đi đến. Ước chừng hành tẩu nửa giờ sau, trong tầm mắt bỗng nhiên sáng ngời, bọn họ đi ra sơn thể. Quả nhiên đi tới một cái biển hoa trong sơn cốc. Chính như tiểu thí hài lời nói. Nơi này đóa hoa sao một gốc cây đều thật lớn vô cùng đủ loại đóa hoa đều có, cùng năm đó tại hạ giới thời điểm gặp qua Lam Tâm Hoa Viên hoàn cảnh phi thường tương tự. Bốn mùa như xuân, bách hoa nở rộ, quả nhiên là một phương tiên cảnh phủ đệ. Mang theo tiểu thí hài cùng cá trạch ra tới bước vào biển hoa bên cạnh, đánh giá hoàn cảnh thời điểm, phía chân trời phía trên liền truyền đến một trận ong 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 thật lớn rung động thanh. Má ơi là ong mật tới, nàng phát hiện chúng ta, chủ nhân làm sao bây giờ a? Cơ hồ là theo bản năng phi hùng liền sốt ruột, sắc mặt thay đổi, thoạt nhìn hắn là không ăn ít mệt. Mà bị ong mật lăn lộn quá cá trạch giờ phút này cũng là theo bản năng hướng Dương Nghị Vân phía sau né tránh. Dương Nghị Vân cười mắng, hai cái túng hóa. Ong ong ong.
chỉ chớp mắt đỉnh đầu phía chân trời phía trên đã xuất hiện che trời ong mật, mắt thấy liền phải vây quanh bọn họ ba cái. Mà lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, mang theo kiều giận quát lớn nói, hảo ngươi cái không biết xấu hổ tiểu mập mạp, hôm nay thừa dịp bản tôn bế quan trộm đạo mật ong, chết cũng không hối cải, cư nhiên còn dám mang người ngoài tiến đến, hôm nay xem bản tôn không đem ngươi hùng ra nhổ xuống tới làm xiêm y. Dương Nghị Vân nghe thấy cái này mắng thanh, quá quen thuộc, trong nháy mắt liền xác định đây là ong tiên cửu nhi tỷ tỷ thanh âm. Giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng kích động, mấy ngàn năm không gặp cố nhân a. Chủ nhân như thế nào a? Kia bà nương tức giận, nếu không trốn đi, bị nàng ong mật chập một chút rất đau. Phi Hùng tiểu thí hải nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Ong ong ong. Lúc này che trời ong mật đàn đã như là mây đen áp đỉnh mà đến, tới rồi Dương Nghị Vân ba cái đỉnh đầu. Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại, vội vàng ra tiếng nói, cửu nhi tỷ tỷ, cố nhân tới chơi thủ hạ lưu tình a. Ngay sau đó mắt thấy liền phải bị ong đàn cuốn tịch, Dương Nghị Vân vừa ra thanh, ong đàn bỗng nhiên ầm ầm vang lên, hô hô một chút từ bọn họ đỉnh đầu vòng qua đi. Vân đệ đệ, là ngươi. Một kinh hỉ thanh âm vang vọng phía chân trời. Ngay sau đó phía chân trời quang mang chợt lóe, một cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, đúng là ong tiên cửu nhi. Cửu nhi tỷ tỷ đã lâu không thấy. Dương Nghị Vân nhìn che trời ong mật bay đi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cười cùng ong tiên chào hỏi, nhìn nàng xác đã là đại tiên tôn tu vi, lại là trong lòng thổn thức. Năm đó ở Lam Tâm Hoa Viên cứu ra nàng cùng Lục Nhĩ thời điểm, là từ thiên tiên trùng tu, nhưng mà tiên ở hơi thở thượng cũng đã là đại tiên tôn. Nhớ trước đây tu vi thượng các nàng đều là không sai biệt nhiều, nhưng mấy ngàn năm lại gặp nhau, ong tiên lại đã là đại tiên tôn. Mà hắn liều mạng tu vi hiện tại cũng mới là tiên đế đại viên mãn đỉnh, khoảng cách tiên tôn chi cảnh còn muốn kém một bước đâu. Người so người sẽ tức chết a. Dương mẫu nhân nội tâm vô cùng cảm thán. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, lúc trước ong tiên cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bản thân đều là trước thời đại yêu vương, nhân ra chỉ là một lần nữa tu vi, khôi phục đến tiên vương chi cảnh thực mau, lại nói nhiều năm như vậy đi qua, từ hiện tại đến đại tiên tôn cấp bậc cũng không có gì không nghĩ ra. Thậm chí còn đối với các nàng tới nói đều tính thiếu. Còn có Lam Tâm Tiên Vương cũng là giống nhau đạo lý. Tính lên nhân gia đều là trước thời đại sinh linh, ít nói cũng đều là 10 vạn nhiều năm tồn tại. Có cái này tu vi cảnh giới ở tranh bất quá. Ong tiên từ không trung bay vọt xuống dưới, rơi trên mặt đất, hai người giống cái mấy ngàn năm gặp lại đều là có thổn thức. Dương Nghị Vân nội tâm ở cảm thán ong tiên tu vi cực nhanh. Mà ong tiên lại làm sao không phải ở thổn thức Dương Nghị Vân tiến bộ thần tốc. Ở ong tiên trong mắt Dương Nghị Vân đã là tiên đế đại viên mãn đỉnh, ngắn ngủn mấy ngàn năm mà thôi, cái này tiểu đệ đệ cũng đã có như thế thành tựu tu vi, chân chính tính lên Dương Nghị Vân đạt tới cái này tu vi tu luyện tính toán đâu ra đấy cũng mới không đủ vạn năm thời gian mà thôi. Nàng đâu? Xem như niết bàn trùng tu một lần, thêm lên chính là mười mấy năm tu luyện năm tháng, niết bàn trùng tu mới là yêu tôn đại viên mãn. Ong tiên trong mắt Dương Nghị Vân khó lường, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Trong thần sắc có chút phức tạp. Bất quá ngẫm lại lúc trước cùng Dương Nghị Vân nhận thức ở trên người hắn đã phát sinh những cái đó cơ duyên, ong tiên cũng chính là bình thường trở lại, nói Dương Nghị Vân là đại đạo dưới khí vận chi tử, một chút cũng không quá, hắn hẳn là có này tu vi. Hai người đánh giá đối phương trong lòng suy nghĩ cơ bản là giống nhau. Ngay sau đó đều không hẹn mà cùng phục hồi tinh thần lại, bốn mắt nhìn nhau. Đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được tương tự thần sắc. Ngay sau đó đều là nở nụ cười. Ha ha, Vân đệ đệ. Ha ha, cửu nhi tỷ tỷ. Tới, cấp tỷ tỷ một cái ôm. Ong tiên thực vui vẻ cười, lại là chủ động tiến lên cho Dương Nghị Vân một cái ôm. Hai người quen biết từ nhưng là lẫn nhau đề phòng, lại đến sau lại sinh tử tương giao, đích xác cũng này đây tỷ đệ tương xứng, lại lần nữa nhìn đến Dương Nghị Vân, trong lòng cũng thực vui vẻ. Dương Nghị Vân cười hai người một cái ôm lúc sau, mới nói, cửu nhi tỷ tỷ thật không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngươi, ta cho rằng tiên giới to lớn, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Khanh khách, ai nói không phải đâu, đúng rồi ngươi như thế nào chạy đến tiểu hồng hoang tới, còn tìm tới rồi tỷ tỷ ta tu luyện nơi. Ong tiên cười hỏi, Dương Nghị Vân nhìn giống nhau phía sau Phi Hùng tiểu thí hải nói, tới tiểu hồng hoang là ta tìm người, tới ngươi nơi này cũng là cơ duyên xảo hợp. Đối mệt Phi Hùng hạ thí hài. Kế tiếp Dương Nghị Vân dăm ba câu nói một phen. Ong tiên thế mới biết Dương Nghị Vân ý đổ đến, cũng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phi Hùng tiểu thí hài nói, kỳ thật ta năm đó phi thăng tiên giới sau,
nhiều lần biến chuyển liền tìm kiếm tới rồi Lam Tâm tỷ tỷ rơi xuống, ở hỗn loạn tiên vực tiểu hồng hoang. Người sau ở chỗ này tìm được rồi Lam Tâm tỷ tỷ, cũng là khi đó mới biết được chúng ta cư nhiên còn có cái này tiểu béo hùng hàng xóm. Đi vào nơi này sau, Lam Tâm tỷ tỷ nơi này loại rất nhiều biển hoa, ta liền triệu tập dãy núi sản xuất mật ong, không nghĩ tới tiểu mập mạp biết sau, thường xuyên tới trộm mật ong, ha ha, lại nói tiếp, tỷ tỷ ta có rất nhiều biện pháp giáo huấn ngươi cái này tiểu mập mạp, nhưng Lam Tâm tỷ tỷ nhân từ, gặp ngươi bản tính không xấu, bằng không ta làm khó dễ ngươi, ta cũng liền đổ cái việc vui, những năm gần đây vẫn luôn cùng tiểu mập mạp đấu trí đấu dũng, ha ha. Lời nói ở đây, Phi Hùng tiểu thí hài sắc mặt xoát liền đỏ, nhưng cũng nhỏ giọng phản bác nói, ngươi cũng đánh không lại ta, ta hai nửa cân tám lượng, ta là sợ hãi vị nào tỷ tỷ, mới không sợ ngươi đâu. Khanh khách, không sợ ta mỗi lần vì cái gì chạy. Ong Tiên trêu ghẹo nói. Kỳ thật Dương Nghị Vân xem ra tới, ong tiên chính là ở đấu tiểu mập mạp mà thôi. Ngươi phóng như vậy nhiều ong mật, ta khờ mới không sợ đâu tiểu thí hài mạnh miệng nói. Ha ha ha, ngươi nha, nếu không phải xem ngươi đáng yêu, tỷ tỷ há có thể mỗi lần làm ngươi trộm mật thành công. Cho ngươi chập một chút, chính là đậu ngươi chơi chơi, ngươi cái tiểu mập mạp nếu là chính đại quang minh tới tìm tỷ tỷ ta muốn mật ong, tỷ tỷ xem ngươi đáng yêu, lại há có thể là người nhỏ mọn. Nhưng ngươi mấy ngàn năm qua trước nay không chính đại quang minh quá, mỗi lần đều dùng trộm, tỷ tỷ làm dãy núi chập ngươi mới là lạ. Hảo, hiện tại ngươi có thể đi theo ta Vân đệ đệ, cũng coi như tiểu tử ngươi tạo hóa một hồi, quay đầu lại tỷ tỷ ta làm ngươi hảo hảo báo cơm một đốn. Ong Tiên cười nói, giờ khắc này Phi Hùng tiểu thí hài đôi mắt tỏa sáng, nhưng cũng là vẻ mặt hổ thẹn chi sắc, đích xác mấy ngàn năm qua. Hắn không có một lần đường đường chính chính tìm cái này hàng xóm tỷ tỷ chính đại quang minh muốn quá một lần mật ong, đều là trộm trộm cướp. Lúc này ong tiên rộng lượng nói phải cho hắn ăn no nê, hắn ngược lại ngượng ngùng. Nghĩ nghĩ, đối với ong tiên trịnh trọng hành lễ nói, đa tạ tỷ tỷ khoan hồng độ lượng, trước kia là ta không hiểu chuyện, thỉnh tỷ tỷ tha thứ. Ở Phi Hùng tiểu thí hài trong lòng nghĩ đến, dù sao cũng là hắn không có làm đối, làm mấy ngàn năm hàng xóm. Hiện tại muốn đi theo Dương Nghị Vân rời đi, cũng nên cấp ong tiên tỷ tỷ nói lời xin lỗi. Ngươi nha, muốn tạ liền tạ Lam Tâm tỷ tỷ đi, nàng mới là ngươi nên cảm ơn người, ngay từ đầu nếu không phải Lam Tâm tỷ tỷ ngăn đón, ta sớm thu thập ngươi. Ong Tiên cười mắng một tiếng. Ta có điểm sợ nàng tiểu thí hài nhược nhược nói. Dương Nghị Vân đứng ở bên cạnh, nghe ong tiên cùng tiểu thí hài nói chuyện, lại là trong lòng cũng ở kích động, quả nhiên hắn mới không sai. Lam Tâm Tiên Vương quả nhiên ở chỗ này, Phi Hùng tiểu thí hài trong miệng lợi hại hơn một vị, quả nhiên chính là Lam Tâm Tiên Vương. Đương nhiên khi cách nhiều năm như vậy, Lam Tâm Tiên Vương đã sớm không phải Tiên Vương cấp bậc. Hắn nhưng thật ra cũng tưởng bái kiến một chút Lam Tâm Tiên Vương. Lúc này ong tiên cười mắng, ngươi cái này tiểu béo hùng a, thật đúng là ngu ngốc, suy nghĩ một chút ngươi là như thế nào mở ra linh trí tu luyện. Ong tiên nói chuyện chung chớp chớp mắt. Dương Nghị Vân cái thứ nhất phản ánh lại đây, bột miệng thốt ra nói, cửu nhi tỷ tỷ, chẳng lẽ tiểu thí hài điểm hóa là, Lam Tâm Tiên Vương. Ong Tiên cười nói, vẫn là Vân đệ đệ thông minh, Lam Tâm tỷ tỷ rất sớm liền ở chỗ này ẩn cư tu đại đạo, ước chừng tam vạn năm nhiều năm trước, một ngày nào đó này chỉ tiểu hùng trong lúc vô ý xâm nhập tỷ tỷ tu luyện đạo tràng, tùy tay liền cấp điểm hóa nó, đến tận đây mới có hiện tại cái này tiểu béo hùng. A này đó Phi Hùng tiểu thí hài kinh ngạc ra tiếng. Nửa ngày sau mới nói, ta nhớ ra rồi, ta thông linh lúc sau ngây thơ mờ mịt, nhưng nơi sâu thẳm trong ký ức đích xác có người xuất hiện quá, nguyên lai chính là vị nào lợi hại tỷ tỷ a. Bằng không ngươi nghĩ sao, ở tiểu hồng hoang này một mảnh địa phương, ngươi còn có cái thứ hai hàng xóm sao? Ong Tiên cười nói. Lúc này Dương Nghị Vân nhịn không được nói, cửu nhi tỷ tỷ, ta tưởng bái phỏng Lam Tâm Tiên Vương, năm đó hạ giới được nàng một tấc vuông càn khôn hồ thần thông, đây là một phần ân đức. Hôm nay nếu đụng phải, vậy hẳn là bái phỏng, cũng coi như là ta hiểu biết một phen trong lòng nhân quả đi. Đi thôi, càng tỷ tỷ tới, chúng ta cũng hảo hảo ôn chuyện, bất quá Lam Tâm tỷ tỷ vẫn luôn ở tĩnh tu, nàng có thấy hay không ngươi xem cơ duyên đi, lại nói tiếp ta cũng có hơn 1000 năm không gặp nàng, nàng vẫn luôn ở trong sơn cốc tìm hiểu đại đạo. Ong Tiên nói chuyện mang theo Dương Nghị Vân ba cái đi hướng sơn cốc này chỗ sâu trong đi. Trên đường hai người lẫn nhau ôn chuyện. Kỳ thật chủ yếu là ong tiên hiểu biết Dương Nghị Vân sự tích của nàng không có gì hảo thuyết, tìm được Lam Tâm Tiên Vương lúc sau nàng cũng liền vẫn luôn ở chỗ này tu luyện, không đi ra ngoài quá.
mà Dương Nghị Vân cũng ngắn gọn đem chính mình phi thăng tiên giới trải qua nói ra. Vẫn luôn nói hắn muốn ở hỗn loạn tiên vực thành lập vân môn, lần này tiến vào tiểu hồng hoang tới tìm kiếm hoa sen đen. Đương nhiên Dương mẫu nhân đụng phải ong tiên cùng Lam Tâm tiên vương lúc sau, trong lòng cũng nghĩ đến, có phải hay không có thể thỉnh các nàng rời núi, gia nhập vân môn việc. Có thể tưởng tượng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì dựa theo ong tiên cách nói, Lam Tâm tiên vương tu vi cảnh giới không hề nghi ngờ tuyệt đối đã là thông ngộ cấp bậc cường giả, hơn nữa có thể là cao giai thông ngộ trình tự, muốn thỉnh bực này cường giả gia nhập vân môn, sợ là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Cho nên hắn đem cái này ý tưởng đè ép trở về, chỉ nghĩ có thể bái kiến một chút Lam Tâm tiên vương liền hảo, hiểu biết trong lòng vừa chuyển ràng buộc có thể, quay đầu lại vẫn là đi tìm hoa sen đen quan trọng, đối với thỉnh hoa sen đen rời núi hắn vẫn là có tin tưởng. Vân tử tới rồi. Liền ở Dương Nghị Vân trong óc miên man suy nghĩ hết sức, ong tiên mở miệng nói chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn lại là một chỗ nước lạnh biên, có một cái nhà tranh dựng tiểu viện xuất hiện. Hẳn là chính là Lam Tâm tiên vương thanh tu nơi. Trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Dương Nghị Vân tự nhiên biết, hiện giờ Lam Tâm tiên vương tự nhiên không phải năm đó Lam Tâm tiên vương, cơ hữu có thể là cho rằng lánh đời đại lão, một vị cường giả chân chính. Chính là hắn lại là ở mấy ngàn năm trước hạ giới cũng đã hướng về đã lâu, nàng thủ đoạn chi cường, có thể sống lại lục nhĩ cùng ong tiên, có thể làm cho bọn họ niết bàn trùng tu, này chờ thủ đoạn ở tiên vương cấp bậc liền làm được, dựa theo Dương Nghị Vân đối đương đại tiên giới tiên vương hiểu biết, làm không được. Hơn nữa trọng điểm là Lam Tâm tiên vương tiên ma đại chiến thời đại nhân vật, năm đó bọn họ cùng ong tiên lục nhĩ còn lưu quá, khả năng nàng đã sớm tại 10 vạn năm trước liền ngã xuống. Hiện tại không nghĩ tới, cư nhiên còn sống, trùng hợp chính là còn lánh đời ở hỗn loạn tiên vực tiểu hồng hoang chung, này chờ cường giả kỳ nữ tử hắn tự nhiên muốn gặp thượng vừa thấy. Hiện giờ liền ở trước mắt, hắn trong lòng kích động cũng không thể tránh được. Nhìn tam gian nhà tranh dựng tiểu viện, Dương Nghị Vân lại là có chút kinh ngạc, trong lòng nghĩ cũng quá ngắn gọn. Bên người ong tiên tựa hồ nhìn ra Dương Nghị Vân trong lòng suy nghĩ, cười cười hỏi, có phải hay không cảm thấy thực ngắn gọn. Dương Nghị Vân ngượng ngùng cười, điểm điểm nói, ở ta nghĩ đến giống Lam Tâm tiên vương bực này tiền bối cao nhân đạo tràng đều hẳn là thông minh vô cùng cái loại này. Ong tiên hơi hơi mỉm cười nói, ta lúc trước cũng từng có cùng ngươi giống nhau ý tưởng, nhưng là ngươi đoán Lam Tâm tỷ tỷ là nói như thế nào. Dương Nghị Vân rất phối hợp nói như thế nào. Ong tiên mở miệng nói, nàng nói vạn pháp quy tông đại đạo chí giản, đây là bản chất, tu luyện giảng chính là thật, tu chính là tâm. Luyện chính là tâm, trừ cái này ra, mặt khác đều là biểu tượng, càng là trở lại nguyên trạng liền càng là đơn giản. Dương Nghị Vân nghe nhìn không được gật đầu, hắn cảm thấy này một phen lời nói thẳng vào đáy lòng, đối với ong tiên khom người ôm quyền nói, đa tạ cửu nhi tỷ tỷ chỉ giáo. Người nha, còn cùng ta khách khí, muốn tạ liền tạ Lam Tâm tỷ tỷ đi, những lời này là nàng nói. Ong tiên cười nhìn về phía nhà tranh tiểu viện. Dương Nghị Vân lại là sửng sốt. Ngay sau đó đối với tiểu viện phương hướng khom người thi lễ. Lúc này ong tiên đối với tiểu viện nhẹ giọng nói, tỷ tỷ năm đó hạ giới Lam Tâm hoa viên, người người thừa kế Dương Nghị Vân bái phỏng. Dương Nghị Vân giờ phút này cũng có chút thấp thỏm, không biết Lam Tâm có thể hay không thấy hắn. Cũng biết bực này cổ xưa cường giả, sẽ không dễ dàng gặp người, ngay cả ong tiên cái này thường xuyên làm bạn người, cũng hơn 1000 năm chưa thấy qua Lam Tâm. Nàng vẫn luôn ở dốc lòng tu luyện. Chân chính là ở che trời ngộ đạo. Lúc này ong tiên kêu gọi, cũng không biết Lam Tâm có thể hay không thấy chính mình. Làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, nhưng ong tiên kêu gọi lúc sau, cỏ tranh phòng đại môn tự động mở ra, truyền đến một tiếng nghe tới rất có tử tính mềm nhẹ thanh nói, cửu nhi thả dẫn hắn vào đi. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới Lam Tâm cư nhiên thấy hắn. Khanh khách, đi thôi, tiểu tử ngươi có mặt mũi, ta cùng Lam Tâm tỷ tỷ sinh hoạt ở Sơn Cốc. Có đôi khi đi tìm nàng, nàng cũng không tất thấy ta. Ong tiên cười ha hả nói chuyện, đi đầu đi vào tiểu viện, ý bảo Dương Nghị Vân theo kịp. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân đi theo ong tiên đi vào nhà tranh, cá trạch cùng tiểu thí hài tự nhiên cũng theo đi lên. Tỷ tỷ, ong tiên đi vào kêu một tiếng. Dương Nghị Vân nhìn lại, xác thật là một người hơn 20 tuổi dung mạo nữ tử, trên mặt có chút lạnh băng, giờ phút này ngồi ở chính đường đệm hương bồ, vừa thấy chính là ở đà tọa tu đạo. Ánh mắt đầu tiên xem qua đi Dương Nghị Vân nội tâm chính là chấn động, quả nhiên là năm đó gặp qua Lam Tâm Tiên Vương, đương nhiên năm đó tại hạ giới hắn gặp qua chính là một sợi hình ảnh thần hồn,
nhưng lại bộ dáng cùng hiện tại chút nào không thay đổi. Chẳng qua hắn biết hiện tại Lam Tâm đã không phải tiên vương chi cảnh. Đến nỗi là cái gì tu vi cảnh giới, hắn căn bản nhìn không thấu. Đối phương nhắm mắt ở đà tọa chung. Lúc này lại là mở hai mắt nhìn lại đây. Nhưng Lam Tâm mở hai mắt hết sức, Dương Nghị Vân thấy được lần đầu tiên đi cửu trọng thiên gặp mặt thiên cơ sư nương một màn. Giờ phút này Lam Tâm hai tròng mắt mở trong phút chốc, cùng thiên cơ sư nương năm đó hai mắt thực tương tự, hắn lại là thấy được nàng trong ánh mắt có lộng lẫy ngân hà cảnh tượng. Làm Dương Nghị Vân thiếu chút nữa thất thần. Cũng may trong nháy mắt sau, Lam Tâm hai mắt khôi phục bình thường chi sắc. Nàng tuyệt đối là cường giả. Đây là Dương Nghị Vân trong lòng cái thứ nhất ý niệm. Ở cảm thụ chung chút nào cảm thụ không đến Lam Tâm trên người có bất luận cái gì pháp lực hơi thở, như là một người bình thường giống nhau, nhưng càng là bình thường, liền đại biểu càng không bình thường. Ngay sau đó Lam Tâm đứng dậy, ánh mắt trực tiếp dừng ở Dương Nghị Vân trên người. Dương mỗ nhân phản ứng lại đây, vội vàng khom mình hành lễ, Dương Nghị Vân bái kiến Lam Tâm tiền bối, hạ giới cơ duyên dưới đạt được tiền bối thần thông truyền thừa, vãn bối vẫn luôn nghĩ có cơ hội giáp mặt cảm tạ tiền bối. Hiện giờ xem như được như ước nguyện, cảm ơn tiền bối. Người thả không cần đa lễ, hết thảy vận mệnh chú định đều có định số, có thể được là ngươi cơ duyên khí vật, hơn nữa lại nói tiếp ta cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi ong tiên cùng lục nhĩ sợ là cũng sẽ không sớm như vậy trở về tiên giới, đứng lên đi, lại đây ngồi. Lam Tâm thanh âm thực ôn nhu, có loại không dính pháo hoa hương vị, Dương Nghị Vân cũng có thể cảm nhận được, trên người nàng có một loại phi thường muốn cho người thân cận cảm giác. Đang ở tiên giới, hắn gặp qua rất nhiều tiên nhân tiên tử, nhưng giờ phút này hắn cảm giác Lam Tâm mới càng như là cho rằng tiên nhân. Phi thường xuất trần. Ở nàng nói chuyện chi gian, vung tay lên một bộ bàn ghế xuất hiện ở trong đại sảnh, hơn nữa mặt trên xuất hiện các loại tiên quả còn có mật ong quỳnh tương, thậm chí có mật ong chi tinh, phẩm chất thượng so với hắn lúc trước tại hạ giới Lam Tâm hoa viên nhìn thấy còn muốn tốt hơn nhiều. Lộc cộc. Lúc này, một tiếng thực phá hư không khí thanh âm vang lên. Thực rõ ràng là nuốt nước miếng thanh âm. Dương Nghị Vân vừa quay đầu lại liền nhìn đến là Phi Hùng tiểu thí hài ở nuốt nước miếng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn mật ong quỳnh tương cùng mật ong chi tinh. Cái này làm cho Dương Nghị Vân lần cảm mất mặt, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu thí hài, nhỏ giọng mắng nói, không tiền đồ khở hóa. Tiểu thí hài bị Dương mỗ nhân mắng cổ co rụt lại, nhưng như cũ tầm mắt không từ trên bàn rời đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Đi cấp Lam Tâm tiền bối thỉnh an, nàng vẫn là người khai linh ân nhân đâu. Dương Nghị Vân mắng tiểu thí hài. Lúc này tiểu thí hài mới đưa tầm mắt không tha rời đi, tiến lên một bước, đi vào Lam Tâm trước mặt, lại là lập tức quỳ xuống, trong miệng mang theo một ít đồng âm lớn tiếng nói, biển hoa ven hồ địa tinh lâm, phi hùng bái kiến tôn sư, cảm tạ tôn sư khai linh tri ân. Ầm ầm ầm. Tiểu thí hài nói chuyện chung chính là bay nhanh ba cái vang đầu. Dương Nghị Vân trong lòng nhưng thật ra âm thầm tán thưởng một câu, cái này tiểu thí hài quả nhiên tặc tinh, trong miệng trực tiếp kêu thượng tôn sư, bay nhanh dập đầu, đây là nhận sư phụ a. Bất quá nói trở về, có thể có một cái Lam Tâm như vậy cường giả làm sư phụ, sợ là ai đều nguyện ý. Cho nên Dương Nghị Vân đối tiểu thí hài xem trọng liếc mắt một cái, đều nói hùng loại ngu dốt, hiện tại từ nhỏ thí hài này đầu phi hùng trên người xem, chính là một chút hùng bổn không quan hệ. Tặc khôn khéo. Dương Nghị Vân trộm nhìn thoáng qua Lam Tâm, lại là phát hiện nàng bình tĩnh không gợn sóng trên mặt, có một tia một chút ý cười, ngay sau đó một hồi ống tay áo, phi hùng tiểu thí hải đã bị phục khởi. Chỉ nghe Lam thầm nghĩ, ngươi ngoan hùng nhưng thật ra thông tuệ, năm đó cũng là tùy tay cho ngươi khai linh, xem như chính ngươi tạo hóa, ngươi cũng không cần bái sư, xem như mấy vạn năm qua ngươi làm ta hàng xóm nhân quả, ta cũng không tính toán thu đồ đệ, thả không cần để ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 180.